Quan thần, hạ tưởng. Tập 96. Là đêm, Thiên Trạch nửa đêm mưa to đột ngột đổ xuống, mưa như chút nước, nhưng tới gần sáng, đột nhiên lại tạnh, trời trong vô tận, không khí vô cùng tươi mát. Sau một đêm mưa to, mọi người đều ngủ ngon, nhưng với một số người, thì không thế. Sáng sớm Trần Phong và Tiền Cẩm Tùng về Bắc Kinh, đến yên lặng, về cũng yên lặng, dường như không kinh động đến ai, trên thực tế, thành ủy Thiên Trạch không ai không biết. Nhưng không ai nói ra, đều để trong lòng. Chính trị là chính trị, họa từ miệng mà ra không phải là một thành ngữ, là một sự thật rất thật. Ai đều biết rằng, ngọn lửa lớn của Thiên Trạch đã nổi, nhưng không ai biết là lửa cháy ở đâu trước, Bắc Kinh, là tỉnh ủy hay là thành ủy Thiên Trạch. Ai cũng đều không đoán đúng. Chương 1031, đốt lửa hiệu đùa chư hầu. Bởi vì thế lửa, đầu tiên phải bắt đầu châm ngòi từ Hoa Hải Nguyên, hoặc nói chính xác hơn, là xuất phát từ Hoa Huyền. Sự việc vẫn là bắt nguồn từ việc Hoa Tam Kỳ mất tích một thời gian trước. Hoa Tam Kỳ lại xuất hiện. Thực ra người biết chuyện sớm đã biết, hoa phi hoa của Hoa Hải Nguyên kỳ thật chính là Hoa Tam Kỳ của Hoa Huyền trước kia. Nhưng trước kia Hoa Hải Nguyên vốn chưa hề chính thức khai trương kinh doanh với bên ngoài, hoa phi hoa lại không thừa nhận là Hoa Tam Kỳ, liền để lại sự phỏng đoán. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ít nhất cũng phải đợi 10-15 ngày nữa Hoa Hải Nguyên mới chính thức đi vào kinh doanh, nhưng không ngờ lại đột nhiên chính thức khai trương. Kỳ thật mà nói, cho dù là khai trương kinh doanh trước thời hạn cũng chẳng có gì là lạ, cũng không thể tạo được chấn động lớn, bởi vì những hiệu ứng gây xôn xao mà Hoa Hải Nguyên tạo ra đã dần dần bị rơi vào quên lãng. Nhưng điều không ai ngờ tới chính là Hoa Hải Nguyên chẳng những chính thức khai trương kinh doanh, còn mở màn giới thiệu hoành tráng cho nhân vật chính Hoa Phi Hoa. Nói một cách công bằng, giới thiệu hoành tráng Hoa Phi Hoa vừa không mới lạ, cũng không mới mẻ. Bởi vì đã có người từng thấy Hoa Phi Hoa trước đó, tuy rằng chỉ là bóng hình mặt bên, đeo mạng che nửa mặt ôm đàn tỳ bà nhưng đã khẳng định Hoa Phi Hoa chính là Hoa Tam Kỳ. Chỉ có điều trước kia xung quanh chuyện Hoa Phi Hoa chính là Hoa Tam Kỳ chỉ là đồn đại, Hoa Hải Nguyên không thừa nhận, Hoa Huyền lại càng không chủ động lộ diện để người ta tấn công. Bởi vậy một người chịu đựng, một người im lặng, liền khiến chân tướng sự việc càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng lần này Hoa Hải Nguyên chính thức giới thiệu Hoa Phi Hoa, thông báo tuyên bố với mọi người, Hoa Phi Hoa vốn tên là Hoa Lê Hoa, nghệ danh Hoa Tam Kỳ. Tin tức vừa ra, lập tức tạo nên cơn chấn động thực sự. Bởi vì hành động này của Hoa Hải Nguyên chẳng những phá hủy phép tắc ngành nghề, hơn nữa ngang với việc tấn công trực diện. Ngẫm lại xem, tìm ra bí mật của Hoa Huyền cũng đủ rồi, còn trực tiếp công bố ra bên ngoài. Rõ ràng là không hề để ý gì đến Hoa Huyền. Như thế chẳng những đánh trực diện, mà còn hung hăng nhổ thẳng vào mặt. Điều càng trêu tức người khác chính là, Hoa Phi Hoa vừa thay cách che nửa mặt ôm đàn tỳ bà ở Hoa Huyền, chẳng những công khai xuất hiện, còn ngay trước mặt mọi người chỉ trích Hoa Huyền uy hiếp cô ấy, ăn bớt số tiền cô đáng được hưởng. Rượu là hàng nhái, 99% rượu Mao Đài là rượu giả, thậm chí còn có một số là rượu Đại Khúc Thiên Trạch giá 10 tệ một chai pha chế mà thành. Ngoài ra về đồ ăn, những thủ đoạn trong đó nhìn mà ghê người, lợi nhuận cao gấp 3 lần. Hoa Phi Hoa công khai xuất hiện và chỉ trích, thoạt nhìn chỉ là cạnh tranh bất chính trên thương trường. Trên thực tế sau đó không lâu, rất nhiều người sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng mới rút ra kết luận, trận quyết chiến cuối cùng trong việc hợp nhất thiên cương được mở màn vào đúng lúc thời khắc Hoa Phi Hoa xuất hiện. Hoa Phi Hoa vừa dứt lời, Hoa Huyền vốn đã bởi vì mất đi Hoa Tam Kỳ mà kinh doanh ế ẩm. Lại càng họa vô đơn chí. Người đứng sau Hoa Huyền giận tím mặt, đập bàn, lập tức điện thoại cho Từ Tử Kỳ, yêu cầu gặp trực tiếp nói chuyện. Từ Tử Kỳ lại từ chối yêu cầu của đối phương, nói rằng không có thời gian. Y phải giúp thị trưởng Hạ sắp xếp lại văn kiện của Thiên Cương. Thiên Cương, lại là Thiên Cương, đối phương ngay lập tức hiểu ra lúc này mục đích thực sự mà Hoa Phi Hoa xuất hiện là gì, chính là nhằm vào Thiên Cương, chính là muốn ép bọn họ thay đổi lập trường. Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong đã rơi vào khó khăn. Không sai, người đứng sau Hoa Huyền chính là Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong. Trong đó Bì Bất Hưu giữ vai trò chính. Cổ phần của Bùi Nhất Phong không nhiều, nhưng y có không ít bạn chí cốt làm việc ở Hoa Huyền, nuôi nhà nuôi miệng nhờ Hoa Huyền. Chiêu này của thị trưởng Hạ cũng thật quỷ quyệt. Ban đầu vốn dĩ việc xác định vị trí của Hoa Hải Nguyên không hề mâu thuẫn với Hoa Huyền, thậm chí còn có khả năng gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của Hoa Huyền. Bởi vì Hoa Hải Nguyên muốn khẳng định vị trí hạng sang, tương tự như Cửu Hào Công Quán của thành phố Lang.
không ngờ, Hoa Hải Nguyên lại đột nhiên tung Hoa Tam Kỳ ra. Hoa Uyển Thành cũng nhờ Hoa Tam Kỳ, bại cũng vì Hoa Tam Kỳ. Đó chính là bởi vì cách vận hành thành công mô hình kinh doanh của Hoa Tam Kỳ, tạo nên sự phồn vinh của Hoa Uyển. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lại chính là bởi vì Hoa Tam Kỳ bị người ta cướp đi, cũng mới có cảnh xuống dốc không phanh như ngày hôm nay. Nhất là hiện nay, Hoa Tam Kỳ bỗng trở thành Hoa Phi Hoa dù mang tên gọi là gì, chủ yếu là mọi điều cô làm hoàn toàn là muốn ép Hoa Uyển tới đường cùng. Buổi sáng Hoa Phi Hoa công khai xuất hiện, tới buổi chiều kéo theo đó là việc làm ăn của Hoa Uyển lại một lần nữa xuống dốc, tới buổi tối, gần như là vắng như chùa Ba Đanh. Tất cả những khách hàng trước kia đều ùn ùn kéo đến tới Hoa Hải Nguyên, đều tranh nhau tận mắt trông thấy Hoa Phi Hoa, không, đúng hơn là diện mạo thật của Hoa Tam Kỳ. Bởi vì trước kia khi Hoa Tam Kỳ ở Hoa Uyển, rất nhiều người muốn nghìn vàng mua một nụ cười mà không thể được. Danh tiếng của Hoa Tam Kỳ, đến không ít những người có tiền có thế ở Bắc Kinh và thành phố Yến đều muốn được một lần tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan, nhưng do nhiều nguyên nhân, rất khó được như ý muốn. Hiện nay Hoa Tam Kỳ xuất hiện ở Hoa Hải Nguyên, muốn gặp cô ấy không còn khó khăn như trước, đương nhiên vô số người vừa nghe tin đã lập tức đua nhau đến đó. Việc kinh doanh của Hoa Uyển gần như đã tới mức khó có thể tiếp tục. Ruột gan Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong sôi sùng sục. Nhưng thực lực của họ không hùng hậu như Hoa Hải Nguyên, muốn đến Hoa Hải Nguyên làm loạn, lại không đủ dũng khí. Ai chẳng biết hiện nay ông cụ nhà họ Ngô đang ở Hoa Hải Nguyên. Muốn tới đó gây chuyện, chẳng phải là không muốn sống nữa sao? Tất nhiên hai người cũng đều hiểu rõ, Hoa Hải Nguyên cũng tốt, Hoa Phi Hoa cũng được, chỉ là một cái cớ, muốn kiếm tiền. Muốn đảm bảo việc kinh doanh của Hoa Uyển ổn định chắc chắn phải hiểu ngụ ý của Từ Tử Kỳ Thiên Cương. Bùi Nhất Phong và Bì Bất Hưu gặp nhau, đóng cửa bàn bạc gần 3 tiếng đồng hồ. Cùng với việc kinh doanh xuống dốc không phanh của Hoa Uyển chính là nước hạnh nhân cam lộ của nhà họ Mai cũng gặp phải mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay nhãn hiệu nước giải khát Trương Tiểu Tường nổi tiếng của tỉnh Lĩnh Nam cao giọng tuyên bố muốn tiến vào thị trường thành phố Thiên Trạch, chuẩn bị nghiên cứu phát triển loại trà lạnh hạnh nhân. Vừa có công dụng chống ho long đờm, đẹp da, vừa có tác dụng giải nhiệt thanh mát của trà lạnh. Như vậy sẽ một mũi tên mà chúng hai đích, lại bù đắp được lượng sụt giảm trong mức tiêu thụ của đồ uống hạnh nhân trong mùa hè. Tin tức vừa được công bố liền lập tức khiến thị trường xáo trộn. Những người sáng suốt đều nhìn ra, hành động này của Trương Tiểu Tường là cố ý tung ra nguồn tin này. Bởi vì từ trước đến nay trong kinh doanh việc bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Làm sao có chuyện chưa nghiên cứu đã tuyên truyền ra bên ngoài? Rõ ràng là có ngụ ý cả. Nhưng sức ảnh hưởng của Trương Tiểu Tường ở thị trường nước giải khát không thể khinh thường, chỉ nói suông đã lập tức khiến mức tiêu thụ của cam lộ gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn nữa còn khiến Mai Thái Bình giận sôi máu. Trương Tiểu Tường tỉnh Lĩnh Nam tiền cầm tung, Mai Thái Bình lập tức liền có thể rút ra kết luận, chắc chắn đó là kế hoạch được đưa ra sau khi tiền cầm tung và Hạ Tưởng gặp mặt rồi bàn mưu tính kế. Có phải là thực sự muốn ra tay triệt hạ cam lộ hay không trước tiên chưa nói đến, chỉ ít đầu tiên là đạt tới mục đích của Hạ Tưởng. Sức tiêu thụ của nước cam lộ giảm mạnh, hơn nữa địa vị cũng gặp phải thách thức nghiêm trọng. Cảnh càng khiến Mai Thái Bình lo lắng đã hiện ra, Chiến Kính Bằng ngay lập tức tích cực đáp lại lời tuyên bố của Trương Tiểu Tường, khẳng định rằng thành phố Thiên Trạch hoan nghênh tất cả những người có nguyện vọng tới đầu tư. Tài nguyên hạnh nhân tự nhiên của Thiên Trạch vô cùng phong phú. Đủ để cung cấp cho 3 hay 4 nhà máy chế biến nước hạnh nhân. Công ty nước giải khát Trương Tiểu Tường là một trong những ông trùm trong ngành, nếu như có thể đầu tư ở Thiên Trạch thì cả hai bên cùng có lợi. Kéo dây ngòi nổ. Mai Thái Bình đã vài lần muốn gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, cuối cùng vẫn quyết định cố không gọi. Dù sao y cũng không tìm được lý do gì để phản đối. Y không có quyền can thiệp đến chính sách thu hút đầu tư của Thiên Trạch. Cũng không tiện trực tiếp chỉ đạo phương châm kinh tế của chính phủ Thiên Trạch, càng không thể trực tiếp nói với thị trưởng hoặc phó thị trưởng thành phố Thiên Trạch phải làm thế này, không được làm thế kia. Mai Thái Bình biết, quyền chủ động một lần nữa lại nằm trong tay Hạ Tưởng. Ngay sau sự tấn công kinh tế của Lĩnh Nam, tập đoàn Y Dược Lưỡng Nghi nổi tiếng của Sơn Thành tổ chức đoàn khảo sát, nhận lời mời của chính phủ thành phố Thiên Trạch, tới Thiên Trạch khảo sát tình hình sản xuất của các cơ sở đông y ở thành phố Thiên Trạch. Trước khi đến, đoàn khảo sát trả lời phỏng vấn của phóng viên nói, điều kiện khí hậu của thành phố Thiên Trạch rất đặc biệt, có thể trồng các loại thảo dược không thể trồng được ở khí hậu phương Nam, vừa khéo có thể đáp ứng chỗ thiếu hụt của tập đoàn Thảo Dược Lưỡng Nghi. Có phóng viên đặt câu hỏi, tập đoàn Lưỡng Nghi là muốn mở rộng gieo trồng thuốc đông y, hay là muốn kết hợp việc gieo trồng,
nghiên cứu phát triển và sản xuất cùng trong một cơ sở sản xuất ở Thiên Trạch. Câu trả lời của chuyên gia cũng lấp lửng nước đôi. Sự việc phải được xem xét từ cả hai mặt, nếu như khí hậu và điều kiện gieo trồng ở thành phố Thiên Trạch đều cho phép, tập đoàn Lưỡng Nghi càng thiết tha được đầu tư ở nơi đây. Bởi vì việc gieo trồng thuốc đông y là một kế hoạch lâu dài. Nói sâu hơn nữa, nếu như môi trường đầu tư ở thành phố Thiên Trạch cho phép, cũng không loại trừ khả năng tập đoàn Lưỡng Nghi trực tiếp xây dựng một nhà máy chi nhánh ở Thiên Trạch. Lại có phóng viên hỏi. Ở Thiên Trạch hiện nay đã có đông y Thiên Trạch và đông y Phó Thị, nếu như tập đoàn Lưỡng Nghi muốn đầu tư ở đó, có thể sẽ gặp khó khăn hay không? Câu trả lời của chuyên gia cũng đầy hàm ý. Tôi vẫn muốn nhắc lại câu trước. Nếu như môi trường đầu tư ở thành phố Thiên Trạch cho phép, dựa vào thực lực của tập đoàn Lưỡng Nghi, việc thu mua hoặc sát nhập đều nằm trong dự tính. Thật là một cú đấm hiểm ác, trực tiếp tấn công vào điểm yếu của nhà họ Khâu và nhà họ Phó. Chương 1032, vòng đọ sức cuối cùng. Đông y Thiên Trạch là sản nghiệp nhà họ Khâu. Đông y Phó Thị vừa mới mở cửa là một nước cờ hoàn hảo mà nhà họ Phó dày công chuẩn bị, lợi dụng thời cơ mà dồn nhà họ Khâu vào chân tường. Không ngờ lại bị Hạ Tưởng lật lại thế cờ, cũng cùng bị chèn ép ở Thiên Trạch. Sau khi Khâu Tự Phong biết tin, buồn bã không nói một hồi lâu, bỗng nhiên lại ngửa mặt lên trời cười to một tràng, nói một mình. Phó Tiên Phong ơi là Phó Tiên Phong, anh không nghĩ tới cũng sẽ bị Hạ Tưởng gây sức ép ở Thiên Trạch đúng không? Anh cũng có ngày hôm nay, ha ha. Khi Phó Tiên Phong nghe được, đúng lúc đang họp với cấp dưới. Lúc ấy gương mặt y chợt biến sắc, đóng sầm cửa lại sau lưng, khi quay về văn phòng lửa giận vẫn còn ngùn ngụt. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, lại quăng điện thoại, giận dữ nói. Hạ Tưởng, đừng trách tao độc ác, chỉ cần mày ở Thiên Trạch một ngày, tao không ép chết mày, tao không phải Phó Tiên Phong. Dự án Kinh Bắc Tân Thành đã lâu không có động tĩnh gì bỗng đột nhiên lại có động thái rõ ràng. Bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn đột nhiên tuyên bố liên hợp đầu tư 1 tỷ tệ, xây dựng 50.000 mét vuông nhà ở cho người thu nhập thấp ở Kinh Bắc Tân Thành. Giá khởi điểm của những căn hộ này cực kỳ thấp, thấp hơn 20% trở lên so với giá nhà hiện hành ở thành phố Thiên Trạch. Sức mạnh của đòn bẩy kinh tế lập tức hiển hiện, sức tiêu thụ của thị trường bất động sản thành phố Thiên Trạch lập tức giảm mạnh. Khu chung cư nổi tiếng nhất của thành phố Thiên Trạch phải kể đến Nhã Uyển. Nhã Uyển nằm ở trung tâm thành phố, vị trí vô cùng tuyệt vời, giá nhà cũng cao, từ xưa đến nay vẫn được mệnh danh là khu quý tộc bậc nhất thành phố Thiên Trạch. Vốn dĩ luôn tiêu thụ khá tốt, rất có triển vọng, nhưng bởi vì có bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn nhúng tay vào, lượng tiêu thụ cũng giảm rõ rệt hơn 30%. Bởi vì bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn chẳng những giá nhà thấp, mà còn kiểu dáng đẹp. Càng đáng quý chính là, Kinh Bắc Tân Thành tuy rằng không ở trung tâm thành phố, nhưng rất gần với đoạn đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch giai đoạn 3 sắp được hoàn thành, giao thông vô cùng thuận tiện. Hơn nữa nghe nói sau này sẽ trở thành nơi quy tụ những thương nhân giàu có ở Bắc Kinh, khả năng tăng giá trị cực kỳ lớn. Tiền đồ của Nhã Uyển sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng đã chọc giận Trần Khiết Văn, bởi vì Trần Khiết Văn là người đứng đằng sau Nhã Uyển. Thế cục Thiên Trạch như đạn đã lên nòng. Trần Khiết Văn đùng đùng giận dữ. Hành động này của Hạ Tưởng căn bản chính là giết kẻ địch một cách tàn nhẫn bất chấp gây thiệt hại đến chính mình, không tuân thủ luật chơi, hơn nữa còn càn quấy. Nhưng vấn đề là, cách lấy tiền để bịt miệng người khác lại là cách trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Bởi vì từ xưa đến nay đòn bẩy kinh tế là kế sách lần nào cũng mang lại hiệu quả. Anh có thể nói đó là vô liêm sỉ, là càn quấy nhưng khi nói xong, một hiện thực chỉ có thể chấp nhận chính là, người khác đồng ý đốt tiền chơi, anh không đủ tiền mà đốt. Đốt không nổi chính là không thể trêu vào, không thể trêu vào thì còn trốn nổi không? Trần Khiết Văn biết dụng ý của Hạ Tưởng khi tung ra tin đồn vào lúc này là nhằm vào đâu, chính là ép bà ta nhượng bộ trong vấn đề Thiên Cương. Trần Khiết Văn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như bà ta không chịu nhượng bộ, Hạ Tưởng thực sự làm chuyện điên rồ thì biết giải quyết thế nào. Nếu như giá nhà khởi điểm của toàn bộ dự án Kinh Bắc Tân Thành đều không cao sẽ ảnh hưởng mạnh tới giá nhà thành phố Thiên Trạch, hắn trước kia cũng không phải là chưa từng làm như vậy. Liên tưởng đến chuyện Hạ Tưởng dở đủ loại thủ đoạn ở quận Hạ Mã, khiến Nguyên Minh Lượng thất bại nặng nề, đau đớn thê thảm chịu tổn thất vài tỷ. Bà ta liền run lên sau gáy, lạnh cả người, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngồi ngây ra hồi lâu không hề động đậy. Một sống một chết,
cảm giác đứng giữa làn ranh giới sống chết thật quá khổ sở. Trần Khiết Văn dù thế nào cũng không thể ngờ tới, Hạ Tưởng không phải chỉ đốt lửa mà là châm lửa khắp bốn phía, hơn nữa còn là châm ngòi thổi gió, khiến người ta choáng ngợp, mệt mỏi vì đối phó. Hạ Tưởng thực sự giống như một con muỗi bay vo ve lượn qua lượn lại, thích trêu tức người ta đến thế nào thì cứ thế trêu tức, khiến người ta chỉ hận không thể đập một nhát cho hắn chết, nhưng tìm khắp xung quanh lại không thấy dấu vết của hắn. Trần Khiết Văn đứng ngồi không yên, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại. Không giống với Thiên Trạch bị đốt lửa bốn phía, không khí Ngưu Thành lại vô cùng kỳ lạ. Trong tòa nhà thành ủy Ngưu Thành ai ai cũng thì thào dỉ tai. Nếu quan hệ thân thiết, hễ gặp mặt liền bàn chuyện bước tiếp theo nên đứng về phía nào. Nếu quan hệ chỉ bình thường, liền loáng thoáng đề cập đến vài câu, nói đến chuyện trong con sóng lớn đầu tư sắp đến, nên làm thế nào mới không đắc tội với bí thư, lại làm thế nào để được thị trưởng trọng dụng, kiếm lợi một chuyến. Bởi vì phó thị trưởng Cao Hải vừa nhậm chức đã giải quyết vấn đề tồn đọng của thị trưởng tiền nhiệm. Không chỉ tỉnh lĩnh Nam Cao giọng tuyên bố sẽ nhanh chóng đầu tư hợp lý, còn hứa hẹn sẽ tổ chức tới Ngưu Thành một lần nữa, muốn tiếp tục khảo sát môi trường đầu tư của Ngưu Thành, đẩy mạnh cường độ đầu tư. Không ít người nghe được tin đồn là lần này đoàn kinh tế thương mại tỉnh lĩnh Nam có quy mô lớn, tầm ảnh hưởng rộng, lớn nhất từ trước đến nay, hơn nữa mức đầu tư nghe nói hứa hẹn sẽ vượt qua 5 tỷ. 5 tỷ, đối với Ngưu Thành mà nói, có thể coi là một khoản đầu tư cực kỳ lớn. Nó có thể cung cấp thêm bao nhiêu cơ hội việc làm, có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho cán bộ quản lý, có thể tăng thêm bao nhiêu phần trăm GDP cho Ngưu Thành, những điều này ai ai trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy nhiên điều mà trong lòng mỗi người càng hiểu rõ chính là, đoàn kinh tế thương mại tỉnh lĩnh Nam có thể hào phóng rộng rãi như thế hoàn toàn là vì uy tín của thị trưởng Cao. Bởi vì những vấn đề tồn đọng của thị trưởng tiền nhiệm từ lâu đã không được giải quyết, để tồn tại đã lâu, có ai lại không hiểu đó là chuyện gì. Đầu tư sắp không thành, phó thị trưởng Cao vừa lên chức, tỉnh lĩnh Nam đã một lần nữa khởi động ý đồ đầu tư, còn muốn tiếp tục đầu tư thêm. Nếu không phải là sức hấp dẫn và năng lực của cá nhân phó thị trưởng Cao thì chẳng lẽ là tài năng của bí thư Du Dũng? Nếu như bí thư Du tài giỏi như thế thì sớm đã kéo được nguồn đầu tư rồi. Tỉnh lĩnh Nam chính là nể mặt phó thị trưởng Cao, ở thành ủy thành phố Ngưu Thành, chỉ mất nửa ngày đã đạt được nhận thức chung của tất cả mọi người. Có người liền phát hiện, bí thư Du phát biểu ở đại hội, ra sức khen ngợi phó thị trưởng Cao bạo dạn đổi mới, dám khai thác, mang đến sức sống mới và hy vọng cho Ngưu Thành. Nhưng sau đại hội thì mặt lạnh đanh lại, liên tục giáo huấn mấy cục trưởng đến báo cáo công việc. Đoàn kinh tế thương mại tỉnh lĩnh Nam còn chưa tập hợp xong, danh tiếng của Cao Hải ở thành ủy thành phố Ngưu Thành đã tăng lên rất nhiều. Không ít phó thị trưởng trước kia dao động và một vài lực lượng trung kiên cũng đều lần lượt tiếp cận Cao Hải, hy vọng được phó thị trưởng Cao trọng dụng, có thể chiếm được một chỗ trong con sóng đầu tư sắp tới. Lợi ích chính trị, kinh tế phải đi đầu tư của phó thị trưởng Cao, đương nhiên là do phó thị trưởng Cao định đoạt. Phó thị trưởng Cao để ai phụ trách dự án nào, trước tiên chưa nói là người đó có thể kiếm được khoản lợi lớn thế nào, chính là sắp xếp người của mình phụ trách một vài công trình đầu thừa đuôi thẹo cũng đã đủ để kiếm đầy túi. Cao Hải nhờ vào thế của đoàn kinh tế thương mại tỉnh lĩnh Nam, nhanh chóng củng cố địa vị của mình ở Ngưu Thành. Tin rằng chỉ cần đoàn kinh tế thương mại một lần nữa đến Ngưu Thành, hơn nữa đầu tư đến đúng chỗ, Cao Hải sẽ thực sự tháo gỡ được cục diện. Việc hợp nhất Ngưu Cương, sắp thuận theo đó mà đưa vào lịch làm việc. Thành phố Yến là nơi cất tiếng phản đối hợp nhất lớn nhất, có tiếng vang nhất. Sau khi Khâu Tự Phong lên làm phó thị trưởng thường trực còn nhất trí cao độ với Vu Phồn Nhiên trong vấn đề hợp nhất, bộ máy chính phủ bền chắc như thép, công tác hợp nhất Yến Cương liền hoàn toàn lâm vào đình trệ. Sức ảnh hưởng của Hồ Tăng Chu với bộ máy chính quyền có hạn, cũng không thể trách y. Thị trưởng Vu Phồn Nhiên và phó thị trưởng thường trực Khâu Tự Phong đều là nhân vật trung kiên của thế lực gia tộc, người đứng sau quá hùng mạnh, y không dám trêu vào. Thêm vào đối phương có kinh nghiệm đấu tranh chính trị phong phú, giai đoạn này lại đồng tâm hiệp lực. Thêm nữa số người trong thành ủy, hội nghị thường vụ nghiêng về Vu Phồn Nhiên rất đông. Y là bí thư, lại không tiện quá lộ liễu mà nhúng tay vào công việc của chính quyền. Vì thế việc hợp nhất Yến Cương làm chậm tiến độ của cả tỉnh. Hồ Tăng Chu cảm thấy rất bất đắc dĩ, còn có cảm giác lực bất tòng tâm. Quả thực, y là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, lại được chủ tịch tỉnh ủng hộ, nhưng Vu Phồn Nhiên là trực hệ nhà họ Ngô. Trong tỉnh ủy,
nhà họ Ngô lại có những thế lực có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như Lý Ngôn Hoàng, Cao Tấn Chu, huống chi trong vấn đề hợp nhất, Mai Thái Bình, Vương Bằng Phi cũng đứng trong phe phản đối. Lực lượng của đối phương quả thực khiến người ta khiếp sự, y không có người đứng sau, chỉ có thể dựa vào uy tín và năng lực của bản thân, đơn thương độc mã tác chiến, thực sự rất khó khăn. Y thậm chí đã có lúc có ý nghĩ khó có thể tiếp tục, cho rằng việc hợp nhất Yến Cương, ít nhất ở phía y, là không thể có tiến triển. Song sự việc có thể xoay chuyển, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tỉnh Tề đột nhiên tuyên bố, xét thấy việc hợp nhất sắt thép tỉnh Tề ảnh hưởng đến quy hoạch chung toàn tỉnh, giai đoạn hiện nay tạm dừng việc cung ứng quặng sắt cho Yến Cương. Tin tức vừa lan ra, Yến Cương lập tức xôn xao, ngay tức khắc kháng nghị với tỉnh Tề. Bởi vì dựa theo quy định trong hợp đồng, còn nửa năm nữa mới đến hạn, tại sao có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng? Phía tỉnh Tề càng không đưa ra phúc đáp trực tiếp gì, chỉ nói sau khi nghiên cứu kỹ sẽ quyết định. Nhưng trong thời gian nghiên cứu, việc cung ứng quặng sắt đã tạm dừng. Yến Cương có gần 1/3 quặng sắt là do tỉnh Tề cung cấp. Bởi vì tỉnh Tề có ưu thế về vị trí địa lý và tài nguyên quặng, hơn nữa, quan hệ giữa xí nghiệp sắt thép tỉnh Tề và quặng sắt nước ngoài rất tốt đẹp. Cũng vì quặng sắt mà tỉnh Tề cung cấp có hàm lượng rất cao, Yến Cương và tỉnh Tề cũng đã hợp tác nhiều năm, mối quan hệ cũng coi như tốt đẹp. Không ngờ, phía tỉnh Tề nói trở mặt liền trở mặt, khiến tỉnh Yến trở tay không kịp. Nguồn cung cấp quặng sắt vừa giảm đi, sản lượng của Yến Cương cũng theo đó mà giảm xuống. Yến Cương nổi giận, tỏ ý sau này sẽ không bao giờ nhập quặng sắt từ tỉnh Tề nữa, lập tức đề xuất kế hoạch nhập khẩu quặng sắt lên tỉnh, lại bị tỉnh phủ quyết. Nguyên nhân là giai đoạn hiện nay đang đẩy mạnh việc hợp nhất tài nguyên sắt thép, những việc khác tạm hoãn lại. Yến Cương sốt ruột, liền đề xuất trợ giúp từ hai nơi từ trước đến nay vẫn có quan hệ hợp tác tốt đẹp là Đan Cương và Thiên Cương. Đan Cương trả lời nói, hiện giờ Đan Cương đang trong thời kỳ then chốt của quá trình hợp nhất, tỏ ý lực bất tòng tâm với lời thỉnh cầu của Yến Cương. Thiên Cương thì nói, Thiên Cương sẵn lòng giúp Yến Cương vượt qua khó khăn, nhưng thành phố không phê duyệt. Thiên Cương không dám tự ý quyết định. Yến Cương lâm vào hoàn cảnh khó khăn từ trước tới nay chưa từng có. Hồ Tăng Chu biết, cao tầng từ bên ngoài đã bắt đầu bao vây Yến Cương, chính là muốn Yến Cương bị cô lập từ bốn phía, cuối cùng không thể không khuất phục. Phu Phồn Nhiên hiểu rõ, bây giờ trò chơi đã lên tới cực điểm rồi, trước mắt phải xem sự so sánh lực lượng của các bên và sự bùng nổ của điểm mấu chốt cuối cùng. Điểm mấu chốt nằm ở đâu? Chính là ở Thiên Trạch. Ở Thiên Cương, thành bại cuối cùng của Thiên Cương hoàn toàn liên quan đến kế hoạch lâu dài của toàn bộ việc hợp nhất có thể toàn diện mà thuận lợi thi hành được hay không. Gió mây vần vũ, bốn bề sấm dậy. Cùng lúc đó, tác động tương hỗ giữa các tỉnh trong nước cũng xảy ra nhiều hơn trước. Bên ngoài thì xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì hiểu rõ bản chất. Dường như không liên quan gì đến việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yến nhưng trên thực tế, phân tích kỹ càng sẽ thấy chuyện đó vẫn là xoay quanh kế hoạch hợp nhất của tỉnh Yến, đang chuẩn bị cho vòng đọ sức cuối cùng. Cùng lúc tỉnh Lĩnh Nam tuyên bố chuẩn bị tổ chức đoàn đến Ngưu Thành khảo sát đầu tư, lại thành lập một đoàn kinh tế thương mại với quy mô lớn và số tiền đầu tư khổng lồ gần 10 tỷ, ít ngày nữa sẽ khởi hành tới Sơn Thành thăm dò và khảo sát, do Chủ tịch tỉnh Tiền Miên Tùng đích thân dẫn đoàn, cấp bậc cao, phạm vi rộng, là đoàn kinh tế thương mại lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Lĩnh Nam. Nghĩ đến tỉnh Lĩnh Nam và Sơn Thành vừa mới tuyên bố muốn đến Thiên Trạch đầu tư, sự tương hỗ giữa hai nơi có phải là có mục đích chính trị ẩn sâu hơn hay không thì không cần nói cũng biết. Hơn nữa việc thành lập đoàn kinh tế thương mại hoàn toàn là những ngành có liên quan đến thế lực gia tộc. Việc Lĩnh Nam và Sơn Thành liên hợp có cả ý đồ kinh tế và chính trị to lớn, được thể hiện rõ ràng. Tiếp sau, tỉnh Dự tuyên bố nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa tỉnh Dự và khu tự trị nội nguyên. Sắp tới sẽ ký một loạt các hợp tác kinh tế với khu tự trị nội nguyên, nhằm mục đích tận dụng thế mạnh của hai bên, bổ sung cho nhau, cùng phát triển. Làm thành hai tỉnh với thế đánh gọng kìm tỉnh Yến, một Nam một Bắc phối hợp chặt chẽ, hơn nữa còn nêu ra khẩu hiệu tận dụng thế mạnh của hai bên để bổ sung cho nhau trên thực tế, khả năng tận dụng thế mạnh để bổ sung cho nhau của tỉnh Yến và khu tự trị nội nguyên và tỉnh Dự là nhiều nhất rõ ràng là muốn tỉnh Yến khó xử, gia tăng áp lực cho tỉnh Yến. Trận phản kích đã bắt đầu. Sau đó, Phó Thủ tướng Hải Đức Trường đến tỉnh Tề thị sát, trọng điểm thị sát là ngành nông nghiệp và sắt thép tỉnh Tề. Sau khi thị sát, còn đọc bài phát biểu ở cuộc họp cán bộ toàn tỉnh, nêu lên Quốc vụ viện giữ thái độ thận trọng và lạc quan với cơn sóng hợp nhất trong giai đoạn này.
Tình hình các địa phương không giống nhau, xử lý vấn đề hợp nhất không được mù quáng, không được nhắm mắt làm liều, phải xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, không làm những việc hào nhoáng bên ngoài, những thành tích chính trị, phải kiên định làm việc thực tế, việc tốt cho nhân dân. Xét cụ thể là tỉnh Tề, hiện trạng sắt thép tỉnh Tề có ưu thế nhất định, bây giờ đề nghị hợp nhất, có phải là có phần tham cầu toàn quá hay không, hoặc là không thực tế. Đương nhiên, những điều trên chỉ là cái nhìn của cá nhân ông ta, chỉ để cho các lãnh đạo liên quan của tỉnh Tề tham khảo, quyết sách cụ thể vẫn do tỉnh Tề quyết định. Chuyến thị sát và bài phát biểu của Hải Đức Trường là đòn phủ đầu cho việc tỉnh Tề vừa mới lên chương trình cho việc hợp nhất sắt thép. Nối gót Hải Đức Trường thị sát tỉnh Tề, tỉnh Yên cũng xảy ra một chuyện lớn, bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng đột nhiên quyết định thị sát Thiên Trạch. Thành phố Thiên Trạch trong 5-6 năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên tiên bí thư tỉnh ủy đích thân tới thị sát, khiến toàn thể Thiên Trạch lập tức chấn động. Phạm Duệ Hằng lúc này đột nhiên lại bất ngờ thị sát Thiên Trạch, không phải là quan tâm đến xây dựng chính trị và môi trường kinh tế của Thiên Trạch, mà là vấn đề hợp nhất Thiên Cương. Trận phản kích, nổ súng tứ phía. Đầu tiên là văn phòng thành ủy Thiên Trạch nhận được thông báo chính thức của văn phòng tỉnh ủy, sắp tới bí thư Phạm sẽ tới Thiên Trạch thị sát, hy vọng phía Thiên Trạch làm tốt công tác chuẩn bị trước. Vừa mới nhận được điện thoại không lâu, văn phòng thành ủy mới nghiên cứu quy cách tiếp đón và sắp xếp lịch trình báo cáo lên cho bí thư Trần Khiết Văn, điện thoại từ tỉnh ủy lại gọi đến, đưa ra thời gian thị sát cụ thể, chính là sau 3 ngày nữa. Quá nhanh! Tất cả mọi người đều sửng sốt, không dám tin rằng những việc lớn như bí thư tỉnh ủy thị sát thường thì ít nhất cũng cho thời gian chuẩn bị là nửa tháng, phải phối hợp giữa các bên, công tác tiền kỳ phải chuẩn bị khoảng một tuần, đâu có chuyện vừa mới thông báo đã định rõ ngày giờ. Nhưng cấp trên không cần đến điều đó, là cấp trên biểu hiện ra lệnh dứt khoát và quyết đoán, cấp dưới phải chấp hành vô điều kiện. Toàn bộ thành ủy Thiên Trạch rối như một mớ bòng bong. Cũng may, lúc này thị trưởng Hạ cũng đã trở về thành ủy, đã khỏi bệnh, cũng vì chuyện đón tiếp bí thư Phạm tới thị sát mà ngập đầu trong công việc. Thành ủy Thiên Trạch bây giờ thực sự thành thần hồn nát thần tính, hốt hoảng nghi sợ, người nào cũng hệt như bận mở mắt. Thời gian 3 ngày phải làm công việc bình thường của một tuần, không bận tới vắt chân lên cổ mới là lạ. Chuyến thị sát của bí thư Phạm, có người vui kẻ buồn, nhưng ngay cả những nhân viên cấp bậc thấp nhất cũng hiểu rõ, thời cơ bí thư Phạm đến Thiên Trạch vô cùng nhạy cảm, chắc chắn không phải là đến thị sát đơn thuần, chắc chắn có liên quan tới vấn đề hợp nhất Thiên Cương hiện nay. Vấn đề hợp nhất Thiên Cương đã trở thành đề tài nóng hổi nhất và cũng là việc khó giải quyết nhất của toàn thể Thiên Trạch. Mọi người đều thích ngấm ngầm thảo luận nhưng đều không muốn bị cử đi phụ trách bất cứ công việc gì liên quan đến hợp nhất. Chưa nói đến chuyện làm quần quật mà chẳng có lợi lộc gì, còn rất dễ trở thành vật hy sinh chính trị. Càng có một vài người hiểu chuyện trong lòng còn nghĩ, bây giờ ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ còn trấn giữ ở Thiên Trạch, nếu như bí thư Phạm đến đây, có thể nào xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, liệu bí thư Phạm có thể gặp mặt ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ hay không? Còn nữa, lần này bí thư Phạm đến Thiên Trạch, có phải là muốn ra tinh thần chỉ đạo quan trọng cho thế cục Thiên Trạch gần đây? Cứ như thế, vô số người đều vô cùng chờ đợi và gửi gắm kỳ vọng cho chuyến thị sát của bí thư Phạm. Đặc biệt là Trần Khiết Văn, Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong, tin Phạm Duệ Hằng đến Thiên Trạch thị sát vừa truyền ra, mấy người lập tức mở cuộc họp kín. Sau khi bàn bạc và thương thảo khẩn cấp, nhất trí rút ra kết luận, không sợ thành phố Thiên Trạch gần đây tứ phía nổi lửa, cũng không cần lo lắng thế cục trong ngoài tỉnh đến thần hồn nát thần tính, khói lửa ngập trời. Tự khắc có cấp trên đứng ra dập lửa, chỉ lo giữ ổn định, vượt qua thời kỳ khó khăn trước mắt là được. Dưới sự cổ động và khuyến khích của Trần Khiết Văn, dưới sự khích lệ của tin tốt Phạm Duệ Hằng sắp đến Thiên Trạch thị sát, lập trường vốn bị lung lay của Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong lại được củng cố. Ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ đều vẫn ở Thiên Trạch, không những không tranh cãi, ngược lại nhận lời mời đầy thịnh tình của ông cụ Ngô, lão cổ tới Bắc Cung của Hoa Hải Nguyên ở, làm hàng xóm của ông cụ nhà họ Ngô. Hai ông cụ mỗi ngày đều ngồi đánh cờ với nhau, đi dạo, giống hệt như bạn tốt nhiều năm, xóa bỏ mọi hiềm nghi trước đó, nói chuyện đời chuyện người, ít nhất ở bề ngoài chung sống hòa bình, chuyện trò vui vẻ. Hạ Tường lại hiểu rõ. Hai ông cụ thực ra đều đang chờ đợi giờ khắc quyết chiến cuối cùng đến. Hai người bề ngoài đều ung dung tự tại, kỳ thực đều đang tin rằng mình đang nắm chắc phần thắng trong tay. Đúng thế, không đến phút cuối cùng, không ai lại nhận thua, đều nghĩ rằng mình nắm được quân át chủ bài chưa lật, nhưng hai người mạnh gặp nhau tất phải phân rõ thắng thua.
Bởi vì thế cục hiện nay chính là chắc chắn phải có một bên thất bại mới có thể kết thúc. Đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Hạ Tưởng cũng không nhàn rỗi, Lý Thấm triệu tập họp thành viên nòng cốt kinh tế, tổ chức vài cuộc họp. Lại cùng Trần Thiên Vũ, Bành Vân Phong tổ chức họp thành viên nòng cốt chính trị, nhằm vào tình thế mới vấn đề mới, triển khai sắp xếp lại từ đầu, một lần nữa thu xếp kế sách vẹn toàn nhằm đối phó tốt. Ba ngày sau, Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng dưới sự tháp thùng của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi, đến thành phố Thiên Trạch thị sát. Bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch Trần Khiết Văn, thị trưởng Hạ Tưởng cùng đi thị sát. Chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển tỉnh, chủ tịch công ty đầu tư quốc gia cấp tỉnh đi cùng. Đoàn của Phạm Duệ Hằng trước tiên tới thành ủy, tổ chức họp tại thành ủy Thiên Trạch, tiến hành tọa đàm với lãnh đạo chủ yếu của Đảng và chính quyền thành ủy Thiên Trạch. Bí thư Phạm đọc bài phát biểu quan trọng. Phạm Duệ Hằng trước tiên là khẳng định công việc của thành ủy Thiên Trạch, chỉ ra thành phố Thiên Trạch dưới sự điều khiển của hai đồng chí Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng đã có môi trường chính trị ổn định, môi trường kinh tế có nhiều cải thiện. Đặc biệt là sau khi Hạ Tưởng nhậm chức, nền kinh tế Thiên Trạch bước lên một tầm cao mới, là một tiến bộ đáng mừng. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh vô cùng khẳng định công việc của thành ủy Thiên Trạch. Chương 1033, trận phản kích, nổ súng tứ phía. Sau đó, Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng lần lượt phát biểu, cảm tạ sự công nhận của Bí thư Phạm đối với công việc của Thiên Trạch, tỏ ý phải không ngừng cố gắng, không phụ sự ủy thác của tỉnh ủy, cố gắng xoay chuyển kinh tế Thiên Trạch, dồn hết tâm huyết để xóa bỏ đói nghèo ở thành phố Thiên Trạch. Vân vân, dù sao đều là lời nói quan chức, lời nói suông giao tiếp qua lại. Sau khi cuộc họp chấm dứt, Trần Khiết Văn đầy thịnh tình mở tiệc chiêu đãi đoàn người của Bí thư Phạm. Khi dự tiệc, xảy ra một việc thú vị, vốn dĩ theo thứ tự, nên là Trần Khiết Văn ngồi ở bên phải Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng ngồi bên trái Phạm Duệ Hằng, Vương Bằng Phi ngồi phía dưới, nhưng Trần Khiết Văn lại đề nghị Hạ Tưởng ngồi ở vị trí của bà ta, nói tửu lượng bà ta không tốt, không tiếp rượu được Bí thư Phạm là có lỗi. Nếu như Hạ Tưởng nhường lại cho người khác, sẽ thể hiện dường như hắn không muốn ngồi cùng Bí thư Phạm. Nếu không nhún nhường thì lại có hiềm nghi là vượt chức phận, thời khắc khảo nghiệm trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng đã đến. Hạ Tưởng chỉ cười rồi nói. Bí thư Trần khiêm tốn rồi, tôi nghe nói bà là phụ nữ nhưng không thua kém gì nam giới, trước mặt Bí thư Phạm cũng đừng nhún nhường nữa. Bí thư Phạm trước kia đã từng nói, ông ấy quý nhất là các nữ cán bộ nhiệt tình, hào khí. Phạm Duệ Hằng không biết là cố ý làm khó, hay là chơi khăm Hạ Tưởng, cười tủm tỉm hỏi. Hạ Tưởng, tôi nói những lời này khi nào thế? Đến tôi còn không nhớ nữa đấy. Cười là cười nhưng giọng điệu lại là nghi ngờ, nếu như Hạ Tưởng không trả lời được thì quá mất mặt. Tuy nói trên bàn rượu không xếp cao thấp nhưng ai cũng hiểu đấy chỉ là nói thế thôi. Người trong quan trường, những quy tắc trên bàn rượu là rất quan trọng. Chính ở tỉnh Yên cũng từng có một ví dụ thật tế. Một vị thị trưởng khi cùng phó bí thư tỉnh ủy dùng cơm, không cẩn thận để rượu đổ lên người phó bí thư. Phó bí thư rất độ lượng mà không truy cứu, còn nói đùa là ông ta nhiệt tình quá, sau đó lại khen vị thị trưởng nó hết lời, nói ông ta làm việc tốt, thể hiện rất nổi bật ở tất cả các phương diện. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra không lâu, khi kiểm tra đánh giá, vị thị trưởng đó có hai mục kiểm tra đánh giá không đạt tiêu chuẩn, điểm thấp nhất toàn tỉnh chính là hai mục do vị phó bí thư đó quản lý. Còn nghe nói phó bí thư nhận xét vị thị trưởng này là tự cao tự đại, không biết chừng mực. Chính vì đánh giá của phó bí thư hạ thấp điểm số, khiến cho vị thị trưởng đó phải mất một năm rưỡi mới từ thị trưởng lên được bí thư thành ủy. Dựa vào quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng, dù cho có chút thất lễ, cũng không đến mức khiến bí thư Phạm ghi hận trong lòng, chờ thời cơ trả thù, nhưng cũng sẽ vô cùng mất mặt. Chuyện đó lan ra ngoài cũng có thể trở thành trò cười. Bí thư Phạm vừa mở miệng hỏi, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Hạ Tưởng. Có người chờ xem trò cười, có người thầm tiếc cho Hạ Tưởng, còn có người lắc đầu lia lịa. Đúng thế, Bí thư Phạm vừa hỏi câu đó, về cơ bản chính là ngang với việc phủ nhận lời nói của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là nhớ đúng hay nhớ nhầm không quan trọng, dù sao bộ dạng của Bí thư Phạm có vẻ như không thể thừa nhận đã từng nói những lời trên. Hạ Tưởng liền cúi đầu nghĩ, nghĩ thật chăm chú, sau đó nói. Cũng khoảng 4-5 năm gì đó, là trong một cuộc gặp gỡ giới công thương, lúc ấy Bí thư Phạm đọc bài phát biểu quan trọng vẫn với tư cách là chủ tịch tỉnh.
Trên mặt Phạm Duệ Hằng liền lóe lên một nụ cười, y đã nhớ ra, đúng là ở hội nghị lúc đó, y và Hạ Tưởng lần đầu tiên tiếp xúc, từ đó Hạ Tưởng đã lọt vào mắt y, cũng bắt đầu mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với Phạm Tranh, y liền gật đầu. Hạ Tưởng có trí nhớ tốt thật đấy. Không ngờ bí thư Phạm lại thừa nhận. Không ít người đều âm thầm sửng sốt, thường thì, lãnh đạo muốn thừa nhận một vài chuyện trước kia là vì ông ta vui vẻ, nếu như phủ nhận, chính là vì ông ta không vui. Một câu nói từ 4-5 năm trước, bí thư Phạm có thể thừa nhận ngay trước mặt tất cả mọi người, rốt cuộc là trí nhớ của thị trưởng Hạ tốt thật hay là bí thư Phạm nể mặt thị trưởng Hạ. Thật khiến người ta phải suy nghĩ. Phạm Duệ Hằng ngay sau đó lại nói một câu. Hạ Tưởng ngồi bên cạnh tôi là được rồi, nhưng không thể ngồi không được đâu, phải uống thay cho đồng chí Khiết Văn. Khúc dạo đầu thế là trôi qua, dường như quan hệ giữa Hạ Tưởng và bí thư Phạm vẫn rất thân thiết. Trên thực tế trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, bí thư Phạm chẳng qua là biết thời biết thế mà kéo hắn ngồi xuống, nể mặt cả hắn và Trần Khiết Văn. Nhưng mục đích đến thành phố Thiên Trạch lần này của bí thư Phạm không thể thay đổi, nhân vật chính trị không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới lập trường. Huống hồ, Phạm Duệ Hằng cũng không phải là một người nhớ ân tình cũ. Sau bữa cơm, Phạm Duệ Hằng muốn nghỉ trưa một lát, liền bố trí cho y ở tại nhà khách thành ủy. Những việc tiếp đãi đều do Trần Thiên Vũ và Bành Vân Phong phụ trách chi tiết. Hai quản gia của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố bận tới vắt chân lên cổ. Sự nghiêm khắc chu toàn của Trần Thiên Vũ cộng với sự cẩn thận chu đáo của Bành Vân Phong, cuối cùng cũng không có sơ suất gì. Buổi chiều, Phạm Duệ Hằng thị sát nhà máy điện sức gió Lam Thiên của huyện Bảo Mã, tỏ ý công nhận hoạt động dồn lực phát triển cho nguồn năng lượng sạch của thành phố Thiên Trạch. Thị sát xong, trên đường trở về Thiên Trạch, vừa khéo đi qua Thiên Cương, Phạm Duệ Hằng dường như là tự dưng nổi hứng, đột nhiên thay đổi lịch trình đã được sắp xếp, đề xuất muốn đến Thiên Cương thăm thú. Gương mặt Vương Bằng Phi có phần biến sắc, khéo léo nói một câu. Bí thư Phạm, e rằng không đủ thời gian. Có vẻ như Phạm Duệ Hằng đang rất hứng thú, phất tay. Bằng Phi, đã đến đây rồi thì cứ yên tâm. Thiên Trạch thay đổi rất nhiều, công lao của Khiết Văn và Hạ Tưởng đáng được công nhận. Tôi rất vui mừng, muốn đi tham quan ở Thiên Trạch một chút. Hạ Tưởng xem như hiểu rõ, Phạm Duệ Hằng đương nhiên không phải tự dưng nổi hứng, Vương Bằng Phi cũng không phải có tâm khuyên bảo. Là đang diễn kịch cho người khác xem không, là dành riêng cho hắn xem. Đoàn của bí thư Phạm chuyển đường tới Thiên Cương, toàn thể Thiên Cương xôn xao. Điều Hạ Tưởng không ngờ đến là, kế hoạch được dày công chuẩn bị của đối thủ, trong thời gian bí thư Phạm thị sát Thiên Cương, bất ngờ xảy ra một việc, đánh hắn một đòn đến không kịp trở tay, cũng khiến hắn một lần nữa nếm mùi sự phức tạp của đấu tranh chính trị và mức thảm khốc của nó. Vốn dĩ bí thư Phạm đến Thiên Cương thị sát, nhìn bề ngoài là tự dưng có ý nghĩ đó, trên thực tế trên dưới Thiên Cương đều sớm đã sắp xếp. Khi đoàn của bí thư Phạm đến, Thiên Cương đã thu dọn sạch sẽ, chờ bí thư tỉnh ủy Hạ Cố đến thăm. Toàn bộ công việc thị sát cũng tạm coi là thuận lợi, bí thư Phạm sau khi nghe bản giới thiệu tình hình của người phụ trách Thiên Cương, còn rất hứng thú hỏi về đặc tính của kim loại vanadium titanium, cùng với tính hiếm có của khoáng sản vanadium titanium và ưu thế tài nguyên được thiên nhiên ưu đãi của Thiên Trạch. Sau một tiếng, công tác thị sát sắp kết thúc, Phạm Duệ Hằng liền chuẩn bị đi. Không ngờ khi đi đến cửa chính, liền xảy ra chuyện có vài trăm công nhân tụ tập ở cổng chính, có già có trẻ, đủ nam đủ nữ, sắp xếp thành hàng ngũ đàng hoàng, giơ biểu ngữ. Xin bí thư Phạm quyết định cho Thiên Cương, phản đối hợp nhất, để Thiên Cương tự phát triển trên con đường riêng. Không phải là kiến nghị mà còn cao hơn thế. Đám người im phăng phắc, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm túc. Tạo nên không khí bi tráng. Phạm Duệ Hằng xuống xe, sải bước tới trước đám người, nói to. Các đồng chí, việc hợp nhất ngành sắt thép toàn tỉnh là một kế hoạch lớn lợi dân lợi nước, là kết luận đúng đắn được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rút ra sau khi nghiên cứu và thảo luận. Tiếng lòng của mọi người tôi đều nghe thấy hết, tâm nguyện của các đồng chí tôi cũng hiểu. Nhưng việc hợp nhất chắc chắn phải đẩy mạnh, ngành sắt thép tỉnh Yên phải phát triển, phải chiếm được một vị trí trong nước. Không thể đơn thương độc mã, mọi người phải đoàn kết một lòng. Bí thư Phạm, Thiên Cương không thể hợp nhất, tôi thà chết cũng chỉ làm công nhân của Thiên Cương. Bỗng nhiên có một người từ trong đám người xông lên, trong tay cầm bình xăng tưới lên người, sau đó cách Phạm Duệ Hằng mấy chục mét liền châm lửa vào dòng xăng trên người. Trong chớp mắt cả người liền cháy rực như một ngọn đuốc sống. T, R, U, I, E, N, I,
I, C, O, M. Bí thư tỉnh ủy đi thị sát, chắc chắn có cảnh vệ và cảnh sát có vũ trang đi cùng, còn có vô số nhân viên an ninh bảo vệ xung quanh. Ngọn lửa vừa châm, lập tức có người xông lên dập. Nhưng dù có như vậy, người đó cũng bị bỏng đến rơi vào hôn mê sâu. Phạm Duệ Hằng ngay tức thì thay đổi sắc mặt, không nói một lời, quay lưng bước đi, để lại Vương Bằng Phi và Trần Khiết Văn đưa mắt nhìn nhau, ngây ra tại đó. Hạ Tưởng cũng nổi giận, bất luận là kẻ nào dày công sắp xếp màn kịch này, dù sao đã thu được hiệu quả cần có. Tự thiêu trước mặt bí thư tỉnh ủy, lấy bạo lực chống lại việc hợp nhất, thủ đoạn cao tay thật. Bí thư tỉnh ủy nổi cơn thịnh nộ, sự việc liền bị xé ra to. Hạ Tưởng biết, đằng sau chuyện này chắc chắn có bàn tay Trần Khiết Văn, trong cơn thịnh nộ, hắn liền vượt thẳng qua Trần Khiết Văn, mắng xối xả Bùi Nhất Phong một trận tối tăm mặt mũi. Lại trách mắng Trần Thiên Vũ và Bành Vân Phong làm việc không đến nơi đến chốn, lập tức làm tốt công tác trấn an. Đồng thời lại phê bình Dương Kiếm một trận gay gắt, điều y lập tức cùng người phụ trách Thiên Cương điều tra chân tướng sự việc, cần phải giải thích rõ ràng với thành ủy. Trong khi Trần Khiết Văn còn ngây người, Hạ Tưởng đã xử lý ổn thỏa tất cả các công việc khắc phục hậu quả. Bà ta nhìn Hạ Tưởng một cái đầy oán hận, Hạ Tưởng vượt mặt bà ta chỉ huy tất cả, khiến bà ta tỏ ra chẳng có khả năng gì. Vốn dĩ định nói Hạ Tưởng vài câu, lại thấy Vương Bằng Phi đang đứng bên cạnh cũng đang vô cùng giận dữ, rõ ràng chuyện ban nãy rất tức giận. Bà ta liền nuốt hết những lời đang định nói vào trong. Chuyện hôm nay, là họa hay là phúc trước tiên để sang một bên, dù sao cũng đã xảy ra rồi, cũng không biết là có hợp với ý của bí thư Phạm hay không. Đoán ý lãnh đạo là việc khó nhất, hễ khinh suất là có khả năng rơi vào hố sâu không ngóc đầu lên nổi. Nhưng ngược lại, nếu như đúng với ý lãnh đạo thì thu hoạch bội thu. Chương 1034, lửa thiêu liên hoàn. Đoàn của Phạm Duệ Hằng về đến thành ủy, đều nghĩ rằng bí thư Phạm sẽ ra chỉ thị cụ thể và có bài phát biểu quan trọng về vụ việc ở Thiên Cương. Không ngờ Phạm Duệ Hằng chỉ gặp qua Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, sau đó chẳng cần biết trời đã tối, lên xe rời đi. Trước khi đi, Vương Bằng Phi kéo Hạ Tưởng về một phía, nói nhỏ vài câu gì đó. Trần Khiết Văn nhìn thấy, trong lòng không vui. Vương Bằng Phi rõ ràng là người nhà họ Khâu. Bây giờ đã là lúc gươm súng sẵn sàng chiến đấu, còn thường xuyên qua lại thân thiết với Hạ Tưởng, thật sự khiến người ta lo lắng. Cũng quả thật như vậy, trong số các ủy viên thường vụ thành ủy, có khối người vừa đối lập lại hợp tác với Hạ Tưởng. Lập trường của bọn họ đều không kiên định như thế, bởi vậy trong vấn đề hợp nhất ở Thiên Cương, bà ta thực sự trong lòng thiếu tự tin. Không dám 100% đảm bảo khống chế được thế cục. Trí thông minh của Hạ Tưởng nằm ở phương châm cố tìm điểm chung, gác lại bất đồng, kết hợp đòn cứng đòn mềm. Hắn vừa có thể hợp tác trong mâu thuẫn với hội của Từ Hâm, lại vừa lôi kéo vừa chèn ép Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong, khiến người ta vừa yêu quý vừa căm hận hắn. Tình hình Thiên Trạch đã đủ căng thẳng rồi, cũng không biết bí thư Phạm sẽ xử lý vụ việc tự thiêu ở Thiên Cương như thế nào. Đêm đó, bóng đêm Thiên Trạch long lanh như nước, hoa hải nguyên sắc màu rực rỡ, dòng người nô nức, hoa phi hoa khiến kinh doanh của hoa hải nguyên lên tới đỉnh cao. Vương Sắc Phi cũng đích thân tới đó, mang theo vài mỹ nữ ở Cửu Hào công quán cho thêm phần vui vẻ, hoa hải nguyên vừa mới chỉ trong chốc lát đã có tiếng tăm. So với ngày không đêm của hoa hải nguyên, việc kinh doanh của hoa uyển lại tiếp tục giảm sút tới 70%, người đến thưa thớt, cảnh tượng người người qua lại đông đúc khi xưa không còn. Những nhân viên phục vụ và mỹ nữ đều buồn bã uể oải, lòng người dao động. Rất nhiều người đã thầm bàn tán trong thông báo tuyển dụng vừa được công bố của Hoa Hải Nguyên chỉ rõ, ưu tiên những người có kinh nghiệm liên quan tới ngành. Trong Hoa Uyển có hơn 1/3 nhân viên muốn nhảy việc. Cứ thế này tụt giảm tiếp làm sao được, Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong lo lắng không nguôi. Bì Bất Hưu là muốn gắng gượng, luôn đợi một ngày tươi sáng sẽ đến. Bùi Nhất Phong bề ngoài hùa theo. Đã âm thầm tiết lộ với Từ Tử Kỳ, vài người thân của y đã có ý định đến Hoa Hải Nguyên phỏng vấn tuyển dụng vị trí quản lý. Đều có kinh nghiệm làm việc phong phú, đã làm việc ở Hoa Uyển hơn 3 năm, trải qua cả quá trình từ khi Hoa Uyển còn không ai biết cho đến khi làm ăn phát đạt, rất tâm đắc với việc kinh doanh và quản lý ngành giải trí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, bởi vì tin được tiết lộ của Bất Động Sản Thiên An và Bất Động Sản Giang Sơn, lượng tiêu thụ của Nhã Uyển tiếp tục xuống dốc. Trần Khiết Văn vẫn muốn khăng khăng giữ, nhà đầu tư khai thác Nhã Uyển ngồi không yên, bí mật gặp Tôn Hiện Vĩ và Tiêu Ngũ,
thể hiện thiện chí, đồng thời nêu ra điều kiện hợp tác. So sánh với sự tương tác từ dân gian, tòa nhà thành ủy lại chìm trong bầu không khí kinh hoàng. Thành ủy tổ chức họp xuyên đêm, thảo luận việc đột ngột xảy ra hôm nay. Thị trưởng Hạ đề xuất phải truy cứu trách nhiệm các nhân viên liên quan. Trần Khiết Văn nêu ý kiến phải xử lý vụ việc tự thiêu một cách lý trí, thảo luận lại xem có phù hợp với lợi ích của Thiên Trạch và Thiên Cương hay không, nhất thiết phải báo cáo tình hình thực tế lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hợp nhất là việc tốt, nhưng xử lý cụ thể với từng tình huống khác nhau, không thể đơn giản mà áp đặt, không thể không để ý đến tiếng nói của quần chúng nhân dân. Cuối cùng cuộc họp cũng không đạt tới bất kỳ nhận thức chung gì. Bởi vì rất nhiều ủy viên thường vụ giữ thái độ lập lờ nước đôi. Ai ai trong lòng cũng đều biết, cụ thể đưa ra kết luận như thế nào, cuối cùng vẫn cứ phải xem bí thư Phạm có thái độ như thế nào. Chiều hôm sau, có tin từ tỉnh ủy, trong hội nghị thường vụ vừa được tổ chức, bí thư Phạm và chủ tịch tỉnh Tống đã xảy ra tranh chấp, chưa đạt được nhận thức chung về bước tiếp theo trong việc hợp nhất sắt thép, cuối cùng gần như gác lại tranh luận. Vì mâu thuẫn giữa Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu độ công khai hóa, việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yến một lần nữa lại gặp phải sức cản to lớn. Kế hoạch hợp nhất cận kề tới ranh giới chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Một ngày sau, kế hoạch hợp nhất sắt thép tỉnh Tề cũng gặp phải nguy cơ tương tự. Mấy nhà máy thép tập hợp lại báo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đưa ra hoài nghi về kế hoạch hợp nhất, cho rằng nó không phù hợp với hiện trạng tỉnh Tề. Hợp nhất càng không thể xoay chuyển được sự thật sắt thép tỉnh Tề lạc hậu hơn so với tỉnh Yến và các tỉnh khác một cách triệt để, ngược lại còn có khả năng sẽ đẩy sắt thép tỉnh Tề tụt dốc nhanh hơn. Họ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh suy xét lại kế hoạch hợp nhất một lần nữa, thực sự xuất phát từ tình hình thực tế của tỉnh Tề, suy nghĩ cho tương lai ngành sắt thép tỉnh Tề. Việc hợp nhất sắt thép tỉnh Tề gặp phải đòn phủ đầu. Cùng lúc, ý định ký kết một loạt những hợp tác giữa tỉnh dự và khu tự trị nội nguyên, trong đó có một điều khoản có quan hệ chặt chẽ đến nguồn tài nguyên than đá, rõ ràng là nhằm vào tài nguyên than đá của tỉnh Tây. Đương nhiên, một loạt các động thái nhằm vào thế lực bình dân, thế lực gia tộc đang triển khai trận phản kích với thanh thế to lớn. Lúc trước là đốt lửa trêu chư hầu, bây giờ chính là lửa thiêu liên hoàn. Tình thế lại căng thẳng gấp vạn phần. Trước tình thế hiện nay, vào đúng dịp tập đoàn Lưỡng Nghi Sơn Thành đến Thiên Trạch thăm dò và khảo sát tỉnh lĩnh Nam lại ra chiêu bài ác hiểm, thành lập đoàn kinh tế thương mại Thiên Trạch, do một phó chủ tịch dẫn đầu, một đội ngũ hùng hậu hơn 100 người, trực tiếp bay đến Bắc Kinh. Từ Bắc Kinh chuyển đường đến Thiên Trạch. Nguồn tiền đoàn kinh tế thương mại tỉnh lĩnh Nam mang đến cũng không nhiều, chỉ có khoảng 3 tỷ, nhưng những hạng mục đề cập đến lại rất gây chú ý, tất cả là các ngành nghề do thế lực gia tộc chiếm giữ, liền khiến người ta không thể không hoài nghi mục đích của hành động này từ phía đoàn kinh tế thương mại lĩnh Nam hiển nhiên là mang ý nghĩa chính trị lớn hơn là lợi ích kinh tế. Bí thư Thành ủy Trần Khiết Văn, thị trưởng Hạ Tưởng nhiệt tình tiếp kiến đoàn đại biểu. Khi đoàn đại biểu tỉnh lĩnh Nam vừa đến Thiên Trạch, cuộc khảo sát của tập đoàn Lưỡng Nghi về tình hình gieo trồng của Đông Y Thiên Trạch đã kết thúc, thuận lợi trở về Sơn Thành. Trước khi đi còn tổ chức họp báo, tuyên bố vô cùng hài lòng với cuộc điều tra lần này, sẽ nộp lên tổng công ty một bản báo cáo xây dựng chi nhánh nhà máy ở Thiên Trạch. Tuyên bố của tập đoàn Lưỡng Nghi mang ý vị sâu xa, thông tin tiết lộ vô cùng phong phú, lại mang đến áp lực cực lớn cho Đông Y Thiên Trạch và Đông Y Phó Thị. Mà chuyến thăm của đoàn kinh tế thương mại lĩnh Nam, người cảm nhận được áp lực lớn hơn chính là nhà họ Ngô và nhà họ Mai. Bởi vì đoàn kinh tế thương mại có ý định đầu tư một nhà máy chế biến xử lý vanadium titanium tinh vi, chính là đã nhắm trúng nguồn tài nguyên vanadium titanium phong phú của Thiên Trạch. Mà điều khiến nhà họ Mai nơm nớp lo sợ là, tập đoàn Trương Tiểu Tường cũng cử ra người phụ trách liên quan, đi cùng đoàn đến Thiên Trạch, vô cùng hứng thú với tài nguyên hạnh nhân mọc hoang của Thiên Trạch. Thể hiện nguyện vọng mãnh liệt muốn xây dựng xưởng sản xuất ở Thiên Trạch. So với trận đánh trực diện bên ngoài, trận tranh đấu ở thành phố Thiên Trạch trong giai đoạn này là vì muốn hóa giải áp lực bên ngoài mà làm to chuyện. Lần này đoàn kinh tế thương mại tỉnh lĩnh Nam thăm hỏi và khảo sát Thiên Trạch, chỉ tiến hành trong một ngày rưỡi ngắn ngủi, sau khi ký kết hơn 10 bản dự thảo dự án liền chọn tuyến hướng Nam, đi thẳng đến Ngưu Thành. Trên đường đi qua thành phố Yến mà không ghé lại, thể hiện rằng sẽ không nể mặt thành phố Yến. Mặt mũi Vu Phồn Nhiên rất khó coi, có điều cũng chỉ có thể nín nhịn, những việc trên trường chính trị không thể chuyện gì cũng vẹn toàn. Y cũng tha thiết mong ngóng đầu tư của tỉnh lĩnh Nam, nhưng giai đoạn hiện nay chỉ là hy vọng hão huyền, đơn giản là sẽ không suy nghĩ tiếp nữa. Sau khi đoàn kinh tế thương mại tới Ngưu Thành, nhanh chóng ký kết thỏa thuận với Ngưu Thành,
đồng thời chứng thực nguồn vốn gần 4 tỷ, lập tức đưa danh tiếng của Cao Hải lên độ cao khó có thể với tới. Đoàn kinh tế thương mại vừa đi, ở Ngưu Thành, Cao Hải liền nhanh chóng tháo gỡ cục diện, giơ cao lá cờ đầu tư trong tay, thu hút không ít người lập trường còn lung lay gia nhập phe cánh của y, liền lập tức khiến kế hoạch hợp nhất Ngưu Cương được Ủy ban Nhân dân thành phố, hội nghị thường vụ thông qua. Cùng với việc hợp nhất Ngưu Cương mở màn, thành phố Thiên Trạch lại xảy ra một chuyện lớn, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn tỉnh. Bởi vì trong khi kế hoạch chỉnh hợp cận kề ranh giới sống chết tồn vong, thị trưởng Hạ cuối cùng cũng đệ trình vấn đề hợp nhất Thiên Cương lên hội nghị thường vụ. Là vì cuộc chiến sinh tử. Khi Hạ Tưởng ngồi trước mặt Trần Khiết Văn, chậm rãi nói muốn mở cuộc họp bí thư thảo luận vấn đề hợp nhất Thiên Cương. Trần Khiết Văn thoáng thất thần trong giây lát, không dám tin vào tai mình. Hạ Tưởng đang phát điên hay là đã trở nên ngu ngốc? Trước khi bí thư Phạm và chủ tịch tỉnh Tống thống nhất ý kiến, vào lúc kế hoạch hợp nhất của toàn tỉnh lâm vào đình trệ, thành phố Thiên Trạch hiện nay nhắc lại vấn đề hợp nhất Thiên Cương, là muốn làm chim đầu đàn, làm cây rơm rạ cuối cùng trong kế hoạch hợp nhất tỉnh Yến. Hay chỉ đơn giản là đã cố thì cố nốt, dùng nốt hồi chuông báo tử cuối cùng cho kế hoạch hợp nhất. Ngay từ đầu Trần Khiết Văn đã không đồng ý tổ chức hội nghị công việc bí thư để thảo luận. Bởi vì vụ việc tự thiêu ở Thiên Cương có ảnh hưởng tồi tệ, lại xảy ra ngay trước mắt bí thư Phạm. Tuy rằng sau đó bí thư Phạm không nhắc lại chuyện này nhưng lãnh đạo không nhắc đến. Người dưới cũng biết bí thư Phạm vô cùng tức giận, nếu không cũng không thể tranh cãi đến mức kết thúc trong không vui ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy với chủ tịch tỉnh Tống. Chương 1035, cuộc chiến sinh tử. Hiện nay vụ việc tự thiêu ở Thiên Cương vẫn chưa điều tra ra manh mối, lại muốn một lần nữa đệ trình vấn đề hợp nhất Thiên Cương tiến hành thảo luận, thứ nhất là có phần không thích hợp, thứ hai là đi ngược lại với tinh thần tỉnh ủy. Hạ Tưởng không đồng ý với ý kiến của Trần Khiết Văn. Lời nói tuy rằng cũng coi như mềm mỏng, nhưng thái độ rất kiên quyết. Giữa bí thư Phạm và chủ tịch tỉnh Tống có tranh chấp cá nhân, không thể ảnh hưởng tới việc thực thi chính sách ở các địa phương. Hợp nhất tài nguyên sắt thép là quyết nghị của hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, phải quán triệt thực hiện, trừ phi ở tỉnh có chỉ đạo tinh thần, đề xuất rõ ràng phải dừng kế hoạch hợp nhất tài nguyên sắt thép. Trần Khiết Văn trong lòng thầm mắng một câu vô nghĩa, có khi nào chính sách của cấp trên lại rút lại bao giờ? Đều là sau khi không thể thực thi nổi liền sống chết mặc bay, đến nhắc cũng không nhắc đến. Tình hình trong nước từ xưa đến nay đã như vậy, ngay cả những chính sách do Trung ương căn dặn hết lần này đến lần khác cũng có tình trạng thực thi không xong, cuối cùng chỉ có thể là nhẹ nhàng giải quyết cho qua chuyện. Hạ Tưởng lại không biết tình hình trong nước, hắn là cố tình không dưng kiếm chuyện gây sự. Nhưng Hạ Tưởng là thị trưởng, đã đưa ra đề xuất Trần Khiết Văn chắc chắn phải cư xử cẩn thận. Bà ta liền muốn khiến Hạ Tưởng thấy khó mà lui, nói thảo luận ở hội nghị công việc bí thư cũng không có ý nghĩa gì lớn, không bằng trực tiếp đệ trình lên hội nghị thường vụ, chỉ có hội nghị thường vụ thông qua, mới có thể khiến quyết nghị có hiệu quả. Bà ta cho rằng Hạ Tưởng sẽ nhượng bộ, bởi vì theo bà ta, trong giai đoạn này mà đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận, Hạ Tưởng gần như không có cơ hội thắng. Không ngờ Hạ Tưởng dường như sớm đã đợi bà ta đề xuất đệ trình lên hội nghị thường vụ, liền nhận lời ngay. Cũng được thôi, bí thư Trần và tôi nghĩ cùng một hướng, cứ trực tiếp đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận một chút, dù sao vấn đề Thiên Cương cũng đã kéo dài đủ lâu rồi, cũng nên có một kết luận cuối cùng. Trần Khiết Văn sửng sốt, Hạ Tưởng nói rất tự nhiên rất tùy ý, dường như vụ việc Thiên Cương chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể, đệ trình lên hội nghị thường vụ, hắn thực sự đảm bảo là được thông qua, hay chỉ đơn giản là ra vẻ thế thôi. Có được thông qua hay không đều không quan trọng. Quan trọng là phải giải thích với Tống Chiêu Độ. Bất luận như thế nào, sự việc cũng đã đến mức phải mở quân bài chưa lật, cũng chỉ có thể đánh trực diện. Vì không để cho Hạ Tưởng có cơ hội hòa hoãn và nghỉ lấy hơi, Trần Khiết Văn thử hỏi một câu thăm dò. Để tôi xem lịch xem thế nào, ngày mai buổi chiều tôi rảnh. Được, cứ sắp xếp theo ý của bí thư Trần. Hạ Tưởng thẳng thắn đồng ý ngay. Nhìn bóng Hạ Tưởng xa dần, ánh mắt Trần Khiết Văn lóe sáng. Tâm tư rối loạn. Cách thời gian tổ chức hội nghị thường vụ còn có một ngày một đêm, một ngày một đêm còn có thể xảy ra chuyện lớn gì khiến Hạ Tưởng xoay chuyển tình hình chiến sự. Chắc hẳn là không có chuyện đó. Bây giờ cuộc đọ sức giữa hai bên đã đến một điểm giới hạn, ai cũng không dám có một chút sai sót nào, hễ sai lầm sẽ dẫn đến thua cả ván cờ. Thiên Trạch chính là một điểm tựa then chốt nhất, trận chiến hội nghị thường vụ thành ủy Thiên Trạch sẽ vì thế mà đặt dấu chấm hết cho chiến dịch lần này.
cho dù là dấu chấm hết của thế lực bình dân hay là thế lực gia tộc, nói tóm lại, chắc chắn sẽ có một trận chiến sinh tử vô cùng thu hút sự chú ý. Một sống, một chết, ranh giới sống chết mong manh. Đêm đó, có vô số người ở Thiên Trạch cả đêm khó ngủ. Có điều khiến Trần Khiết Văn cảm thấy bất ngờ chính là, Hạ Tưởng không có bất kỳ hành động gì khác thường. Hắn làm việc ở thành ủy, sau đó còn tranh thủ lúc rảnh rỗi thị sát mấy tiểu khu đang động thổ khởi công ở Kinh Bắc Tân Thành, lại đàm phán công việc đầu tư với nhà đầu tư đến từ thủ đô, vân vân, biểu hiện vô cùng bình thường, và vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Trần Khiết Văn e sợ có thiệt hại, lại một mình nói chuyện với một số ủy viên thường vụ, sau khi giành được lời hứa hẹn từ chính miệng bọn họ, mới hoàn toàn yên tâm. Bà ta nghĩ, Hạ Tưởng chắc chắn là chẳng có hy vọng gì với việc được hội nghị thường vụ thông qua, yên tâm mà đặt gánh nặng tâm lý xuống một bên, đương nhiên có dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên. Hạ Tưởng thậm chí còn cùng ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ dùng cơm, nói với bọn họ, hội nghị thường vụ sắp chính thức thảo luận vấn đề hợp nhất thiên cương. Ông cụ nhà họ Ngô chỉ gật đầu không nói mà mỉm cười, lão cổ lại hỏi Hạ Tưởng có chắc chắn hay không với vẻ mặt lo lắng, Hạ Tưởng cười lắc đầu, không nói gì. Không biết Hạ Tưởng lắc đầu là có ý không tiện trả lời hay là nói chưa từng chắc chắn. Cũng may lão cổ cũng biết biểu hiện của ông có phần gấp gáp quá mức, cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Lần trước Phạm Duệ Hằng đến Thiên Trạch thị sát, Hạ Tưởng cũng xin ý kiến của ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ là có nên gặp bí thư Phạm hay không. Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu từ chối, nói là không cần thiết, giữa bọn họ và Phạm Duệ Hằng không có tiếng nói chung. Ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ không gật đầu, liền không có ai nhắc đến chuyện gặp mặt nữa. Không ai nhắc đến, Phạm Duệ Hằng cũng trong lòng cũng biết rõ, chắc chắn cũng không thể chủ động đề xuất. Y tuy rằng cũng muốn gặp ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ, nhưng thân là quan lớn của tỉnh, không thể chủ động thể hiện ra điều đó, nếu không thì quá chênh lệch so với địa vị. Tuy nhiên trong lòng Phạm Duệ Hằng vẫn không dễ chịu lắm. Y vốn tưởng rằng ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ ít nhiều cũng sẽ nể mặt y, cũng chuẩn bị xong xuôi tâm lý để đích thân đi thăm hai ông lão. Chẳng ngờ cả hai người đều không ai để ý đến y, cũng khiến y hiểu rõ, trong mắt hai ông lão, y vẫn chưa có chỗ đứng đáng kể. Tức giận cũng chẳng có cách gì, hai ông lão đó là ai? Là hai nhân vật lão làng mà đến nhân vật số 1, số 2 hiện nay đều phải tôn trọng vài phần, y không thể trêu vào, chỗ đứng không đủ, tư cách cũng thiếu. Sau một ngày một đêm dài dằng dặc, chiều ngày hôm sau hội nghị thường vụ rốt cục cũng tổ chức đúng kỳ hạn. Chưa từng có một hội nghị thường vụ nào khiến cho người ta trong lòng thấp thỏm không yên đến như thế, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tập trung và kỳ vọng. Tất cả mọi người đều đến đúng giờ, không ai tới muộn, không ai cười đùa, không khí nghiêm túc hệt như nước đóng thành băng. Hạ Tưởng ngồi ở phía dưới Trần Khiết Văn, đầu tiên ánh mắt một lượt lướt qua từng người, thản nhiên, không thể hiện uy phong cũng không ám chỉ, giống hệt như điểm danh. Mỗi người bị Hạ Tưởng nhìn đến đều ngồi thẳng lưng, đón ánh mắt của Hạ Tưởng, khẽ gật đầu ra hiệu. Ánh mắt Trần Khiết Văn cũng xẹt qua mặt từng người. Thị trưởng và bí thư đều trao đổi ánh mắt với tất cả ủy viên thường vụ với thái độ khác thường, ai ai trong lòng đều hiểu rõ, đề tài thảo luận hôm nay vô cùng quan trọng, Thiên Trạch sẽ trở thành nơi tụ họp của mây gió bốn phương. Hội nghị hôm nay chắc chắn sẽ đi vào lịch sử, thắng bại hôm nay có khả năng thay đổi cả tiến trình lịch sử. Mỗi người trong lòng đều có một chiếc cân, đều cảm nhận được sức nặng Trình Trịch đang gánh trên vai, đều biết chiếc vé trong tay vô cùng quý giá, sẽ viết một nét đắt giá trong lịch sử. Nhưng những người thường được gọi là chuyên gia hay học giả nghiên cứu lịch sử không biết là, trên thực tế mỗi lần có thay đổi lịch sử quan trọng, mỗi lần có việc trọng đại ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử, xuất phát điểm của đương sự đều là từ lợi ích cá nhân, không ai suy xét đến ảnh hưởng tới lịch sử. Càng không có ai vì muốn lưu danh sử sách mà làm những việc đi ngược lại với lợi ích bản thân trong giai đoạn đó. Lịch sử, nói cho cùng chỉ là tổng kết của người đời sau, mà mỗi người chỉ sống ở hiện tại, không sống ở quá khứ, lại càng không thể sống trong tương lai. Bởi vậy trên thực tế xuất phát điểm cơ bản nhất trong lòng mỗi người đang có mặt, cho dù là kế hoạch lớn của quốc gia hay là kế hoạch lớn của tỉnh Yến, cũng không thiết thực như tiền đồ và lợi ích thiết thực của bản thân mình. Trần Khiết Văn phát biểu đầu tiên. Đề tài thảo luận hôm nay chính là vấn đề Thiên Cương. Hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua quyết nghị hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh, nhưng trong quá trình thực thi cụ thể, các địa phương xuất hiện rất nhiều vấn đề khó khăn chưa từng tưởng tượng tới. Phó Thủ tướng Hải cũng nhấn mạnh hết lần này đến lần khác,
không được áp đặt, phải giải quyết từng vấn đề khác nhau theo cách cụ thể riêng. Tiếng nói của trên dưới thiên cương phản đối hợp nhất vẫn rất mạnh mẽ, chúng ta không thể coi nhẹ tiếng nói của quần chúng. Một thời gian trước xảy ra chuyện quần chúng tụ tập đông người gây rối, hai ngày trước lại trong dịp bí thư Phạm thị sát, xảy ra vụ việc tự thiêu. Các đồng chí, công tác của chúng ta triển khai rất không đến nơi đến chốn, mới khiến quần chúng có chuyện không thể nói, có oan không được giải bày, mới sử dụng biện pháp cực đoan để chống lại hợp nhất. Chúng ta phải nghĩ lại, chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng. Hợp nhất, có thực sự có thể thúc đẩy thiên cương phát triển, hay là sẽ đẩy thiên cương tới con đường cùng? Trần Khiết Văn đánh vào lòng người, nói rất diễn cảm. Sau khi nói xong, còn cúi đầu với vẻ mặt đau xót, ra vẻ vô cùng đau thương. Ý kiến của Bí thư Trần không phải không có lý, tôi cũng từng suy đi tính lại rất nhiều lần về vấn đề hợp nhất, cuối cùng kết luận rút ra là. Hạ Tường thấy việc đáng làm thì phải làm, là người thứ hai phát biểu. Hôm nay là một lần tiếp chiêu rất trực tiếp, đều phải phát huy bản lĩnh nhà nghề để thuyết phục các ủy viên thường vụ đang dao động. Bởi vậy, không thể có mảy may nương tay, phải là xung trận với đầy đủ vũ khí thực thụ. Hợp nhất, giống như việc thúc đẩy bất kỳ một chính sách bắt buộc nào, đều tất nhiên sẽ mang đến đau đớn, sẽ tác động đến lợi ích của một nhóm người. Giống như việc cải tạo thôn nội đô của thành phố Thiên Trạch trước kia, lúc ấy tiếng phản đối dữ dội như thế, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khi đó cũng từng dao động, nhưng sau này vẫn là Bí thư Trần khi đó đảm nhiệm chức thị trưởng sắp xếp, kiên quyết đẩy mạnh việc cải tạo thôn nội đô, mới có được một Thiên Trạch với diện mạo mới, phong cách mới như ngày hôm nay. Nếu như việc cải tạo thôn nội đô khi ấy bị đình trệ, sẽ không có hôm nay một Thiên Trạch mới với lịch sử đang phát triển, xã hội đang tiến bộ. Thiên Cương không thể giữ cách nghĩ khư khư giữ mình một góc, mơ một giấc mơ không phù hợp với thời đại. Nếu không hợp nhất, với thực lực của Thiên Cương, rất nhanh sẽ bị con nước lớn của thị trường dìm ngập. Hạ Tưởng rất khôn ngoan mà đưa ra chiến tích trước kia của Trần Khiết Văn, tâng bốc Trần Khiết Văn tới tận mây xanh. Trần Khiết Văn vẫn giữ vẻ không có thay đổi gì, tuy nhiên trên mặt vẫn mơ hồ hiện lên một tia đắc ý, rất nhanh chóng lập tức trở lại bình thường, bởi vì bà ta hiểu rõ, bây giờ là thời điểm hai bên đối chọi, không thể lơ là bất kỳ một giây một phút nào. Sau khi Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng phát biểu xong, trong hội nghị thường vụ nhất thời có chút tẻ ngắt hiếm thấy. Ai cũng không tiện mở miệng làm người ủng hộ hay phản đối. Bởi vì bất luận là lập trường nào, không phải đắc tội Bí thư Trần thì là đắc tội thị trưởng Hạ. Tình thế vừa tế nhị lại vừa căng thẳng. Chương 1036, ván thứ nhất, đấu giáp lá cà. Một lúc lâu sau, rốt cục Ngô Minh Nghị chính trọng một cách kỳ lạ mà giơ tay phát biểu, ánh mắt của y hơi mơ hồ, không nhìn ai, cũng không nhìn Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn, thần sắc cũng có chút mỏi mệt và bất đắc dĩ, giọng điệu thản nhiên nói. Tổng hợp tình huống cụ thể của Thiên Cương thì thấy, nếu chỉnh hợp, hại nhiều hơn lợi. Trên dưới hơn 10.000 công nhân viên chức Thiên Cương sẽ không đáp ứng, ưu thế về kỹ thuật, ưu thế về sản phẩm của Thiên Cương, đều sẽ không còn tồn tại sau khi chỉnh hợp. Tôi cho rằng, đứng ở lập trường của Thiên Trạch và Thiên Cương mà suy xét, chỉnh hợp là hành động mất nhiều hơn được. Hơn nữa trong giai đoạn hiện tại tình hình chỉnh hợp trong tỉnh không mấy lạc quan, Thiên Trạch càng không cần phải làm chim đầu đàn. Lời nói của Ngô Minh Nghị tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng thoáng cái đã đánh trúng điểm yếu, chính là việc chỉnh hợp toàn bộ tỉnh hiện nay đã bước chậm dần lại. Giai đoạn hiện tại ngoại trừ Đan Cương và Tần Cương còn tích cực chủ động ra, thì Thủy Cương và Ngưu Cương vẫn đang nỗ lực thúc đẩy ở bên trong, ba nhà khác, Tuyên Cương, Yến Cương, kể cả Thiên Cương, đều đang tiêu cực đối phó, Tuyên Cương thì xem chừng, Yến Cương thì cứng rắn, mạnh mẽ, Thiên Cương thì lấy lệ. Tóm lại, hiện tại mà nói không một nhà máy thép nào thật sự áp dụng nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh vào thực tế. Đan Cương và Tần Cương thì không tính, bọn họ là người thu được lợi ích, bọn họ càng nhiệt tình càng tích cực lại càng chứng tỏ được lợi ích tối cao của bọn họ. Quả thật là tình hình toàn tỉnh cũng không lạc quan lắm, Ngô Minh Nghị càng thành công mà gia tăng lợi thế làm người phản đối. Dường như cũng cảm giác được bầu không khí khác thường ngày hôm nay, bởi vậy mấy người phát biểu sau đó, đều giơ tay phát biểu ý kiến, để biểu thị sự nghiêm túc trịnh trọng. Bì Bất Hưu giơ tay phát biểu, y ở hội nghị thường vụ xếp hạng thứ tư, y lên tiếng lúc này, là hợp với quy củ. Chỉnh hợp, có lợi có hại, cụ thể đối với Thiên Cương mà nói, cũng giống như vậy. Căn cứ vào việc công nhân viên chức của Thiên Cương hết lần này đến lần khác kịch liệt phản đối, thì có thể thấy việc chỉnh hợp quả thật động chạm đến quyền lợi của người Thiên Cương.
Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch không bảo vệ quyền lợi của người Thiên Cương, thì bảo vệ ai? Cho nên tôi mới nói cho dù toàn bộ các thành phố cấp 3 khác của tỉnh đều thuận lợi thông qua, Thiên Trạch cũng phải kiên trì lập trường của chính mình, kiên quyết phản đối chỉnh hợp. Tốc độ nói của Bì Bất Hưu rất nhanh, lúc nói chuyện lại phối hợp động tác tay, rất có khí thế chỉ điểm Giang Sơn, hơn nữa lại bày ra một điệu bộ lời mình nói là chính xác, rất có khí phách trước nay chưa từng có. Tuyệt đối là quan tiên phong của Trần Khiết Văn. Sau khi bốn vị ủy viên thường vụ cấp quan trọng lên tiếng, ba đấu một, số người ủng hộ việc chỉnh hợp tụt lại nghiêm trọng so với số người phản đối, tình thế vô cùng bất lợi. Bì Bất Hưu nói xong, ánh mắt còn cố ý quét qua mặt mọi người một lần, dường như là vẫn chưa hết ý, lúc định mở miệng nói thêm vài câu, lại đột nhiên bị Dương Kiếm giơ tay ngắt lời. Dương Kiếm nói, tôi còn có mấy vấn đề không hiểu, sẽ phát biểu quan điểm sau, mời các đồng chí tiếp tục. Bì Bất Hưu bị Dương Kiếm bất ngờ nói chen vào nên nghẹn lại, rất bất mãn mà liếc mắt nhìn Dương Kiếm một cái. Dương Kiếm căn bản không để ý tới y, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, thái độ hờ hững. Dương Kiếm bất ngờ lên tiếng, làm đảo lộn trình tự phát biểu của hội nghị thường vụ, cũng khiến Trần Khiết Văn trong lòng kinh hãi, bởi vì bà rõ ràng đã từng nói chuyện qua với Dương Kiếm, đã từng thăm dò ý tứ của Dương Kiếm. Dương Kiếm cũng hàm ý tỏ vẻ lập trường của y luôn luôn là phản đối chỉnh hợp, sẽ không thay đổi. Nhưng đến cuối cùng y lại đột nhiên ra đòn gió, chẳng lẽ sẽ xảy ra biến cố? Dương Kiếm quả thật là người mà Mai Thái Bình một tay đề bạt. Tuy nhiên sau đó lại nghĩ, có lẽ Dương Kiếm không muốn đắc tội Hạ Tưởng quá mức, muốn là người cuối cùng phản đối, dù sao đến lúc đó người phản đối cũng nhiều, thanh âm của y tất nhiên không thể làm người khác quá chú ý. Dương Kiếm dù sao cũng là phó thị trưởng thường trực, nếu y làm ủy viên thường vụ đầu tiên trong bộ máy ủy ban phản đối lập trường của thị trưởng, công tác của y về sau ở bộ máy ủy ban, sẽ không phát triển tốt. Vừa nghĩ như vậy, Trần Khiết Văn cũng liền hiểu được cách thức lấy lui làm tiến của Dương Kiếm. Căn cứ vào xếp hạng, sau Dương Kiếm, hẳn phải là trưởng ban tổ chức cán bộ Từ Hâm phát biểu. Từ Hâm đang cúi đầu suy nghĩ tình hình, không hề có một chút phản ứng. Bị Bùi Nhất Phong chọc chọc cánh tay, mới như vừa tỉnh giấc mộng mà ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người y, liền xin lỗi mà cười. Thật có lỗi, các đồng chí, vừa rồi hơi thất thần. Tôi suy nghĩ một vấn đề, chính là trong quá trình phát triển kinh tế của chúng ta, luôn gặp phải hoặc nhiều hoặc ít khó khăn, việc lớn việc nhỏ, lúc nào cũng có những rắc rối, vì sao? Là vì giới hạn của bản thân chúng ta, hay là bởi vì đề cập tới ích lợi cá nhân của chúng ta? Liệu mỗi người chúng ta có thể tự vỗ ngực mà nói, chính mình đứng trên lập trường công chính khách quan mà xử lý vấn đề hay không? Không ai có thể nghĩ rằng, Từ Hâm bình thường nói chuyện luôn luôn chú ý chừng mực, hôm nay không ngờ lại khẳng khái hùng hồn, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Không ít người nhìn Từ Hâm với ánh mắt kinh ngạc. Từ Hâm ở trước mắt bao nhiêu người, không chút hoang mang, tiếp tục nói. Việc chỉnh hợp Thiên Cương, thật ra nhìn xa một chút, tuyệt đối là một sự kiện lợi nước lợi dân. Đương nhiên trước mắt sẽ động chạm đến quyền lợi của không ít người, cũng sẽ có một bộ phận người của Thiên Cương phản đối, đều có thể hiểu được. Nếu bởi vì sự phản đối của một bộ phận người bảo thủ lạc hậu mà để lỡ mất cơ hội, chúng ta chính là tội nhân của Thiên Cương, chúng ta chính là chướng ngại vật trên đường phát triển. Tôi cho rằng, việc chỉnh hợp Thiên Cương, cần phải lập tức, toàn diện và kiên quyết mà thi hành. Sau khi Từ Hâm phát biểu xong, ước chừng im lặng kéo dài đến nửa phút. Tất cả mọi người đều chấn kinh, nếu nói chỉ là Từ Hâm mạnh mẽ ủng hộ việc chỉnh hợp Thiên Cương còn chưa đủ để làm cho người ta khiếp sợ, lời phát biểu khác thường với ngôn từ hùng hồn và chính nghĩa của y, khiến cho mọi người kể cả Trần Khiết Văn, trong chốc lát không hiểu được và càng kinh ngạc hơn. Từ Hâm từ trước đến giờ đều có nề nếp sóng yên biển lặng, tại sao lại có một mặt cấp tiến? Hạ Tưởng không chút hoang mang, ngay lập tức đứng dậy giải thích cho lời phát biểu của Từ Hâm. Các đồng chí cũng thấy đấy, thời đại đang đi lên, chúng ta cũng phải tiến bộ theo, không thể cứ ngủ quên trên chiến thắng như vậy mãi. Đồng chí Từ Hâm trong vấn đề chỉnh hợp Thiên Cương, cái nhìn sâu sắc, đáng để chúng ta học tập và suy nghĩ sâu xa. Chúng ta không muốn bị thời đại đào thải, không muốn ôm quan niệm lạc hậu cổ xưa không bỏ, thì phải có dũng khí can đảm đột phá. Thiên Trạch mấy chục năm nay đều đứng ở vị trí thứ nhất đếm ngược trong toàn bộ tỉnh mà không hề có thay đổi gì. Lẽ nào chúng ta đều quen rồi đều làm như không biết hết rồi, bị người chê cười đến nỗi da mặt đã dày như tường thành.
dù sao vị trí thứ nhất đếm ngược toàn bộ tỉnh cũng coi như đã định rồi, định đứng đầu đến khi nào. Dân chúng còn nói nghèo thì suy nghĩ phải thay đổi, chúng ta nghèo vài chục năm rồi, đã thay đổi được cái gì? Ngoại trừ tuổi tác lớn hơn, trên mặt nếp nhăn nhiều hơn, còn lại chưa có gì thay đổi. Năng lực bản thân thì không được nâng cao, GDP chưa cải thiện, đến hiện tại, một việc chỉnh hợp thiên cương mà lại chế ước suy nghĩ của chúng ta, cho rằng chỉnh hợp chính là tụt hậu, chính là bất lợi đối với thiên trạch. Đây là ý kiến nông cạn, là cách nghĩ bảo thủ và lạc hậu, là cội nguồn kìm hãm chúng ta bần cùng lạc hậu bao nhiêu năm, phải loại bỏ từ căn bản, nếu không, thiên trạch vĩnh viễn không có một ngày vứt bỏ được cái mũ nghèo đói. Lời nói của Hạ Tưởng so với lời nói của Từ Hâm sắc bén hơn, cũng rất có lực xung kích, nói thẳng khiến cho mấy chục người cúi đầu, nét mặt già nua ửng đỏ, trong đó còn có Bùi Nhất Phong và Lôi Nhất Đại, đặc biệt là Lôi Nhất Đại, vẻ mặt hổ thẹn, dường như rất kích động. Hạ Tưởng tiếp tục nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Các đồng chí, trong lịch sử tỉnh Yên có tiền lệ 3 lần chỉnh hợp nguồn tài nguyên sắt thép thất bại, chỉnh hợp lần này đã là lần thứ tư. 3 lần trước, chúng ta không có cơ hội tham dự trong đó, lần thứ tư, chúng ta vừa gặp đúng lúc. Cổ nhân nói, quá tam ba bận, nếu lần chỉnh hợp thứ tư mà lại thất bại, chắc chắn nhiều năm sau, lúc người đời sau hướng ánh mắt về thiên trạch, nói về việc chỉnh hợp tài nguyên sắt thép năm đó, chính là bởi vì một thành phố lạc hậu và bảo thủ nhất cản trở, nên mới là thành phố cuối cùng thu dọn chiến trường. Có lẽ còn có người tốt, nhớ kỹ tên của mỗi người chúng ta đang có mặt, sau đó chỉ vào tên của mỗi chúng ta, nhức nhối mà chửi mắng chúng ta tầm nhìn thiển cận, chỉ trích chúng ta là tội nhân của lịch sử. Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn còn sống ở trên thế gian, trơ mắt nhìn mấy nhà máy thép của tỉnh Yên bởi vì không đoàn kết mà bị các nhà máy thép khác chia nhau thu mua thâu tóm, cuối cùng lại trở thành nhà máy gia công phụ thuộc, chúng ta nhất định sẽ hối tiếc ngày hôm nay đã không tán thành đại kế hoạch chỉnh hợp toàn bộ tỉnh. Hạ Tưởng đột nhiên đập bàn một cái, như tiếng chuông lớn vang vọng trong tim mỗi người. Đại kế hoạch chỉnh hợp toàn tỉnh, là vì toàn bộ tỉnh Yên, thiên trạch là thiên trạch của tỉnh Yên, cũng như vậy, thiên cương cũng là thiên cương của tỉnh Yên, không phải thiên cương của người khác. Đan cương hiện tại bị Bảo Cương khống chế cổ phần, vết xe đổ, chẳng lẽ chúng ta còn chưa tỉnh ngủ, còn chưa thấy rõ tình thế. Tầm nhìn không cần nhìn quá xa, chỉ cần nhìn đến mấy nhà máy thép lớn ở trong nước đối với đan cương và đường cương như hổ rình mồi là đã có thể tỉnh táo mà nhận thức được, chỉnh hợp, còn có đường ra, không chỉnh hợp, sớm muộn gì sẽ đi vào đường cùng. Hành văn liền mạch lưu loát thao thao bất tuyệt xong, Hạ Tưởng hơi có phần kích động, ánh mắt hắn như điện, đảo qua trên mặt mỗi người, tất cả những người bị hắn nhìn đến, đều cảm giác trên mặt nóng bừng lên. Không ít người lại trong lòng cả kinh, bất giác, thị trưởng Hạ đã trở thành một người đáng tin cậy khiến cho người ta vừa kính nể vừa quý trọng. Lời phát biểu của hắn, khiến không ít người trong lòng càng không ngừng hưởng ứng và xúc động. Ánh mắt Trần Khiết Văn chớp lóe, tài ăn nói xuất sắc và năng lực kích động kinh người của Hạ Tưởng, khiến bà tự cảm thấy không bằng. Bà biết, Hạ Tưởng một phen hùng hồn, chắc chắn sẽ đả động mấy ủy viên thường vụ lập trường không kiên định, tình thế có khả năng đảo ngược. Trần Khiết Văn lập tức nghẹn trong lòng. Thiên Trạch muốn phát triển, muốn tiến bộ, tất phải dũng cảm phá vỡ tình trạng hiện tại. Đi ra ngoài, mới có thể thấy được trên đỉnh đầu còn có bầu trời rộng lớn mênh mông hơn. Chiến Kính Bằng lên tiếng, vừa mở miệng lời nói đã như ý thơ, ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của mọi người. Tôi hết sức tán thành ý kiến của thị trưởng Hạ, thiên trạch lạc hậu đã rất lâu, mạch suy nghĩ quá cứng nhắc, chỉnh hợp thiên cương, vừa vặn có thể nối đường dây cho thiên trạch với toàn bộ tỉnh, có thể học tập được sở trường và ưu điểm của người khác. Chỉnh hợp, chính là cất bước về phía trước, phản đối chỉnh hợp, chính là dậm chân tại chỗ, chính là bảo thủ. Nếu không có hai câu nói cuối cùng, lời phát biểu của Chiến Kính Bằng đúng là không thể bắt bẻ. Nhưng y cố tình vẽ vời mà đứng ở điểm xuất phát cao hơn người một bậc để châm biếm một phen, liền khiến người ta phản cảm. Đến lúc này, thái độ Trần Khiết Văn vẫn mơ hồ, nhưng rõ ràng là lập trường phản đối, Ngô Minh Nghị và Bì Bất Hưu thì rõ ràng là phản đối, Từ Hâm và Chiến Kính Bằng là kiên quyết ủng hộ, hơn nữa Hạ Tưởng cũng rõ ràng là lập trường ủng hộ, phía ủng hộ, đã giành được thắng lợi mang tính giai đoạn. Nhưng còn có hơn một nửa ủy viên thường vụ chưa lên tiếng, tình hình vẫn như cũ không được lạc quan cho lắm. Trần Khiết Văn suy nghĩ mãi, cảm thấy không thể lại mạo hiểm, liền ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ. Thị trưởng Hạ, trước hết nghỉ giữa giờ khoảng hơn 10 phút, rồi lại họp thảo luận tiếp. Tuy là giọng điệu trưng cầu,
nhưng trực tiếp là ngữ khí khẳng định. Đang trong tình hình tình thế vô cùng có lợi, tất cả mọi người cho rằng Hạ Tưởng sẽ phản đối, bởi vì nghỉ giữa giờ của Trần Khiết Văn hiển nhiên là kế hoãn binh. Chương 1037, ván thứ hai, chỉ mành treo chuông. Trong tình thế tốt đẹp trước mắt, thị trường Hạ chắc chắn sẽ rèn sắt khi còn nóng, đoạt thành quả thắng lợi vào tay. Mà nghỉ giữa giờ, rõ ràng là bí thư Trần muốn lại một mình tìm người nói chuyện, muốn xoay chuyển cục diện bất lợi. Trừ phi đầu óc thị trường Hạ có vấn đề, nếu không chắc chắn hắn sẽ không đáp ứng. Trong cuộc chiến, rất cần đến dũng khí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếng thứ hai tinh thần giảm sút, tiếng thứ ba tinh thần hoàn toàn kiệt quệ. Đạo lý giao chiến đơn giản nhất giữa hai quân, thị trường Hạ lại không hiểu. Ngoài dự kiến của mọi người chính là, Hạ Tưởng dường như chỉ trần trừ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Được, căn cứ vào tinh thần chỉ thị của bí thư Trần mà xử lý. Mọi người trố mắt, thị trường Hạ làm sao vậy, không rèn sắt khi còn nóng mà tiếp tục duy trì cục diện có lợi, lại hào phóng mà buông tay, không có việc gì chứ. Mọi người trừng mắt to mắt nhỏ, đều đoán không ra thị trường Hạ là hào phóng hay là có dụng ý khác. Trần Khiết Văn không quan tâm đến việc Hạ Tưởng vì sao lại đáp ứng được thoải mái như vậy, ngay lập tức vung tay lên, là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp. Ba rời ghế, những người còn lại cũng đứng dậy, phòng họp một hồi ồn ào. Ba người Bì Bất Hưu, Ngô Minh Nghị, Bùi Nhất Phong khẽ bí mật trao đổi ánh mắt một chút, ba người liền nối đuôi nhau mà đi ra. Một lát sau, trưởng ban tuyên giáo Thường Hào, tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Dương và bí thư quận ủy quận Đông Kiều Hồ Vĩnh Siêu cũng lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Trần Thiên Vũ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy thị trưởng Hạ thờ ơ, trong lòng liền nghi hoặc. Rất rõ ràng, mấy người vừa rồi đều bị bí thư Trần gọi đi nói chuyện. Nếu thị trưởng Hạ không chủ động tìm cách xử trí, chẳng khác nào hắn tự tay chôn vùi cục diện tốt đẹp, đem thắng lợi sắp tới tay, chắp tay dâng cho người ta, sao không khiến cho lòng người nóng như lửa đốt. Ngoại trừ Hạ Tưởng ra, trong phòng họp còn lại Dương Kiếm, Chiến Kính Bằng, Từ Hâm và Trần Thiên Vũ, Lôi Nhất Đại. Thị trưởng Hạ cũng không chủ động tìm Dương Kiếm và Lôi Nhất Đại nói chuyện, ngược lại dường như không có việc gì đứng dậy, không để ý tới ai, chắp tay sau lưng, thả bộ đi ra ngoài. Trong hồ lô của thị trưởng Hạ bán thuốc gì? Hay là chẳng có thuốc gì để bán, đơn giản là đã thật sự thả tay? Trần Thiên Vũ cúi đầu, không nói lời nào. Dương Kiếm vẫn như cũ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, dường như còn chưa có được chủ ý. Chiến Kính Bằng ngược lại vẻ mặt thoải mái, dù sao nhiệm vụ của y đã hoàn thành, hiện tại y đã không còn gánh nặng tâm lý. Lôi Nhất Đại lấy bấm móng tay ra, như tách biệt với mọi chuyện mà cắt móng tay. Mỗi người một vẻ, đều có tâm tư và cân nhắc, quả thật là một hình ảnh ý vị sâu xa. Trần Khiết Văn lúc trước nói là nghỉ hơn 10 phút, là một cách nói rất hàm hồ, quả nhiên, nghỉ liền một lúc hơn 20 phút, vẫn chưa thấy bóng dáng bí thư Trần. Cũng không ai sốt ruột, hội nghị thường vụ còn có lúc kéo dài tận 3-4 tiếng, hôm nay mới mở không lâu, ai cũng chịu đựng được tốt. Tốt quá, cuối cùng cũng lục tục có người trở lại, đầu tiên là hai người Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong cùng nhau tiến vào. Tuy nhiên hai người giống như vừa mới cãi nhau xong, không ai để ý tới ai. Bùi Nhất Phong khá tốt, cố gắng giữ bình tĩnh, Bì Bất Hưu còn lại là vẻ mặt thở phì phò, vừa vào cửa, liền liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng vừa rồi đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã trở lại, sau đó ngồi tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Dương Kiếm thì ngược lại, từ đầu đến cuối đều ở một chỗ trong phòng họp không nhúc nhích, trong thời gian đó chỉ nghe một cú điện thoại, sau đó lại ngơ ngẩn hồi lâu. Sau đó bắt đầu quan sát từng ủy viên thường vụ đi ra đi vào, biểu cảm trên vẻ mặt phong phú mà ý vị sâu xa. Trần Thiên Vũ cũng đi ra ngoài trong thời gian đó, nhưng nhanh chóng quay trở lại, rồi ngồi tại chỗ, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ, không nhúc nhích. Thật ra trong lòng y đang cuồn cuộn như thủy triều, bởi vì thắng bại trong hội nghị thường vụ hôm nay quá quan trọng đến mức liên quan tới cả uy vọng về sau của thị trưởng Hạ. Thậm chí không hề khoa trương mà nói, còn quan hệ đến tiền đồ cá nhân của thị trưởng Hạ. Trong lòng thị trưởng Hạ chắc chắn có suy tính, y cũng rõ ràng, nhưng dù sao y cũng không phải là Hạ Tưởng, không biết dưới biểu hiện trấn tĩnh tự nhiên của thị trưởng Hạ, rốt cuộc có bao nhiêu quân bài chưa lật và sức mạnh. Bất giác, trong lòng bàn tay Trần Thiên Vũ đã tràn đầy mồ hôi. Các ủy viên thường vụ lần lượt trở về, bầu không khí vốn uể oải trong phòng hội nghị thoáng chốc đã lại trở nên khẩn trương. Thậm chí còn khẩn trương hơn hồi nãy rất nhiều, bởi vì tất cả mọi người trong lòng đều biết,
cuộc chiến sinh tử thật sự, sắp xảy ra. Trần Khiết Văn là người cuối cùng tiến vào, trên mặt lộ vẻ tươi cười như có như không, vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo, vòng tay, bước chân không nhanh không chậm, ở trong mắt mọi người, bà chính là dáng vẻ của người thắng cuộc. Lôi Nhất Đại âm thầm thở dài một hơi, thị trưởng Hạ vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm đấu tranh chính trị chưa đủ, nghỉ giữa giờ trong hội nghị thường vụ cũng không phải không thể, nhưng cũng không thể tùy ý để bí thư lôi kéo phân chia, lần lượt nói chuyện riêng. Bí thư ra mặt phát biểu gây áp lực, chắc chắn sẽ xoay chuyển cục diện, ai lại không nể mặt bí thư. Đặc biệt là trong tình huống hết sức cấp bách hiện tại, ai nể mặt bí thư sẽ nhớ người đấy thật là tốt, tuy rằng chỉ nhớ nhất thời. Nhưng ai không nể mặt bí thư sẽ ghi hận trong lòng, hơn nữa còn hận cả đời. Lôi Nhất Đại sắp về hưu rồi, trong vấn đề Thiên Cương cũng không có định hướng gì, y cũng có người thân làm việc ở Thiên Cương, vốn định theo nguyên tắc trung lập, bỏ phiếu chống, nhưng thấy tình thế hiện tại cực kỳ bất lợi đối với thị trưởng Hạ, liền quyết định cho thị trưởng Hạ một chút niềm tin, ủng hộ đề nghị của thị trưởng Hạ. Trần Khiết Văn vừa rồi quả thật cùng mấy người bị bất hưu, Bùi Nhất Phong, Thường Hào, Hồ Vinh Siêu và Lãnh Dương, lần lượt tiến hành nói chuyện, lại một lần nữa tiến hành trao đổi về vấn đề Thiên Cương, yêu cầu bảo đảm chắc chắn duy trì lập trường nhất trí trong hội nghị thường vụ, cần phải đạt được nhiều hơn phân nửa ủng hộ. Mấy người đều đáp ứng rất tốt, không có ai lùi bước giữa chừng, Bùi Nhất Phong thậm chí vỗ ngực cam đoan tuyệt đối chiếu theo tinh thần chỉ thị của Bí thư Trần mà xử lý. Trần Khiết Văn liền hoàn toàn yên tâm, tính toán quân số, tuyệt đối hơn một nửa, trong lòng liền vô cùng ung dung. Biết thắng lợi đang trong tầm mắt. Thắng lợi lần này, chẳng những sẽ cho Hạ Tưởng một cú đả kích nặng nề, hơn nữa còn đối với việc so chiêu giữa thế lực bình dân và thế lực của gia tộc, mang đến ảnh hưởng sâu sắc và tầm quan trọng lớn. Nói không hề khoa trương, thắng lợi lần này chẳng những giúp Trần Khiết Văn một lần nữa đạt được uy vọng của nhân vật đệ nhất thành phố Thiên Trạch, cũng sẽ mang đến cho tiền đồ chính trị của bà thêm nhiều lợi ích, gần như tương đương với việc bà một bước đã tiến lên cánh cửa cấp phó tỉnh. Cuộc chiến lần này, chỉ cho phép thắng chứ không được bại, nhất định phải có ý chí. Trần Khiết Văn tự trong đáy lòng gào thét, trong cuộc chiến quyết định chiến thắng Hạ Tưởng, sẽ quét đi những lần thất bại trước kia của bà, khiến bà chẳng những hãnh diện, còn có thể làm giảm uy tín của Hạ Tưởng, về sau bà vẫn có thể vững vàng khống chế được thế cục Thiên Trạch như cũ, áp chế gắt gao Hạ Tưởng ở Thiên Trạch. Hạ Tưởng, đừng mơ có thể trở mình được. Trần Khiết Văn bình tĩnh ngồi xuống, còn hướng Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Là sự thương hại của người thắng đối với kẻ bại, là sự bố thí mà nhân vật số 1 từ trên cao nhìn xuống đối với nhân vật số 2. Hạ Tưởng dường như chẳng hề cảm thấy thái độ Trần Khiết Văn có phần ngạo nghễ, còn thiện ý mà cười đáp lại. Trần Khiết Văn trên mặt lộ vẻ cười, trong lòng cũng không khỏi khinh miệt mà nghĩ, Hạ Tưởng, là cậu muốn đem vấn đề Thiên Cương đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận, là tự cậu rước lấy nhục, đừng trách tôi. Có trách thì trách chính cậu không có trí tuệ chính trị. Bất kể là cậu xuất phát từ mục đích gì, rất xin lỗi, hôm nay cũng chỉ có thể là cục diện cậu chết tôi sống. Trần Khiết Văn liền đưa ra lời phát biểu tổng kết. Các đồng chí, vấn đề chỉnh hợp Thiên Cương, sự việc liên quan đến vận mệnh của hơn 10.000 công nhân viên chức của Thiên Cương, sự việc liên quan đến đại kế hoạch phát triển kinh tế thành phố Thiên Trạch, tin tưởng là trải qua một loạt thảo luận, trong lòng tất cả mọi người đều đã có tính toán. Điểm xuất phát của chúng ta chính là, tất cả vì Thiên Trạch. Tất cả vì Thiên Cương. Phía dưới còn đồng chí nào muốn lên tiếng hay không, không ai lên tiếng, chúng ta sẽ trực tiếp biểu quyết. Tôi nói hai câu. Lôi Nhất Đại giơ tay phát biểu, theo ý định ban đầu của y, thật ra hôm nay y không muốn nói, nhưng thật sự không đành lòng nhìn thấy Hạ Tưởng thảm bại, muốn thay Hạ Tưởng đánh yểm trợ. Thật ra thì, chỉnh hợp Thiên Cương cũng không phải đại sự gì lắm, chỉnh hợp cũng không chắc phá hỏng đến thế nào, không chỉnh hợp cũng không chắc tốt hơn bao nhiêu. Hiện trạng của Thiên Cương tôi nghĩ các đồng chí đang có mặt đều hiểu rõ ràng, không hề tốt như bên ngoài truyền đạt, mà chỉ là một cục diện bình thường. Muốn tiến thêm một bước, không có khả năng, nhưng muốn đạt hiệu quả và lợi ích long trời lở đất, lại rất có khả năng. Tình hình ngành công nghiệp sắt thép hiện tại không quá lạc quan, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, Tần Cương và Đan Cương trước kia đứng đầu trong cả nước, hiện tại thì sao? Đều đã giảm bớt danh tiếng, mọi người có nghĩ tới nguyên nhân là cái gì hay không? Lời nói của Lôi Nhất Đại rất giản dị, nhưng rất trực tiếp, câu hỏi cũng đã hỏi tới trọng điểm, không ít người đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ như thật không ngờ Lôi Nhất Đại cũng có lúc con mắt độc đáo như vậy. Cho nên theo tôi nói, chỉnh hợp là một cơ hội, sau khi chỉnh hợp,
thiên cương kém cũng không kém đến mức nào, nhưng có khả năng có lợi, bởi vì nguồn tài nguyên Vanadium Titanium thiên cương là ưu thế độc nhất vô nhị, ở bên trong tập đoàn, rất có khả năng sẽ có một vị trí khá đặc thù, có thể được bồi dưỡng về kỹ thuật và tài chính, lấy thừa bù thiếu, tổng thể mà nói ngược lại có lợi đối với người thiên cương. Đương nhiên, đối với lãnh đạo thiên cương thì không tốt lắm, bọn họ không thể là nhân vật số một, chắc chắn sẽ phản đối chỉnh hợp. Lôi Nhất Đại còn nói vài câu, sau đó gật gật đầu. Phát biểu của tôi đã xong, tôi muốn nói thật ra chỉ là một câu. Không chỉnh hợp, nửa chết nửa sống, chỉnh hợp, cơ hội hiếm có. Còn nữa, không nên hơi một tí là lấy hơn 10.000 công nhân viên chức của Thiên Cương ra nói chuyện. Như tôi nói, thật sự biết chỉnh hợp là tốt hay xấu, không quá 1.000 người, cứ làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn cũng có dụng ý khác. Lôi Nhất Đại dù sao cũng là người đảm nhiệm nhiệm kỳ cuối cùng, cho nên nói chuyện không có gì e dè, mới không cần nhìn sắc mặt của Trần Khiết Văn, cho nên y là người nhức đầu nhất của Trần Khiết Văn. Quả nhiên lời của y vừa nói ra, Trần Khiết Văn liền sắc mặt khẽ biến đổi, bất mãn mà liếc mắt nhìn Lôi Nhất Đại một cái. Không ngờ Lôi Nhất Đại khá có ý tứ, còn trừng mắt liếc nhìn Trần Khiết Văn một cái, cười ha hả. Bí thư Trần, hội nghị thường vụ chính là nơi phát biểu thoải mái. Bà không muốn để tôi nói thật sao? Tôi nói chính là lời nói rất thật rất rõ ràng, không phải có ý kiến gì đối với tôi chứ. Trần Khiết Văn không để ý đến lời châm chọc khiêu khích của Lôi Nhất Đại, mà lại nhìn về phía mọi người. Còn ai phát biểu suy nghĩ của mình nữa không? Không có ý kiến gì, thì chính thức biểu quyết. Bà nhìn quanh bốn phía, thấy không có người lên tiếng trả lời, liền tiếp tục nói. Đồng chí nào tán thành việc chỉnh hợp thiên cương, xin mời giơ tay. Hạ Tưởng giơ tay đầu tiên. Trần Thiên Vũ thứ hai. Lôi Nhất Đại thứ ba. Chiến Kính Bằng thứ tư. Sau đó, xuất hiện sự lặng ngắt nhất thời, chẳng lẽ nói, cũng chỉ có bốn người ủng hộ. Qua khoảng thời gian chưa đến 10 giây đồng hồ, Từ Hâm cũng giơ tay lên. Năm người ủng hộ. Lại lặng ngắt, thời gian nặng nhọc mà trôi qua từng giây, tâm trạng Trần Thiên Vũ rơi xuống tận cùng, chẳng lẽ thất bại như vậy sao? Chương 1038. Ván thứ ba, một lúc thay đổi ba thành phố. Tổng cộng có 5 đồng chí ủng hộ, chưa được một nửa. Trần Khiết Văn trong lòng mừng thầm, đang định tuyên bố đề nghị của Hạ Tưởng không được hội nghị thường vụ thông qua, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Đầu tiên là Dương Kiếm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giơ tay trái lên cao, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Tôi ủng hộ. Giọng Dương Kiếm rất nhẹ, giống như sợ kinh động đến người khác, nhưng y lên tiếng, liền như bình địa nổi sấm sét, trực tiếp khiến Trần Khiết Văn đầu óc choáng váng, làm sao Dương Kiếm có thể tán thành Hạ Tưởng. Dương Kiếm chính là người của Mai Thái Bình, ở tỉnh ủy, Mai Thái Bình là người kiên định phản đối đại kế hoạch chỉnh hợp. Dương Kiếm dám ngang nhiên đi ngược lại với ý chí của Mai Thái Bình để ủng hộ Hạ Tưởng. Y không cần tiền đồ chính trị sao? Trần Khiết Văn thiếu chút nữa thất thố ngay tại trận. Cũng may bà vẫn cố gắng khống chế được cảm xúc, định nói cái gì lại cảm thấy không thích hợp, liền dùng ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn Dương Kiếm một cái, bởi vì vừa rồi lúc nói chuyện, Dương Kiếm không hiểu ám hiệu và cuộc đàm phán riêng với bà kỳ thật cũng không có hy vọng gì quá lớn đối với Dương Kiếm. Kệ y đi, Trần Khiết Văn tự an ủi chính mình, mới có 6 phiếu, vẫn còn chưa được một nửa. Tổng cộng 6 đồng chí ủng hộ, vẫn là chưa được một nửa. Một lát lặng im qua đi. Trần Khiết Văn tin tưởng không còn ai giơ tay ủng hộ nữa, lại chuẩn bị tuyên bố Trần Thiên Vũ trong lòng nghẹn tới cổ, y đã hoàn toàn tuyệt vọng đột nhiên, Bùi Nhất Phong lại ho khan một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Bùi Nhất Phong không chút hoang mang mà đặt chén nước trong tay xuống y không biết, trong thời gian vài giây y hạ chén nước, có mấy người đều trong lòng thầm mắng, ông không uống nước là sẽ chết à. Ông hạ sớm một chút sẽ chết đấy, ông đừng cố làm ra vẻ sẽ chết đấy chứ. Bùi Nhất Phong đương nhiên sẽ không chết, y còn sống được tốt, hơn nữa còn muốn làm ra cử chỉ kinh người. Y thong thả mà kiên định giơ tay phải lên, ánh mắt kiên định, giọng nói cũng rất kiên định. Tôi tán thành. Lá phiếu thứ bảy. Lá phiếu thứ bảy rất quan trọng là lá phiếu đánh mốc quá một nửa. Trần Khiết Văn trợn mắt há hốc mồm. Bùi Nhất Phong, không ngờ là Bùi Nhất Phong, không ngờ là Bùi Nhất Phong luôn mồm đáp ứng bà nhất định sẽ phản đối kế hoạch chỉnh hợp của Hạ Tưởng. Làm sao có thể? Bùi Nhất Phong làm sao có thể lật lọng, làm sao có thể vào lúc mấu chốt nhất mà đưa ra một lá phiếu ủng hộ?
Trần Khiết Văn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong cơn giận dữ, trong lòng chửi ầm lên, Bùi Nhất Phong, ông thực không ra cái con mẹ gì cả, nói chuyện với ông thối lắm, tuyệt không nói nguyên tắc, ông chính là cây cỏ đầu tường, chính là khốn khiếp càng khốn khiếp, bà gần như đem tất cả những điều thô tục nhất mà bà biết từ trước đến nay để chửi. May mà, chỉ chửi thầm trong bụng, nếu nói ra miệng, chắc chắn sẽ làm tất cả những người đang có mặt té xỉu. Lẽ nào, thua rồi, Trần Khiết Văn trong lòng hiện lên một sự mất mát to lớn, một cảm giác nhục nhã mãnh liệt dâng lên trong lòng, chỉ muốn lập tức vận dụng quyền phủ quyết của bí thư mà phá hủy tất cả. Không ngờ ngay lúc bà đang hết sức kinh ngạc, những điều ngoài ý muốn lớn hơn nữa lại liên tiếp xảy ra. Tôi tán thành. Thường Hào giơ cánh tay lên. Tôi cũng tán thành. Lãnh Dương cũng giơ cánh tay lên. 9 phiếu tán thành, 2/3 ủy viên thường vụ tán thành chỉnh hợp Thiên Cương, hơn nữa mấy người đó, trong lúc nghỉ giữa giờ, đều tự mình đồng ý với bà, chắc chắn sẽ bỏ phiếu chống đối, nhưng đều phản bội ở thời khắc mấu chốt, trực tiếp đào tẩu khỏi con đường của bà, đánh bà trở tay không kịp, khiến tất thảy kế hoạch bà tỉ mỉ bày ra đều tan tành. Trần Khiết Văn không chỉ tức giận đến kinh ngạc, bà gần như muốn nổi điên, bởi vì cảm giác bị lừa gạt, bị người xem không ra gì thật sự tồi tệ, thân mình bà khẽ lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa đã không trụ được. Nếu nói mấy lần thất bại trước kia còn có chuẩn bị tâm lý nhất định, thảm bại hôm nay, thì hoàn toàn giống như bị rơi từ trên trời xuống đất. Giống như một người đang vô cùng hưởng thụ mà ngồi ở trong khoang business, đột nhiên bị người ta đá một cú rơi ra khỏi máy bay. Đầu dưới chân trên mà từ đám mây lao nhanh như vật rơi tự do xuống đất, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, không ngờ vẫn là mặt đất. Đau chính là mặt, thương chính là tâm. Trần Khiết Văn khóc không ra nước mắt. Không chỉ Trần Khiết Văn, Bì Bất Hưu, Ngô Minh Nghị cũng kinh ngạc đến ngây ra như phỗng, đều mở to hai mắt, một câu cũng nói không nên lời, vẻ mặt cần cổ quái thế nào thì đã cổ quái như thế. Lẽ ra với cấp bậc của Ngô Minh Nghị và Bì Bất Hưu, bình thường sẽ không có sự tình gì làm cho bọn họ thất thố, nhưng hôm nay tất cả thật sự là rất bất chợt rất kỳ dị, nhất là Bùi Nhất Phong lâm trận trở giáo, là sự phản bội trực tiếp nhất, mất mặt nhất và không để đường rút lui nhất, y về sau còn cộng tác như thế nào với Trần Khiết Văn. Đến ngay cả Trần Thiên Vũ cũng không rõ ràng lắm cuối cùng đã xảy ra cái gì, thị trưởng Hạ rốt cuộc có đòn sát thủ gì khiến phần đông ủy viên thường vụ đều trở giáo về cùng hướng. Bùi Nhất Phong thì có thể nói. Chắc chắn là quyền lợi của Hoa Uyển khiến y cuối cùng đảo hướng về phía thị trưởng Hạ, bởi vì dưới sự tác hợp từ giữa của Từ Tử Kỳ, Hoa Hải Nguyên đã quyết định tiếp nhận người thân bạn bè của Bùi Nhất Phong đến làm việc ở đây. Bùi Nhất Phong bán đứng Trần Khiết Văn vào thời khắc mấu chốt, đã có thể lý giải, nhưng Thường Hào và Lãnh Dương, lại là bởi vì sao? Trần Thiên Vũ nghĩ không thông, y cũng biết Hạ Tưởng dù sao cũng là lãnh đạo, không có khả năng mọi chuyện đều cho y biết, nhưng suy xét từ góc độ của y. Y vẫn hy vọng thị trưởng Hạ ít nhiều tiết lộ một chút nội tình cho y biết, đỡ cho y phải luôn lo lắng đề phòng. Vừa rồi, thật sự là rất khẩn trương rất kích thích, gần như khiến cho người ta chịu đựng không nổi. Thời gian Trần Thiên Vũ xông pha trong quan trường cũng không ngắn, từ sau khi biết Hạ Tưởng, hiểu biết thủ đoạn của Hạ Tưởng, mới biết được hóa ra đạo làm quan ở trong tay Hạ Tưởng, còn có thể vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trách không được thời gian trước đây có người gọi Hạ Tưởng là... Cẩn thận ngẫm lại từ khi hắn quen biết thị trưởng Hạ tới nay, thủ đoạn của thị trưởng Hạ quả thật nhiều vô kể, có nhiều hành động kinh người không nói, còn thường có tài sửa dở thành hay. Hiện giờ, vận dụng càng thêm thành thạo, thường xuyên thu được hiệu quả tuyệt vời. Trần Thiên Vũ ngoại trừ khâm phục cũng chỉ có khâm phục, nghĩ thầm rằng về sau theo sát bước chân của thị trưởng Hạ, mới có thể đảm bảo sẽ không phạm sai lầm. Trần Khiết Văn ngây người kinh ngạc ước chừng vài giây đồng hồ, mới tỉnh táo lại. Trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, bà hai lần định tuyên bố, cả hai lần bị người khác giơ tay cắt ngang, đặc biệt lần Bùi Nhất Phong, hoàn toàn chính là một cước đá bà tới đáy giếng, sau đó lại đem một tảng đá lớn đập xuống đầu, là hành động điển hình nhất của kẻ tiểu nhân. Tức giận, phẫn nộ, nhục nhã, lại nghĩ đến sau khi hội nghị thường vụ thông qua sẽ mang đến hậu quả trầm trọng đối với thế cục trong tỉnh cùng với tiền đồ cá nhân của bà, Trần Khiết Văn quyết định sử dụng một phiếu quyền phủ quyết, kiên quyết bác bỏ đề nghị. Không cho đề nghị này được thông qua. Nhưng bà thật không ngờ chính là, Lôi Nhất Đại đã sớm dự đoán được bà trong cơn thịnh nộ có khả năng sử dụng một phiếu quyền phủ quyết, liền cười ha hả nói. Tôi sang năm sẽ về hưu, cũng không có nỗi lo gì, nên nhắc nhở bí thư Trần một tiếng. Nếu bà muốn vận dụng quyền uy một phiếu phủ quyết của bí thư, lúc tôi nhàn rỗi không có việc gì,
sẽ sửa sang lại một phần tài liệu, hàng ngày sẽ đưa đến tỉnh ủy. Càng khiến cho Trần Khiết Văn thiếu chút nữa đập bàn dựng lên chính là, Chiến Kính Bằng cũng không thức thời mà nhảy ra, rõ ràng là chào phúng mà cười nói. Bộ trưởng Lôi không bằng sửa sang lại một phần tài liệu tố cáo, phản ánh với tỉnh ủy về việc bộ máy thành ủy Thiên Trạch không đoàn kết, nảy sinh mâu thuẫn, không thể triển khai công tác, tôi sẽ là người ký tên đầu tiên, sau đó sẽ phụ trách tìm 5-6 vị ủy viên thường vụ ký tên. Hiện tại là thời đại dân chủ, Trung ương cũng đã liên tục nhấn mạnh không được độc đoán. Chiến Kính Bằng và Lôi Nhất Đại kẻ sướng người họa, Trần Khiết Văn trên mặt liền mỗi lúc một trắng bệch, hai mắt tóe lửa. Cách làm của Chiến Kính Bằng rất độc, nếu thực sự 4-5 vị ủy viên thường vụ ký tên để phản ánh với tỉnh ủy việc bà chuyên quyền độc đoán, tỉnh ủy nhất định sẽ tìm Hạ Tưởng nói chuyện, Hạ Tưởng nói xấu bà thêm mấy câu nữa, sinh mệnh chính trị của bà ở Thiên Trạch liền tuyên bố kết thúc. Không phải trò đùa, là sự thật ác liệt, tỉnh ủy sẽ không bởi vì một mình bà mà khiến đại bộ phận ủy viên thường vụ không hài lòng, huống chi bên trong ủy viên thường vụ còn có tiếng nói của thị trường. Vẻ mặt của Trần Khiết Văn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, tình thế mạnh hơn người, bà hiện tại phủ quyết chẳng khác nào hoàn toàn trở mình với Hạ Tưởng, sự tình theo như lời Lôi Nhất Đại và Chiến Kính Bằng vừa rồi sẽ trở thành sự thật. Lại nhìn Hạ Tưởng, vẻ mặt bình tĩnh, bày ra thái độ không đếm xỉa, nhưng khóe môi nhếch lên như có ý cười, nhìn thế nào, cũng khiến cho người ta cảm thấy nham hiểm đáng sợ. Trần Khiết Văn hít sâu một hơi, thong thả nói. Hai đồng chí Nhất Đại và Kính Bằng không cần phải làm khó, tôi là người đứng đầu, nhưng tôi hết sức tôn trọng ý kiến của các đồng chí. Hội nghị thường vụ chính là một cơ cấu dân chủ, nguyên tắc tuần hoàn chính là thiểu số phục tùng đa số. Đề tài thảo luận của thị trưởng Hạ ngày hôm nay chính thức được thông qua, chỉnh hợp thiên cương ngay hôm nay bắt đầu, toàn diện triển khai. Hạ Tưởng vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Trong lúc vỗ tay, Trần Khiết Văn vẻ mặt mỉm cười. Nhìn không thấy có gì khác thường, trên thực tế Hạ Tưởng biết rằng, vết rạn nứt mâu thuẫn giữa hắn và Trần Khiết Văn càng ngày càng sâu, nói không chừng cuối cùng sẽ có một ngày lớn đến mức không thể gỡ được. Sau khi việc nghị quyết hội nghị thường vụ thành ủy Thiên Trạch chính thức thông qua việc chỉnh hợp thiên cương truyền ra, lập tức đạt được hưởng ứng to lớn ở tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng đang ở văn phòng phê duyệt văn kiện, sau khi nhận được điện thoại, bỗng chốc sửng sốt, ngây người trong chốc lát. Mới gắng sức ngửa người về phía sau, thở dài một tiếng. Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, cậu thật đúng là một nhân vật, ngay ông cụ nhà họ Ngô cũng không trị được cậu rốt cuộc muốn thế nào? Chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ đang nghe một gã phó chủ tịch tỉnh báo cáo công tác, sau khi nghe được tin tức, lập tức đập bàn dựng lên. Tốt, thật sự rất tốt. Trực tiếp khiến phó chủ tịch tỉnh cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ thấy chủ tịch tỉnh Tống hưng phấn giống như lúc này. Phó Tiên Phong đang ở trong văn phòng ở Bắc Kinh, sau khi nhận được điện thoại, nhẹ nhàng mà buông điện thoại. Nghĩ ngợi gì đó, lại lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Khâu Tự Phong. Tự Phong, thành phố Thiên Trạch đã phá vỡ cục diện, thành phố Yến, còn có thể chống đỡ bao lâu? Có thể chống đỡ bao lâu, thì phải xem sự tự tin của nhà họ Ngô lớn thế nào, chúng ta cũng không phải là quân Tiên Phong, mà là nhà họ Ngô. Khâu Tự Phong thản nhiên nói. Vừa khách khí lại vừa xa cách với Phó Tiên Phong, không có chút nhiệt tình nào. Sau khi Mai Thái Bình nghe được tin tức, trên mặt lộ vẻ rất cổ quái, một mình chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ, lẩm bẩm một câu. Hạ Tưởng, nếu thiên hạ đại loạn, cậu chính là nguồn gốc. Thiên hạ đương nhiên sẽ không đại loạn, nhưng tỉnh Yến, lại bởi vì hội nghị thường vụ Thiên Trạch chính thức thông qua chỉnh hợp thiên cương, mà đẩy ngã quân bài domino thứ nhất. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày sau đó, lần lượt có 2 thành phố cấp 3 chính thức thông qua nghị quyết trong hội nghị thường vụ, tính luôn cả Thiên Trạch, liền một lúc thay đổi cả 3 thành phố. Chỉnh hợp nguồn tài nguyên sắt thép của Yến, ở cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết, bởi vì Thiên Trạch sụp đổ, mà đột nhiên hy vọng, vì vậy đã mở ra khúc dạo đầu mở màn cho một cuộc chiến ác liệt khác. Chương 1039, thời kỳ ly hợp, bước ngoặt lớn. Ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ ở Hoa Hải Nguyên, cũng biết được tin tức trước tiên. Tin tức truyền đến, hai lão liếc nhau, không ngờ lại cùng cười, đồng thanh nói một câu. Không dễ dàng, không dễ dàng. Không dễ dàng, trong miệng ông cụ nhà họ Ngô ý tứ phong phú, từ trên mặt ông nhìn không ra bất kỳ sự thất vọng và uể oải nào, dường như thắng bại chẳng qua là tại tâm, chẳng qua chỉ là mây bay trên trời mà thôi.
không dễ dàng, trong miệng lão cổ là chỉ sự không dễ dàng trong việc hạ tưởng chuyên tâm chủ tính, cùng với hắn làm quan ở Thiên Trạch, âm thầm xúi dục tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Dương giúp hạ tưởng không dễ dàng. Hai lão cười xong, lại nắm tay, ông cụ nhà họ Ngô hỏi. Lão cổ, khi nào thì về Bắc Kinh? Lão cổ không trả lời thẳng. Cùng trở về với ông, được không? Ông cụ nhà họ Ngô gật đầu. Sao lại không được, nhân tiện trên đường đi trò chuyện một chút, về chuyện con đường hạ tưởng muốn đi về sau như thế nào? Đi bây giờ. Lão cổ tính tình nôn nóng, nói đi là đi. Đến cũng thản nhiên, đi cũng thản nhiên, đi thì đi. Ông cụ nhà họ Ngô cười ha hả. Ông chịu trách nhiệm nói riêng với hạ tưởng, nói cho hắn biết, dưới chân có đường đi, trên đầu có bầu trời, phải nhìn đúng phương hướng. Lão cổ cũng cười ha hả. Đúng, phải nhìn đúng phương hướng, đi chật, chỉ sợ không quay được đầu. Cả hai lão đều có ám chỉ, đều có những điều bí ẩn riêng. Ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ cùng khởi hành trở về Bắc Kinh, cũng đã ở trong dự đoán của hạ tưởng. Tuy nhiên cổ Ngọc thì ở lại, thảo nguyên Thiên Trạch quả thật đẹp vô cùng, cô vui chơi thỏa thích, quyến luyến đến quên cả trở về. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hàm cũng trở về từ Bắc Kinh, Hạ Đông không sao, chẳng qua Liên Nhược Hàm quá lo lắng, khiến cho Tào Thù Lê là mẹ chính quy mà giống như không quan tâm đến con vậy. Lúc này, trên thảo nguyên xinh đẹp của Thiên Trạch, có bốn cô gái xinh đẹp, một người ở nhà, một người ở Hoa Hải Nguyên, còn hai người ở thành phố văn hóa du lịch. Hạ tưởng lúc này lại không có lòng dạ nào quan tâm đến Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, liền mặc các cô đi chơi thỏa thích. Sau khi hội nghị thường vụ thông qua nghị quyết, hắn lập tức tổ chức hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân, truyền đạt tinh thần hội nghị của hội nghị thường vụ, yêu cầu dưới sự dẫn dắt của Dương Kiếm, thành lập tổ chỉnh hợp, trong vòng nửa tháng hoàn thành toàn bộ vấn đề chỉnh hợp ở Thiên Cương, bất cứ lúc nào tiếp nhận nghiệm thu và thống nhất chỉnh hợp ở tỉnh. Đến lúc này, vấn đề chỉnh hợp ở Thiên Cương toàn diện tiến vào chuyến xe tốc hành. Bước tiếp theo, đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch và Kinh Bắc Tân Thành, cần phải đề đạt nhật trình, nhiệm vụ còn rất khó khăn, con đường phía trước vẫn khúc chiết quanh co như cũ. Chủ yếu còn có ân oán và một số việc với Phó Tiên Phong, sau khi việc chỉnh hợp ở Thiên Cương kết thúc, lại bắt đầu xuất hiện. Ngày thứ hai sau khi hội nghị thường vụ Thành ủy Thiên Trạch thông qua việc chỉnh hợp, thành phố Thủy Hằng cũng do thị trưởng Lưu Nhất Lâm chính thức hướng hội nghị thường vụ Thành ủy đệ trình nghị quyết, hội nghị thường vụ Thành ủy Thủy Hằng không hề trì hoãn mà thông qua nghị quyết, bởi vậy, đại kế hoạch chỉnh hợp tỉnh Yến đã xuống thêm một thành phố nữa, phá thêm một ván nữa. Ngày thứ ba, Tống Chiêu Độ tự mình đến Ngưu Thành thị sát công việc, tiện thể thị sát Ngưu Cương, đưa ra vài yêu cầu đối với Ngưu Cương, đồng thời nhấn mạnh chỉ ra đại kế hoạch chỉnh hợp là một trong những công tác quan trọng chủ yếu của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm nay, chỉ có tăng tốc đẩy mạnh, chứ không chút thả lỏng. Tống Chiêu Độ trong buổi sáng đã thị sát xong, buổi chiều Cao Hải đã đem vấn đề chỉnh hợp Ngưu Cương đệ trình lên hội nghị thường vụ, cuối cùng mặc dù miễn cưỡng qua được một nửa, nhưng có thể coi là gần như nguy hiểm mà không thông qua chỉnh hợp. Bởi vậy, từ Thiên Trạch dẫn tới phản ứng dây chuyền, cho tới Ngưu Thành, xem như một lúc xuống tới cả ba thành phố. Sau đó, Cao Hải cứng rắn, mạnh mẽ mà điều chỉnh bộ máy lãnh đạo của Ngưu Cương, dọn đường cho việc chỉnh hợp. Việc chỉnh hợp của Ngưu Cương cũng toàn diện tiến nhập đoàn tàu tốc hành. Tiếp theo Thiên Cương, Thủy Cương và Ngưu Cương đều sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tuyên Cương vẫn luôn lung lay đã trong 3 ngày sau đó, chính thức thông qua nghị quyết, bày tỏ kiên quyết thực hiện tinh thần hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn diện đẩy mạnh việc chỉnh hợp Tuyên Cương. Hơn nữa Đan Cương và Đương Cương đã sớm hoàn thành việc chỉnh hợp để nghênh đón cơn sóng chiều chỉnh hợp trong toàn tỉnh. Đến lúc này, đại kế hoạch chỉnh hợp tỉnh Yến, 7 cương đã có 6 cương toàn diện hưởng ứng, Yến Cương trở thành chướng ngại vật cuối cùng, bị bỏ lại một mình phía sau, liền thu hút ánh mắt của toàn tỉnh. Tất cả mọi người đều nghĩ, Yến Cương rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào. Một tuần sau, tỉnh Tây đột nhiên tuyên bố, xuất phát từ suy xét việc chỉnh hợp tài nguyên than đá toàn tỉnh, thực hành chế độ kiểm soát nghiêm ngặt đối với than đá xuất ra khỏi tỉnh. Lúc mới nhìn qua, chính sách của tỉnh Tây dường như không có tính phù hợp và ý nghĩa quan trọng gì, nhưng lập tức Yến Cương phát hiện, nhu cầu than đá của họ, bị tỉnh Tây cắt đứt mất hơn một nửa lượng cung cấp. Tiếp đó lại bị tỉnh Tề cắt đi 1/3 sản lượng quặng sắt cung cấp, quan trọng nhất là than đá dùng cho luyện kim cũng giảm đi một nửa, còn muốn để cho người ta sống nữa hay không? Đúng vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy. Chính là có người không muốn để Yến Cương sống.
Yến Cương muốn ương ngạnh, xem có thể ương ngạnh chống đỡ được bao lâu. Chống đỡ được không lâu, sản lượng của Yến Cương giảm xuống, cầu viện mấy nhà máy thép có quan hệ tốt, đều bị cự tuyệt. Yến Cương mắt thấy không bột đố gột nên hồ, rơi vào bước đường cùng, đành phải cầu viện Ủy ban Nhân dân thành phố, tỏ vẻ Yến Cương tự nguyện tiếp nhận chỉnh hợp. Phu Phồn Nhiên còn định cương quyết áp chế nguyện vọng của Yến Cương, không ngờ nội bộ quần chúng Yến Cương nổi giận, thiếu chút nữa to chuyện thành sự kiện dây chuyền. May mà phát hiện được sớm, kịp thời đè ép xuống, nếu không tại thành phố Yến xuất hiện sự kiện dây chuyền quy mô lớn, lại là tỉnh lỵ, làm thị trường, Phu Phồn Nhiên tuyệt đối sẽ có vết nhơ chính trị. Áp lực quá lớn, Phu Phồn Nhiên rốt cục không chống đỡ được, sau khi triệu tập hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân, liền đệ trình đề nghị chỉnh hợp lên hội nghị thường vụ. Hội nghị thường vụ thuận lợi thông qua, dưới sự tuyên bố của Hồ Tăng Chu, chỉnh hợp tài nguyên sắt thép tỉnh Yến, trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách và cản trở, dưới sự chủ trì đại cục của Tống Chiêu Độ, dưới sự khéo léo chu toàn của Hạ Tường, cuối cùng đã tiến một bước dài đáng mừng. Đến lúc này, không ít người mới bừng tỉnh, mới lĩnh hội được sự bố trí nhân sự tài tình và tiếng cười thành thần trước đây của Thủ tướng. Tỉnh Yến, bởi vậy mà trở thành tỉnh đầu tiên toàn diện chỉnh hợp tài nguyên sắt thép trong cả nước. Sau khi tỉnh Yến chỉnh hợp tài nguyên sắt thép, thành lập tập đoàn sắt thép tỉnh Yến, là tập đoàn sắt thép có quy mô đặc biệt lớn đứng đầu cả nước, đứng thứ hai thế giới, tổng tài sản 2.63 tỷ 800 triệu tệ, sản lượng thép hàng năm đạt 40 triệu tấn, đứng thứ 314 trong top 500 của thế giới, đứng thứ 26 trong tổng số 500 xí nghiệp của Trung Quốc, đứng thứ 7 trong 500 doanh nghiệp chế tạo mạnh của Trung Quốc. Đi trước một năm so với những đợt chỉnh hợp về sau. Sau khi Yến Cương chỉnh hợp, khiến Bảo Cương ảm đạm, mất đi năng lực khống chế cổ phần, chỉ có thể bỏ cổ phần, xoay người bỏ đi. Bảo Cương muốn mượn việc khống chế cổ phần Đan Cương để khống chế kế hoạch sắt thép của tỉnh Yến đến mức thất bại mà chấm dứt, đồng thời, ý đồ của các nhà máy sắt thép lớn khác trong nước như hổ rình mồi muốn từng bước xâm chiếm đối với ngành sắt thép của tỉnh Yến, cũng vì vậy mà tiêu tan. Yến Cương thành quái vật lớn, không có nhà nào có năng lực có sức mạnh nuốt trọn một hơi, ngược lại, còn có khả năng bị Yến Cương nuốt luôn. Chỉnh hợp sắt thép của tỉnh Yến, đạt được một sự chuyển biến tốt đẹp, bởi vậy cũng nâng cao địa vị của Tống Chiêu Độ ở tỉnh Yến, uy tín của y, gần bằng Phạm Duệ Hằng. Tống Chiêu Độ đối với vai trò quan trọng của Hạ Tưởng trong lần chỉnh hợp này, trong lòng biết rõ ràng, sự ăn ý giữa y và Hạ Tưởng, đã tới mức độ phối hợp kỹ càng không chút kẽ hở, có lúc thậm chí không cần nhiều lời, vẫn có thể hưởng ứng từ xa. Tống Chiêu Độ đối với Hạ Tưởng, có thể xem là bạn tri kỷ. Tấm màn đại kế hoạch chỉnh hợp chậm rãi hạ xuống, công việc còn lại, đều do từng người cụ thể phụ trách. Làm thị trưởng, Hạ Tưởng không cần phải quan tâm những vấn đề về sau, vấn đề nan giải bày ở trước mặt hắn hiện tại chính là, đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch là Phó Tiên Phong muốn thể hiện rõ quyền lực trong tay, cũng là muốn nắm được thành phố Thiên Trạch, mới cố ý kẹp cổ. Cũng chính bởi vì Phó Tiên Phong ra tay, mới khiến Hạ Tưởng nắm bắt được thời cơ, lôi kéo Chiến Kính Bằng. Nhưng trong sự kiện chỉnh hợp lần này, nhà họ Phó cũng không có được lợi lộc gì, ngược lại bị hắn âm thầm bày kế, Phó Tiên Phong không tránh khỏi thẹn quá hóa giận, sau khi vấn đề chỉnh hợp qua đi, vẫn kẹp như cũ không tha. Kỳ thật cũng không phải Hạ Tưởng cố ý muốn chơi xấu Phó Tiên Phong, lợi dụng việc tập đoàn Lưỡng Nghi đến Thiên Trạch đầu tư mà đánh nhà thuốc đông y của nhà họ Phó, mà là do Phó Tiên Phong giáp tâm hại người. Định trong sự kiện chỉnh hợp lần này, khiến hắn và nhà họ Ngô trở mặt thành thù, sau đó lại ném đá xuống giếng. May mắn là, hắn vẫn có tâm lý để phòng đối với Phó Tiên Phong, chưa từng cho rằng giữa hắn và Phó Tiên Phong có khả năng hợp tác chân thành, lại còn Phó Tiên Tiên vô tình hữu ý để lộ một chút gì đó, khiến cho hắn hoàn toàn thấy rõ dụng tâm hiểm ác của Phó Tiên Phong. Đáng tiếc là Phó Tiên Phong không nhìn thấy rõ hai tình thế. Thứ nhất là sự nhân nhượng của ông cụ nhà họ Ngô đối với hắn cũng không thể hoàn toàn nói là nhân nhượng, mà là tiếp tục thực hiện phương pháp thả dài cần câu cá lớn khiến cho giữa hắn và nhà họ Ngô cũng không vì việc chỉnh hợp Thiên Cương mà ồn ào đến mức độ bất hòa. Thứ hai là Khâu Tự Phong ở thời khắc mấu chốt đã nhắc nhở hắn, cũng khiến hắn sau khi lôi kéo mấy ủy viên thường vụ, áp dụng thủ pháp vừa đánh vừa xoa để phân hóa, không đến mức bởi vì vấn đề chỉnh hợp Thiên Cương mà khiến thành ủy Thiên Trạch có vẻ không đoàn kết. Bởi vậy, dưới sự bố trí chu đáo của hắn, lại có Lý Thấm phía sau màn khiêu động đòn bẩy kinh tế, chẳng những nghị quyết được thuận lợi thông qua trong hội nghị thường vụ, cũng khiến Phó Tiên Phong có lực mà cũng không có chỗ dùng. Nhưng mặc dù Hạ Tưởng đã chú tâm đầy đủ,
trên thực tế cũng không thể tránh khỏi một mối nguy tiềm ẩn, sự bất mãn của Trần Khiết Văn đối với hắn chắc chắn đã lên tới đỉnh điểm. Làm bí thư, thất bại to lớn trong hội nghị thường vụ, tuyệt đối nuốt không nổi khẩu khí độc ác, hơn nữa nghe nói Trần Khiết Văn đã thông qua con đường nào đó hướng tỉnh ủy mà khéo léo bày tỏ sự bất mãn, nói là bộ máy Thiên Trạch phối hợp không tốt lắm. Mâu thuẫn với Trần Khiết Văn về sau giải quyết cũng không muộn, nhưng lúc này còn có rất nhiều công việc khắc phục hậu quả, nhất thiết phải làm tốt. Ví dụ như vấn đề đầu tư của tập đoàn Lưỡng Nghi, không chỉ có thủ đoạn kinh tế, mà quả thật tập đoàn Lưỡng Nghi vô cùng hài lòng với điều kiện thiên nhiên của Thiên Trạch, trong vùng đồi núi có nhiều chỗ không bị ô nhiễm, vô cùng thích hợp để trồng thuốc đông y. Tập đoàn Lưỡng Nghi quyết định chọn Thiên Trạch để đầu tư vùng thuốc đông y Hạ Tưởng chỉ phê duyệt vùng gieo trồng, không phê duyệt nơi sản xuất, nếu kết hợp cả gieo trồng và sản xuất vào làm một chỗ, sẽ trực tiếp đắc tội hai nhà Khâu Phó, hắn không cần phải làm như vậy. Đầu tư của Tập đoàn Kinh tế Thương mại tỉnh Lĩnh Nam đã lần lượt bắt đầu lên chương trình, rất nhiều dự án đầu tư vô cùng tốt, muốn tiến cử, nhưng dự án trà thảo dược hạnh nhân của Trương Tiểu Tường, quyết định cuối cùng của Hạ Tưởng vẫn là chỉ đơn thuần để Trương Tiểu Tường mua hạnh nhân từ Thiên Trạch, mà không để Trương Tiểu Tường đặt chân vào Thiên Trạch, nếu không đối với lực đánh vào quá lớn, lại đắc tội với nhà họ Mai. Dù sao trong lần chỉnh hợp này, Mai Thái Bình cũng đã rất nể mặt mũi hắn. Cơm thì phải ăn từng ngầm từng ngụm một, Thiên Trạch sau khi chỉnh hợp, tất nhiên sẽ có một thời kỳ ly hợp, lúc này càng cần phải bình tĩnh và lý trí mà phân tích hướng đi của thế cục, bởi vì sau khi thế lực gia tộc trải qua cuộc chiến thất bại này, chắc chắn sẽ không buông tay như vậy, nói không chừng còn có hành động phản công. Đang lúc Hạ Tưởng suy nghĩ làm thế nào để hóa giải mối nguy đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, một bước ngoặt trọng yếu nhất trong cuộc đời chính trị của hắn, bất ngờ xảy đến. Chương 1040, nguyện để lại một đường lùi để dễ bề gặp lại. Đối với Hạ Tưởng mà nói, trước mắt vấn đề khó lớn nhất vẫn là đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, chỉ cần dự án được thông qua, thành lập thì chắc chắn sẽ mang lại sự thảnh thơi cho bất động sản thành phố Thiên Trạch, nhưng muốn cho Phó Tiên Phong giơ tay cho qua thì lại cực khó, bởi vì Phó Tiên Phong của lúc này đang trong cơn thịnh nộ. Sự kiện chỉnh hợp lần này nhìn bề ngoài nhà họ Ngô là người bất lợi nhất, nhưng bên trong nhà họ Phó cũng là bên tổn thất thảm hại. Bởi vì nhà họ Phó đầu tư quá nhiều, cái gọi là không muốn lại được, mà nhà họ Phó muốn mượn cơ hội lần này kiếm một món, kỳ thác kỳ vọng quá nhiều, thật ứng với một câu nói hy vọng nhiều thất vọng cũng nhiều, do đó nhà họ Phó rất là cảm thấy mất mát. Không những không thu hoạch được gì, mà còn bởi vì vấn đề của Đông Y Phó thì đắc tội với nhà họ Khâu, lại bị Hạ Tưởng bắt cóc ở Thiên Trạch. Phó Tiên Phong liền có một cảm giác bị lường gạt. Lúc này Phó Tiên Phong thù cũ hận mới cùng lúc trào dâng, lại bởi vì kế hoạch muốn thừa cơ chơi lén Hạ Tưởng không thành công, nhà họ Mai không đáp lại, nhà họ Khâu kiên quyết từ chối, còn Hạ Tưởng thì cực kỳ thông minh lựa chọn làm lộ thông tin cục thế thành phố Thiên Trạch trước, làm cho y không kịp thong dong bố cục, kết quả là toàn bộ kế hoạch âm mưu của y bị thất bại. Theo đà cục thế thành phố Thiên Trạch rõ ràng hóa, Phó Tiên Phong cảm giác chỉ trong một đêm y và Hạ Tưởng lại quay trở về trạng thái đối nghịch trước kia. Nhưng bây giờ khác với ngày trước một chút, ngày xưa ở tỉnh Yến mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng phức tạp rắc rối, y không trị được hắn, nhưng hiện tại y ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, nắm quyền quản lý phê duyệt phần đông trang bị kỹ thuật và dự án, thành phố Thiên Trạch muốn phát triển, muốn nâng cao kinh tế thì tất nhiên là không lách qua được cửa của hắn. Sẽ có một ngày Hạ Tưởng phải đến cầu cứu y, chính là dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch hiện giờ, y định cho kẹt lại nửa năm một năm xem Hạ Tưởng thu dọn kết cục thế nào. Ánh mắt Phó Tiên Phong cũng rất sắc bén, nếu dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch không có cách nào cho qua, Chiến Kính Bằng sẽ từ kỳ vọng chuyển sang thất vọng về Hạ Tưởng, sẽ dần dần xa cách Hạ Tưởng, uy danh Hạ Tưởng ở thành ủy thành phố Thiên Trạch sẽ dần dần bị hạ thấp, cộng thêm nếu như sau này y đều phê chuẩn chậm các dự án ở thành phố Thiên Trạch thì cái chức thị trưởng của Hạ Tưởng quá là uất nghẹn rồi. Quả thật Phó Tiên Phong đã nắm được điểm yếu của Hạ Tưởng. Ủy ban Kế hoạch và Phát triển là cửa ải khó luôn không lách qua được, bất kể là xin ưu đãi kỹ thuật và tài chính hay một số dự án quan trọng đều phải thông qua sự kiểm duyệt của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, v.v. Chỉ cần quan hệ không tốt với Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, một thành phố muốn phát triển kinh tế chắc chắn sẽ gặp nhiều khó dễ. Nhưng Hạ Tưởng không phải không có chút biện pháp, tuy có nhiều cách nhưng đều không lý tưởng lắm, giai đoạn hiện thời còn cần phải đắn đo nhiều mới có thể ra tay. Bởi vì cái hắn cần không phải là chống đối ngang ngạnh với Phó Tiên Phong, hắn muốn hóa giải cục thế đối nghịch trước mắt, cố tìm điểm chung.
Bởi vì thành phố Thiên Trạch quá gần Bắc Kinh, muốn tranh thủ một số dự án quốc gia đến Thiên Trạch thì cần phải qua tay của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Và nữa, nếu như Ủy ban Kế hoạch và Phát triển chặn ngang cổ giao thông thì sự phát triển của thành phố sẽ chịu nhiều gò bó hạn chế. Hạ Tưởng đang ở trong văn phòng làm việc suy nghĩ làm thế nào để phá vỡ thế cục, làm thế nào lung lay lợi ích của Phó Tiên Phong khiến cho hắn ta phải buông tay cho qua ra thì Chiến Kính Bằng đến báo cáo công việc. Vẻ mặt Chiến Kính Bằng tức giận. Thị trưởng Hạ, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển quá đáng lắm, cản trở đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch thì đã đành. Đến cả chính sách trợ giúp doanh nghiệp trọng điểm cũng không cho thành phố Thiên Trạch được hưởng, dựa vào đâu chứ? Hóa ra Ủy ban Kế hoạch và Phát triển lựa chọn 20 doanh nghiệp trên cả nước, phân và cấp trợ giúp tài chính lẫn giúp đỡ kỹ thuật, chính quyền địa phương các nơi có thể tự đăng ký. Chiến Kính Bằng quản lý chính nơi này, nên lựa chọn cẩn thận mấy doanh nghiệp của thành phố Thiên Trạch rồi trình lên, kết quả vừa trình lên liền bị trả về, nói là tài liệu đăng ký không phù hợp tiêu chuẩn. Hỏi chỗ nào không phù hợp thì nói là kiểu giấy không phù hợp. Đổi, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển là ông lớn, nói cái gì thì là cái đấy, Chiến Kính Bằng liền đổi loại giấy khác. Sau khi trình lên lại bị trả về, nói là kiểu chữ không đúng quy định. Chiến Kính Bằng tức tối, nhưng công việc vẫn phải làm nên đổi sang kiểu chữ khác rồi lại trình lên, kết quả vẫn là không đúng tiêu chuẩn, nói là có một số chỗ dùng từ có vấn đề. Giận đến nỗi Chiến Kính Bằng liền bật chửi thề ngay tại chỗ. Mẹ nó ăn nghẹn cái gì trong miệng sao, không thể một lần nói được hết sao, từng tí một muốn giày vò chơi người khác chắc. Đối phương mới không thèm để tâm Chiến Kính Bằng là ai, cũng mặc kệ bố y có là bí thư tỉnh ủy, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển là, Bộ Kế hoạch Kinh tế, đến cả ông trời cũng không dám tiểu vào, dù là người quản lý viện quốc vụ cũng không tra xét nổi hướng đi nguồn tài chính của bọn họ. Bọn họ sợ ai chứ? Ngay lúc đó trở mặt với Chiến Kính Bằng, vứt tài liệu đăng ký của y sang một bên. Chiến Kính Bằng chưa bao giờ chịu nhục như vậy, y không thèm nhặt tài liệu lên mà đi về luôn. Hạ Tưởng nghe xong, biết là chiêu trò của Phó Tiên Phong nên an ủi khuyên Chiến Kính Bằng mấy câu, Chiến Kính Bằng mới làm việc ở đây một thời gian ngắn, hơi nông cạn, trước khi đi còn nói thêm một câu. Thị trưởng Hạ, rốt cuộc khi nào dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch được thông qua, thành lập? Không phải anh và chủ nhiệm Phó có chút giao tình sao, cố gắng làm việc. Dự án đường sắt cao tốc có ý nghĩa rất lớn đối với thành phố Thiên Trạch, để càng lâu càng bất lợi cho sự phát triển kinh tế thành phố. Làm cấp dưới mà nói với cấp trên giọng điệu như vậy thì hơi thất lễ, Hạ Tưởng cũng chẳng thèm để bụng Chiến Kính Bằng gì cả, hắn còn không hiểu dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch có ý nghĩa thế nào với sự phát triển kinh tế thành phố. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong nước có rất nhiều chuyện không phải cứ nói điều kiện cho phép là có thể làm được, còn phải xem người làm việc cụ thể là ai. Vừa mới phá được thế cục chỉnh hợp sắt thép, giờ lại phải phá trận đồ Phó Tiên Phong. Người trong quan trường chính là luôn ở trong tình trạng bày bố trận và phá trận, không thấy tranh giành giao kiếm nhưng lại thấy tranh giành lợi ích. Điện thoại vang lên, là lão cổ gọi điện đến. Hạ Tưởng, đoán xem trên đường đi tôi và ông cụ Ngô nói gì về cậu nào. Hiếm khi được dịp lão cổ vui vẻ trêu đùa, vừa nghe tiếng đã trêu hắn rồi. Cháu không đoán ra được, hai ông là trưởng bối của cháu. Nếu mà khen thì cháu phải khiêm tốn, nếu mắng thì cháu không cãi lại. Tâm trạng Hạ Tưởng có không tốt đi nữa cũng sẽ không biểu lộ ra trước mặt người khác. Ha ha, cậu đúng là láo cá. Đúng rồi, Cổ Ngọc sao vẫn chưa quay về nhỉ, gần đây có phải nó ngày nào cũng ở cùng với Nghiêm Tiểu thì, không ở cùng với cháu chứ? Câu nói này hỏi đầy thâm ý, Hạ Tưởng cười hi hi. Không có, cháu chăm sóc không chu đáo, bận quá rồi, còn đang định nói xin lỗi. Thôi khỏi, cậu tránh xa nó một chút thì tốt. Lão cổ không nể mặt Hạ Tưởng tí nào, trực tiếp xả thẳng vào mặt Hạ Tưởng, sau đó lại quay về chủ đề chính. Ông cụ Ngô nói cậu quá cố chấp, mục tiêu đã nhận định là không thay đổi, cứ phải lao đầu vào đến khi đập đầu chảy máu mới chịu quay đầu. Ông ấy nói tin rằng ngày cậu vấp phải trắc trở không còn xa nữa. Tôi nói chắc chắn sẽ có ngày cậu vấp phải trắc trở, nhưng cậu là một con trâu không chịu khuất phục, đâm phải tường cũng không quay đầu. Cậu nói xem, lời chúng tôi nói ai đúng hơn? Đều có chỉ dẫn riêng, đều có ám chỉ riêng, Hạ Tưởng hơi trầm ngâm một chút, cười nói. Đều không đúng. Nói thế nào? Cháu là người, không phải trâu, cho nên lúc đi đứng sẽ biết nhìn rõ đường, đầu sẽ không bị đụng. Cho dù không tránh được mà phải đâm vào thì cũng sẽ dùng vai để đâm vào, sẽ không đâm đầu đến nỗi máu chảy đầu rơi. Ha ha,
Lão cổ cười to. Được rồi, không đùa với cháu nữa. Nói chuyện chính thủ tướng muốn gặp cháu. Trong nháy mắt Hạ Tưởng nín thở. Thủ tướng có chỉ thị tinh thần gì ạ? Thận trọng từng bước, phá từng bộ phận. Lão cổ chợt dừng lại, rồi nói tiếp. Thời gian cụ thể bác sẽ sắp xếp, đây là cuộc gặp mặt mang tính cá nhân, cứ coi như là lần gặp mặt giữa bác và thủ tướng, sau đó vừa khéo gặp cháu, trong lòng cháu tự biết là được rồi. Buông điện thoại xuống, Hạ Tưởng suy nghĩ nửa ngày chưa nắm được điểm cốt lõi, thật là nghĩ không ra lúc này thủ tướng muốn gặp hắn là vì chuyện gì. Hiện tại việc chỉnh hợp đã được xác định, dưới thủ đoạn cứng rắn của Hình Đoan Đài việc chỉnh hợp sắt thép tỉnh Tề tiếp tục được đẩy mạnh, thái độ Khâu Nhân Lễ khác bình thường ôn hòa xử lý, và chưa áp đặt ngăn chặn. Việc chỉnh hợp nguồn tài nguyên than đá ở tỉnh Tây cũng đang tiến hành hừng hực khí thế, Dịch Hướng Sư và Tào Vĩnh Quốc phối hợp cũng khá, bởi vì hai người đều có tính cách ôn hòa, không có nhiều mâu thuẫn. Có thể nói rằng, hiện thời đang tiến vào giai đoạn hòa bình ngắn ngủi. Lúc này thủ tướng chưa cần phải ra lệnh với hắn. Nếu như trước khi cuộc họp hội nghị thường vụ ở Thiên Trạch diễn ra mà gặp gọi hắn, còn có thể cổ vũ tăng thêm khí thế cho hắn, sau đó lại có chỉ thị nào mới đây? Đoán không được, thôi thì không đoán nữa. Ngay trong lúc Hạ Tưởng bận rộn với các việc rườm rà, đang trong lúc tìm cửa phá cái ngõ cụt đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch thì một sự kiện chính trị làm chấn động cả Thiên Trạch lẫn toàn tỉnh đang dần tới gần. Tháng 7 Thiên Trạch bước vào mùa du lịch Hoàng Kim, thành văn hóa du lịch của Nghiêm Tiểu thì ngày càng đông khách, Hoa Hải Nguyên cũng trở thành một khu cảnh sắc của thành phố Thiên Trạch, dưới sự dày công chăm chỉ làm việc của Vương Sắc Phi đã hoàn toàn tranh mất nguồn khách của Hoa Huyền. Từ ngày Bỉ Bất Hưu kiên định ủng hộ Trần Khiết Văn trên hội nghị thường vụ, thì tình hình kinh doanh Hoa Huyền càng xuống dốc không phanh, đã lao đến bước sắp sửa đóng cửa rồi. Hạ Tưởng vốn không muốn đuổi tận giết cùng. Muốn để lại một đường lui để sau này gặp lại vẫn còn nhìn mặt nhau. Nhưng Bỉ Bất Hưu ngoan cố, làm Hạ Tưởng chỉ còn cách phân chia lôi kéo, hứa cho Bùi Nhất Phong lợi ích, và đẩy Hoa Huyền rơi hẳn vào chỗ chết. Chính vì Hoa Huyền bị Hoa Hải Nguyên tranh giành chèn ép, mà vừa đúng lúc Bùi Nhất Phong thấy gió hùa theo, rút ra khỏi nên làm cho vết rạn nứt giữa Bùi Nhất Phong và Bỉ Bất Hưu càng thêm sâu sắc hơn, chỉ thiếu chút nữa là trở mặt thành thù rồi. Bùi Nhất Phong và Trần Khiết Văn cũng gần như là cùng đi trên những con đường lạ. Chương 1041, lần bắt tay thứ hai đầy thâm ý. Thật ra Bùi Nhất Phong ủng hộ Hạ Tưởng trong giây phút quan trọng, không tiếc sợ đắc tội với Trần Khiết Văn là do xuất phát từ suy nghĩ về hai phương diện. Một là lợi ích kinh tế, Hoa Uyển có liên quan đến quá nhiều lợi ích kinh tế của Bùi Nhất Phong, y biết mình không đối chọi được với Hạ Tưởng trong vấn đề kinh tế. Hơn nữa y là người giỏi thay đổi nên mới sẽ không vì lợi ích cá nhân bị tổn hại mà kiên trì lập trường chính trị gì đó. Cái gì gọi là lập trường chính trị? Lợi ích kinh tế quyết định lập trường chính trị. Hai là lợi ích chính trị, đắc tội với bí thư Trần không bé, nhưng thị trưởng Hạ cũng rất có lai lịch. Cái khác không nói tới, chính là nghe nói giám đốc sở công an tỉnh Mã có quan hệ khá tốt với Hạ Tưởng. Việc lên chức trong hệ thống công an không tách khỏi ý kiến của sở công an tỉnh. Bí thư Trần không có mấy quyền hành với Sở Công an tỉnh, còn một điều nữa Bùi Nhất Phong và Cục trưởng Cục Công an thành phố Lang Lộ Hồng Chiêm có giao tình khá tốt, y cũng nghe một ít từ miệng Lộ Hồng Chiêm về thủ đoạn cứng rắn của Hạ Tưởng khi còn ở thành phố Lang, nên có tâm lý kinh sợ thị trưởng Hạ. Sau khi Cục Thuế thành phố Thiên Trạch trải qua một hội nghị thường vụ quan trọng, liền bắt đầu có dấu hiệu phân chia và xếp lại hàng ngũ, do đó trong lúc này, một sự kiện chính trị bất ngờ đột nhiên xảy đến, làm dao động thành phố Thiên Trạch. Khiến cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, và mang lại ảnh hưởng lâu dài không thể coi thường. Tổng bí thư muốn thị sát Thiên Trạch. Tin tức vừa truyền ra, trên dưới cả thành phố Thiên Trạch lập tức bị chấn động, mọi người chạy khắp nơi loan báo tin cho nhau, và ai ai cũng không tin Tổng bí thư thật sự sắp đến Thiên Trạch thị sát. Bởi vì thành phố này quả thực là rất nghèo nàn và hẻo lánh, bình thường ngay đến tỉnh cũng không thèm để mắt tới, sao Tổng bí thư lại đột ngột nhớ đến Thiên Trạch, muốn đến Thiên Trạch thị sát. Việc thị sát của Tổng Bí Thư từ trước đến giờ luôn đi kèm với mục đích chính trị cực lớn, nên không tránh khỏi không làm người ta đoán mò, rốt cuộc trong mắt Tổng Bí Thư thành phố Thiên Trạch có điểm nào khác biệt. Mọi thuyết nói lẫn lộn, thành phố Thiên Trạch rơi vào cảnh hoảng loạn lẫn chấn động chưa từng có. Nhưng trong sự hoảng loạn ấy cũng có trình tự, bởi vì trên tỉnh ủy cũng nhận được thông báo, Bí Thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng và Chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ liên tục phê chỉ thị, yêu cầu thành phố Thiên Trạch làm tốt công tác nghênh đón. Đồng thời ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi và trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hải Phong,
với phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Thiên Trạch cùng tên Trần Hải Phong cũng đã khởi hành đến thành phố, phụ trách chỉ đạo công tác chuẩn bị tiếp đón. Vương Bằng Phi và Trần Hải Phong vừa đến, Trần Thiên Vũ và Bành Vân Phong liền lập tức tiếp đón. Dưới sự chỉ đạo của hai vị lãnh đạo tỉnh, phụ trách làm những công việc cụ thể. Đang trong lúc bận tối mày tối mặt thì lại nhận được thông báo từ Văn phòng Trung ương, nói là Tổng Bí thư chỉ thị sát giai đoạn 3 công trình đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, và không đến thành phố Thiên Trạch. Thành ủy thành phố Thiên Trạch không cần huy động nhân lực, tất cả cứ để đơn giản thôi. Thị sát đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, lúc này Hạ Tưởng cuối cùng cũng ngửi thấy một chút tin tức khác thường, hắn hiểu ý mỉm cười. Hạ Tưởng đoán được gì đó, không có nghĩa là người khác cũng có thể mò rõ ý đồ thật sự lần đến này của Tổng Bí thư, không ít người đều lo lắng thăm dò khắp nơi. Nghe ngóng, rồi không dám hỏi trực tiếp quá, nên trong thời gian ngắn gần đây đường dây thoại thành phố Thiên Trạch, Bắc Kinh, thành phố Yến không ngừng nóng hổi, hàng ngày gần như tất cả văn phòng làm việc của những vị lãnh đạo quan trọng đều không ngừng vang tiếng chuông điện thoại reo. Thiên Trạch lại lần nữa thu hút sự chú ý của toàn tỉnh và cả nước. Từ sau thất bại trên hội nghị thường vụ, có mấy ngày tâm trạng Trần Khiết Văn cực kỳ kém, gần như ngày nào cũng cáu gắt người khác. Tất cả mọi người đều không tránh kịp, nếu không tránh được thì cố gắng ăn nói nhỏ nhẹ cẩn thận, ai cũng đều hiểu cho tâm trạng của Bí thư Trần. Quá là mất mặt, cũng quá mất điểm rồi, người biết nội tình còn dễ thông cảm, hiểu rõ tranh chấp giữa các tầng cao. Người không biết nội tình, thì cho rằng thị trưởng Hạ đã hoàn toàn chèn ép trên cơ Bí thư Trần. Trần Khiết Văn không những do thất bại trên hội nghị thường vụ mà trong lòng không vui, mà còn bởi vì cục thế của thành ủy thành phố Thiên Trạch quá phức tạp và khó triển khai công việc. Trước kia còn đỡ, Bùi Nhất Phong đáng tin cậy, Từ Hâm không có sai sót, Bì Bất Hưu trung thành nhất, còn có Hứa Phạm Hoa xung phong thích hợp nhất. Bây giờ thì tốt rồi, Hứa Phạm Hoa bị đánh bật đi, Bùi Nhất Phong bị xúi giục, Từ Hâm thay đổi đến nỗi càng khó xét đoán hơn, mà Dương Kiếm lại càng khiến cho người khác nhìn không thấu. Công việc về sau sẽ làm thế nào? Trần Khiết Văn vô cùng đau đầu, cô cho rằng tất cả căn nguyên đều là do Hạ Tưởng, cô quyết định bày tỏ ý kiến lên tỉnh ủy, rằng bộ máy tổ chức đảng chính phủ phối hợp không tốt, xem tỉnh ủy sẽ sắp xếp cô và Hạ Tưởng ra sao. Thế nào đi nữa cô không muốn làm cùng một bộ máy tổ chức với Hạ Tưởng. Trần Khiết Văn nghĩ là làm, cô vừa trình ý kiến lên bí thư tỉnh ủy Phạm thì nhận được tin đi thị sát của Tổng Bí thư, lồng ngực cô đập thình thịch. Biết là lần đi này của Tổng Bí thư chắc chắn có nhiều ngụ ý, nhưng dụng ý dùng cụ thể vào chỗ nào thì nghĩ mãi không ra, nên gọi điện cho Quốc Hàm Thanh xin chỉ thị. Không ngờ Quốc Hàm Thanh chỉ trả lời một câu nhạt nhẽo. Cô theo dõi chặt trên tỉnh là được rồi, không cần lo nghĩ nhiều về hành động của lãnh đạo Trung ương, nghĩ nữa cũng vô ích. Lời này nói ra rất khiến người ta đau lòng, hiện rõ là ám chỉ cấp bậc của cô không đủ, không cần lo lắng linh tinh. Nếu là Trần Khiết Văn của ngày trước thì sẽ không tức giận, bởi vì cô đã quen với giọng điệu của Quốc Hàm Thanh, nhưng giờ khác rồi, bây giờ cô đang trong lúc nóng giận thì lại bị Quốc Hàm Thanh đổ thêm dầu càng thêm tức tối. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cô lại gọi điện cho Phó Chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy. Đàm Quốc Thụy là ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh, xếp hạng không cao nhưng Đàm Quốc Thụy và Quốc Hàm Thanh có mối quan hệ khá, ở Bắc Kinh cũng có mạng lưới quan hệ rất rộng. Tin tức của y linh hoạt. Trong bộ máy tỉnh ủy y còn trẻ nên có nhiều không gian thăng quan tiến chức. Trần Khiết Văn và Đàm Quốc Thụy có mối quan hệ khá. Đàm Quốc Thụy cũng không trả lời thẳng vào vấn đề của Trần Khiết Văn, nhưng lại hỏi đến cục thế hiện tại của thành phố Thiên Trạch. Trần Khiết Văn không giấu giếm gì, cô nói mình đã bày tỏ nhẹ nhàng với bí thư Phạm về việc thị trưởng và bí thư phối hợp công việc không tốt. Đàm Quốc Thụy trầm ngâm thật lâu, rồi mới chậm rãi nói. Khiết Văn à! Thành phố Thiên Trạch là cái cục diện rối rắm, cô rút ra khỏi hay hơn. Trên tỉnh không phải không có nơi tốt, mà Bắc Kinh cũng có rất nhiều cương vị thích hợp. Trong lòng Trần Khiết Văn hững một chút, ý của Phó Chủ tịch tỉnh Đàm là, nếu tỉnh ủy điều chỉnh lãnh đạo bộ máy thành phố Thiên Trạch thì sẽ điều động cô trước. Sao lại có thể, cô là bí thư, là nhân vật số một. Khi tỉnh ủy bổ nhiệm một bí thư thành ủy, điểm xuất phát chính là để bí thư chủ trì toàn bộ công việc. Tất cả đều lấy bí thư thành ủy làm tiêu chuẩn để cân nhắc, là sự tín nhiệm hoàn toàn đối với một cán bộ. Nhưng giờ đây, lẽ nào tỉnh ủy không còn đủ tín nhiệm cô nữa rồi? Đàm Quốc Thụy không nói thêm rồi cúp điện thoại, trong lòng Trần Khiết Văn tràn đầy cảm giác thê lương. Cô không phải không muốn rời khỏi thành phố Thiên Trạch, nhưng không phải là bây giờ. Rời đi sau khi vừa thất bại trên hội nghị thường vụ,
ít nhiều cũng có chút cảm giác thất bại thảm hại mà rời đi, như vậy rất mất mặt. Có điều, dù quyết định cuối cùng của tỉnh ủy là thế nào đi nữa, hiện giờ ai nói cũng không chính xác được. Trần Khiết Văn lại quay ra suy nghĩ về vấn đề Tổng Bí Thư đến thị sát, gần đây thành phố Thiên Trạch nổi gió, nổi sấm làm kinh động đến Tổng Bí Thư. Bỗng nhiên cô như giật mình nhận ra, ý thức được điều gì đó sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Vô lý, Tổng Bí Thư không có lý nào đến thị sát Thiên Trạch, chẳng lẽ Tổng Bí Thư đến là vì Hạ Tường? Nếu quả thật như thế thì quá là đáng sợ rồi. Vậy thì đệ trình cán bộ tổ chức bộ máy chính quyền bất hòa mà cô trình lên với tỉnh ủy sẽ trở thành chuyện tự đào hố chôn tự mình nhảy vào sao? Cho dù Bí Thư Phạm có nghiêng về cô, thì chuyện Tổng Bí Thư đi thị sát lần này đứng ra chặn, có nói gì cũng sẽ đẩy cô đi. Nguy rồi, thật đúng là tự lấy đá ném mình. Nhưng sao Tổng Bí Thư biết Hạ Tường? Cho dù biết, cũng không cần vì một tên Hạ Tường mà phát động nhiều người. Lo lắng nhiều rồi, chắc chắn là nghĩ nhiều quá rồi, Trần Khiết Văn lại tự an ủi mình. Ngày 15 tháng 7, thời tiết đẹp, tại hiện trường giai đoạn 3 công trình đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, dưới sự hộ tống của Bí Thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng, Chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ, Tổng Bí Thư Trung ương Trung Quốc Cao Trạch Thế đến thị sát. Bí Thư Thành ủy thành phố Thiên Trạch Trần Khiết Văn, thị trưởng Hạ Tường cũng đi cùng đoàn người hộ tống, có điều cấp bậc của hai người quá thấp nên chỉ đứng ở vòng ngoài. Đây là lần đầu tiên Hạ Tường đứng gần quan sát Tổng Bí Thư. So với trên TV, Tổng Bí Thư người thật gầy hơn một chút, nụ cười trên mặt cũng sinh động hơn rất nhiều. Hạ Tường hơi hơi kích động, dù sao không phải ai cũng có thể nhìn thấy Tổng Bí Thư ngoài đời, hơn nữa với cương vị lãnh đạo cao nhất hiện nay, ông ấy chính là hình tượng cho một thời đại. Trong lúc diễn ra nghi thức nghênh đón, lúc Tổng Bí Thư bắt tay với hắn, hắn chỉ nói được một câu, xin chào Tổng Bí Thư, thì Tổng Bí Thư đã đến bắt tay người khác rồi. Dù sao ngoài lãnh đạo tỉnh ủy tập hợp đông đúc, còn có vô số đồng chí lãnh đạo văn phòng trung ương cũng ở hiện trường, không có phần cho hắn mở miệng. Tuy rằng hắn là thị trưởng của thành phố Thiên Trạch, nhưng có bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh ở đây nên đâu đến lượt cho vị trí của hắn. Cho dù như vậy Hạ Tường vẫn rất vui mừng, hắn tin lần này Tổng Bí Thư đến không chỉ đơn giản thị sát đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, nhất cử nhất động của nhân vật chính trị đều tự có dụng ý, nhất là với cấp bậc Tổng Bí Thư. Chương 1042, sức ảnh hưởng của chính trị. Sau khi Tổng Bí Thư thị sát xong, phát biểu một bài quan trọng, đề xuất Bộ Giao thông phải lấy con người làm gốc, phát triển giao thông phải nhìn về lâu về dài, phải chú trọng lợi ích kinh tế và kết hợp bảo vệ duy trì môi trường, phải chắc chắn phát triển khoa học một cách toàn diện. Khi phát biểu cụ thể về thành phố Thiên Trạch, Tổng Bí Thư nói thành phố Thiên Trạch là cửa Bắc của Bắc Kinh, có thảo nguyên xinh đẹp và người dân cần cù. Đường cao tốc Bắc Kinh-Thiên Trạch là sợi dây liên kết giữa Bắc Kinh và Thiên Trạch, là con đường có thể giúp nền kinh tế thành phố Thiên Trạch bước sang con đường cao tốc vinh quang. Thời gian Tổng Bí Thư đi thị sát không lâu, ông đi tham quan hiện trường thi công, thăm hỏi công nhân và kỹ thuật viên ở công trường, hơn 11 giờ thì chuẩn bị khởi hành về Bắc Kinh. Lúc sắp rời đi, theo lệ là phải chào tạm biệt một loạt cán bộ đảng chính phủ thành ủy thành phố Thiên Trạch, Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ phải hộ tống về Bắc Kinh. Lúc Tổng Bí Thư bắt tay với Trần Khiết Văn, có khen cán bộ nữ không những có thể đội được nửa bầu trời, mà còn có thể chống trụ được cả một bầu trời. Lúc bắt tay với Hạ Tường, Tổng Bí Thư vốn chỉ nói ngắn gọn một câu, khi đang định quay người bước đi thì đột nhiên lại nói thêm một câu khác đầy hàm ý. Đồng chí Hạ Tường, tôi nhớ là hình như cậu là thị trưởng trẻ nhất của tỉnh Yên. Tim Hạ Tường bỗng chốc nhảy dựng, câu nói này của Tổng Bí Thư không phải là nói bâng quơ, hắn không thể trả lời tùy tiện. Trong lòng xẹt qua vội vàng cung kính đáp. Thưa Tổng Bí Thư, tôi đúng là chưa từng để tâm đến vấn đề tuổi tác, tôi cảm thấy trẻ hay không quan trọng là phải có một trái tim không bao giờ chịu thua. Không chịu thua, cách nói này có chút thú vị. Dường như Tổng Bí Thư rất hứng thú. Thế nào là không chịu thua? Phát triển kinh tế luôn luôn có cái này cái nọ cản trở, nếu trong lòng lúc nào cũng đầy ắp người dân. Nghĩ đến đời sống khốn khổ của dân chúng thì sẽ có tự tin không chịu thua, không sợ gian nan hiểm trở ngăn cản. Ăn nói trước mặt Tổng Bí Thư, ít nhiều trong lòng Hạ Tường không tự tin lắm. Làm thế nào mới có thể giữ được niềm tin vì nhân dân phục vụ? Không biết Tổng Bí Thư cố ý thử Hạ Tường, hay là thật sự có hứng thú với hắn mà tiếp tục hỏi. Cách nhìn chưa chín chắn của cá nhân tôi là, chỉ cần trong quá trình chấp chính không bị lung lay, luôn ngoan cường. Không gây sức ép là có thể duy trì được niềm tin vì nhân dân phục vụ.
Hạ Tưởng nhớ rất rõ, 2 năm sau trong một lần tham dự đại hội quan trọng, Tổng Bí Thư lần đầu tiên nhắc đến, không lung lay, luôn ngoan cường, không gây sức ép, và trở thành danh ngôn. Nhưng bây giờ hắn đã đi trước biến thành của mình, cũng là mạo hiểm chính trị. Tổng Bí Thư nghe xong không nói gì, biểu hiện trên mặt hơi có chút làm người khác đoán bắt không ra, tim Hạ Tưởng lại nhảy dựng lên. Một lúc sau, Tổng Bí Thư lại chủ động đưa tay ra bắt tay với Hạ Tưởng lần nữa. Không gây sức ép, nói hay lắm. Trên thế giới chỉ sợ hai chữ nghiêm chỉnh, người của Đảng Cộng sản làm việc cái cần phải có chính là không gây sức ép. Lần bắt tay thứ hai giữa Tổng Bí Thư và Hạ Tưởng làm nhiều người suy nghĩ, rất nhiều người có mặt ở đó đều ghi vào trong lòng, chống ngực đập thình thịch. Họ đều đang nghĩ, Tổng Bí Thư tán thưởng Hạ Tưởng thật, hay là diễn cho người khác xem đây. Hai lần bắt tay, đều để lại đủ loại tưởng tượng mơ hồ cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Ánh mắt Phạm Duệ Hằng chớp chớp, trước khi Tổng Bí Thư đến thị sát đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, y đã sớm thông qua nhiều đường khác nhau tìm hiểu một chút mục đích đến thị sát của Tổng Bí Thư, là lần tổng kết nhằm vào vòng chuẩn bị đại chiến chỉnh hợp nguồn vốn, cũng là lần vi hành chấp bút điểm kết, chỉ không ngờ Tổng Bí Thư lại có hứng thú với Hạ Tưởng. Là cố ý như vậy hay là Tổng Bí Thư thật sự có hứng thú trước tuổi trẻ của Hạ Tưởng, nói chuyện bâng quơ lại trở thành hợp cả. Ai cũng không rõ sự thật thế nào, ai dám đoán mò suy nghĩ của Tổng Bí Thư. Y là bí thư tỉnh ủy đương nhiên cũng phải nghiên cứu kỹ lý luận và quan niệm chấp chính của Tổng Bí Thư, nhưng có thể theo sát, đuổi kịp bước đi của Tổng Bí Thư hay không thì lại là chuyện khác. Tống Chiêu Độ cũng nửa vui nửa lo trong lòng. Trong mắt y việc Tổng Bí Thư tán thưởng Hạ Tưởng cũng không phải chuyện lạ, quả thật Hạ Tưởng ưu tú, chói mắt, nhưng vấn đề là Hạ Tưởng đã bị kẹt giữa thế lực gia tộc và thế lực bình dân, Tổng Bí Thư tán thưởng hắn chưa chắc đã là chuyện tốt, ngược lại còn có thể đẩy Hạ Tưởng đến ranh giới hai cửa khó. Vương Bằng Phi ở một bên, cảm giác trong lòng lẫn lộn nên cũng chẳng buồn nghĩ thêm nữa. Còn Trần Khiết Văn thì càng kiên định suy nghĩ của ngày trước, lần đến này của Tổng Bí Thư đúng là có ngụ ý sâu sắc. Cô vô cùng ghen tị vận may của Hạ Tưởng, sao lại có thể nói chạm vào trái tim của Tổng Bí Thư, hắn quá may mắn rồi. Đương nhiên là cô lo lắng nhiều hơn, liên tưởng tới việc mình vừa trình bày ý kiến lên tỉnh ủy, tim cô liền chìm vào tận đáy vực. Tổng Bí Thư đi thị sát rất nhanh. Chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ là kết thúc. Sau khi kết thúc công việc thị sát, Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ hộ tống Tổng Bí Thư quay về Bắc Kinh, các lãnh đạo tỉnh ủy khác ở lại thành ủy thành phố Thiên Trạch một lúc, yêu cầu chứng thực tinh thần phát biểu của Tổng Bí Thư, thiết lập quan niệm phát triển chính xác, sau đó cũng trở về thành phố Yến ngay trong buổi chiều cùng ngày. Đến lúc này, một chuyện chính trị quan trọng được hạ màn làm chấn động thành phố Thiên Trạch và tỉnh Yến. Trên thực tế, từ đó gây ra tác động vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều phỏng đoán sự tác động chính trị của việc đi thị sát của Tổng Bí Thư rốt cuộc là ở phương diện nào. Ngày hôm sau, Sở Giao thông tỉnh Yến liền gửi tới văn kiện khẩn có tiêu đề, thông báo khẩn cấp về việc quán triệt tiếp tục làm tốt các hạng mục công việc trước mắt bài phát biểu tinh thần quan trọng khi đi thị sát của Tổng Bí Thư Cao Trạch Thế, yêu cầu Bộ Giao thông các địa phương nghiêm chỉnh làm tốt công tác của mình, lấy bài phát biểu của Tổng Bí Thư làm chỉ đạo. Đảm bảo tiến hành thuận lợi vững vàng các hạng mục công việc. Trên dưới thành ủy thành phố Thiên Trạch cũng dậy lên cao trào học tập bài phát biểu của Tổng Bí Thư. 2 ngày sau, buổi trưa khi sắp đến giờ nghỉ, Hạ Tưởng đột ngột nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Tính nhầm thời gian cũng gần đến lúc rồi, Hạ Tưởng liền mỉm cười nghe điện thoại. Xin chào chủ nhiệm Phó. Giọng của Phó Tiên Phong khá bình thản. Thị trưởng Hạ, tôi và Tiên Tiên đang ở cùng nhau. Có thời gian rảnh không cùng ăn bữa cơm? Chủ nhiệm Phó đang ở thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng hơi hơi kinh ngạc, sao Phó Tiên Phong lại đến thành phố Thiên Trạch không một tiếng động vậy? Đúng vậy, tôi đang ở công trường Đông Y Phó Thị, anh có tiện đến đây không? Giọng điệu rất dịu dàng. Phó Tiên Phong đường đường là phó chủ nhiệm của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Hạ Tưởng đang định đi cầu cạnh y nên đâu có lý nào không đến chứ? Mấu chốt ở chỗ. Phó Tiên Phong chọn hẹn gặp ở Đông Y Phó Thị, đầy hàm ý. Được, một tiếng sau tôi tới. Đông Y Phó Thị nằm ở huyện Bào Mã, cách thành phố một lúc ngồi xe. Hạ Tưởng liền gọi chuẩn bị xe, đi luôn thẳng đến huyện Bào Mã. Huyện Bào Mã của hiện tại có bí thư là Mai Thanh, chủ tịch huyện là Lý Giật Phong, hai người phối hợp khá, quản lý huyện Bào Mã đâu ra đó. Mai Thanh còn đỡ, ít nhiều thì Hạ Tưởng có biết một chút về y. Còn Lý Giật Phong mới là làm cho hắn bất ngờ. Ngày ấy Lý Giật Phong làm thư ký cho bí thư Trần Khiết Văn, hơi kiêu ngạo,
không ngờ từ sau khi đến huyện Bào Mã thì lại tận tụy, hơn nữa làm việc cũng rất chừng mực nên làm cho hắn vô cùng vui mừng. Huyện Bào Mã không thể để có thêm vấn đề gì nữa, bây giờ cần nhất là yên ổn và phát triển. Lý Dật Phong cũng khá thông minh, kịp thời điều chỉnh lại tâm tính, thay đổi vai trò. Phỏng chừng y cũng rõ, Trần Khiết Văn đỡ hắn lên chức chủ tịch huyện chắc chắn là buông tay rồi, sau này y chỉ có thể dựa vào thành tích chính trị vững chắc mới có thể đi lên được. Từ thành phố Thiên Trạch đến huyện Bào Mã đi qua một đoạn đường núi, lúc này non nước hữu tình, cảnh sắc đang vừa đúng thời điểm, phong cảnh ven đường đẹp tuyệt trần. Hiếm khi hạ tưởng được thảnh thơi nên cố gắng tận hưởng khung cảnh thơ mộng này. Lý Ái Lâm nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẻ mặt thảnh thơi của Hạ Tưởng, biết là tâm trạng hắn rất tốt nên bật nhạc giai điệu nhẹ nhàng. Rồi một lát sau, khi y chắc chắn hôm nay có thể nói chuyện với thị trưởng Hạ nên cẩn thận hỏi một câu. Thị trưởng Hạ, hiện giờ cánh lái xe hơi ít, có hai người không làm nữa. Bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng khi bận rộn thì có lúc đúng là cảm thấy không đủ người làm. Hạ Tưởng vừa nghe là hiểu Lý Ái Lâm có ý gì. Bây giờ tổ trưởng tổ lái xe là tài xế của Trần Khiết Văn, Lý Ái Lâm là tổ phó. Bình thường khi tổ lái xe thiếu người, tổ trưởng sẽ quyết định vấn đề, giống như thành ủy có Trần Khiết Văn làm chủ, chỗ nào cũng phải nghĩ đến nhân vật số một đứng trên. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Tổ lái xe thiếu người, tổ trưởng không mở lời xin tuyển thêm nên người khác khó mở miệng. Nhưng bên trên vẫn phát lương theo số đầu người ngày trước, số tiền nhiều ra đương nhiên là sẽ rơi vào túi của ai đó rồi. Lý Ái Lâm đố kỵ tổ trưởng đút túi riêng hay là thật lòng muốn giúp bạn tìm được công việc thì Hạ Tưởng không muốn nghĩ đến, hắn chỉ cân nhắc con người của Lý Ái Lâm, cảm thấy người ở bên cạnh mình xứng đáng được giúp đỡ, nên nói. Anh tìm thời gian rảnh nói chuyện với Vân Phong một tiếng. Chương 1043, thu hoạch bất ngờ. Trong lòng Lý Ái Lâm mừng thầm, một câu nói của thị trưởng Hạ là bằng với thành công rồi, trưởng ban thư ký Bành ra mặt thì chắc chắn có thể sắp xếp công việc rất thỏa đáng. Y có hai người bạn hữu, sau khi chuyển nghề rồi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, gia cảnh không tốt nên có nhờ y giúp đỡ. Mấy lần mà y không giúp được, cứ luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Bây giờ thị trưởng Hạ nói một câu là giúp được mình nên y liền vội nói vài câu cảm ơn rối rít. Hạ Tưởng khoát tay. Anh Lý, đừng nói thêm những lời thừa nữa, lái xe cho tốt, nhìn đúng đường. Câu, nhìn đúng đường, mang hai nghĩa, Lý Ái Lâm không phải quan chức nhưng cũng lăn lộn mười mấy năm trong giới quan trường rồi, đương nhiên là hiểu rõ ngụ ý trong lời của thị trưởng Hạ, y vội nói. Xin lãnh đạo yên tâm, con người tôi trung thực, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là đáng tin cậy. Lái xe không thể so với thư ký phải nghĩ được, nhìn được, làm được và còn phải có mắt nhìn. Có tài năng chính trị. Lái xe trung thành, đáng tin là được rồi, không cần thông minh, tâm địa quá. Hạ Tưởng liền có chút hài lòng trước biểu hiện của Lý Ái Lâm. Hạ Tưởng dùng thân phận cá nhân đến đây, không thông báo cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Bào Mã biết, thư ký hắn cũng không đưa đi cùng. Khung cảnh ở huyện Bào Mã đẹp hơn trong thành phố, bầu trời xanh ngắt khiến cho tinh thần thanh thản, rộng rãi, cỏ xanh mơn mởn làm cho lòng người thoải mái, dễ chịu. Trong lúc Hạ Tưởng ngồi thưởng thức vẻ đẹp phong cảnh, thì lại nghĩ đến Phó Tiên Phong đến không một tiếng động nên trong lòng phải tính toán nhiều hơn. Lần này Phó Tiên Phong đến có lẽ không phải chỉ có một chuyện, y chọn hẹn gặp ở Đông Y Phó Thị là có thâm ý lớn, đồng thời còn có Phó Tiên Tiên đi cùng, chắc cũng có suy tính lớn. Trước mắt chính là cục thế sắp phá mà chưa phá. Tổng Bí Thư mới vừa đi thị sát xong giai đoạn 3 công trình đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, cả tỉnh Yến tạm thời bước vào thời kỳ yên ổn. Cùng lúc hoạt động giữa các tỉnh thành trong cả nước có chút chậm lại, lúc này y xuất hiện ở thành phố Thiên Trạch chẳng lẽ là lại muốn trốn chạy rắc rối này. Đặc điểm lớn nhất của nhà họ Phó là thích chế tạo phiền phức, sau đó mượn cơ hội hỗn loạn rồi kiếm lợi từ bên trong, từ đó đạt được mục đích lớn mạnh. Trong sự kiện chỉnh hợp lớn lần trước, Phó Tiên Phong chưa kiếm chắc được gì, trong lòng chắc chắn sẽ không cam tâm. Nếu nói mối quan hệ ngày trước với Phó Tiên Phong là hoàn toàn đối địch, thì bây giờ lại trở thành nửa hợp tác, nửa phá ngầm. Nếu phải nói thật ra, thì chính là không dễ đối phó bằng ngày trước, thôi đành vừa tiến tới vừa xem xét. Đối với thế cục trong nước, Hạ Tưởng không thèm lo lắng, cũng không đến lượt hắn lo. Hắn khá quan tâm đến thế cục trong tỉnh, quyền uy của Tống Chiêu độ tăng lên rất nhiều, cũng có thành tích chính trị rồi, có thể nói địa vị ở tỉnh Yến ngày càng vững chắc,
có chút thế ngang bằng mơ hồ với Phạm Duệ Hằng. Thực ra, so sánh chỗ khó khăn giữa thị trưởng và bí thư thành ủy với mối quan hệ nhân vật số 1, số 2, thì mối quan hệ giữa chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy càng khó chung sống hơn. Dù sao thị trưởng chỉ là đứng đầu một thành phố, một chỗ nhỏ bé, có nhiều việc bí thư đều có thể chiếu cố đến, vì vậy giữa bí thư thành ủy và thị trưởng có rất nhiều va chạm, ngoại trừ thị trưởng nhượng bộ, cái gì cũng để bí thư làm chủ, cam tâm tuyệt đối làm nhân vật số 2. Nhưng giữa chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy thì lại rất khác. Chủ tịch tỉnh chủ quản cả một tỉnh, công việc bận rộn, bí thư tỉnh ủy càng phải chủ trì mọi mặt công việc, không rảnh bận tâm nhiều việc của phía ủy ban nhân dân, nhưng chắc chắn sẽ hỏi đến những chuyện lớn. Chủ tịch tỉnh làm được việc quá, vượt qua cả ánh hào quang của bí thư là không được, bởi vì bí thư tỉnh ủy mới là nhân vật số 1, cần phải thể hiện ra quyền uy của nhân vật số 1. Nhưng chủ tịch tỉnh hoàn toàn núp dưới bóng hào quang của bí thư quá cũng không được, chủ tịch tỉnh chủ quản một tỉnh, mọi chuyện làm không ra hồn, không có đầu óc chấp chính, không có thành tích thì sao lọt vào mắt của Trung ương, sau này sao có thể thăng chức lên bí thư tỉnh ủy. Bởi vậy, làm thế nào để làm tốt chức chủ tịch tỉnh thì rất cần trí thông minh chính trị, Tống Chiêu Độ chính là nhân vật trời sinh hội tụ đủ trí thông minh chính trị. Bất kể là trên đại hội hay ở những sự kiện quan trọng, y đều có thể làm nổi Phạm Duệ Hằng lên, cùng lúc vừa có thể thể hiện quan điểm của bản thân, cho người ta cảm giác khi sắp xếp thứ tự danh sách trong đảng bộ thì Tống Chiêu Độ là trợ thủ cho Phạm Duệ Hằng, nhưng khi cần ra đề xuất trong công việc của Ủy ban Nhân dân, thì y lại là chủ tịch tỉnh nói một không có hai. Hạ Tưởng liền nghĩ, mình cần phải học hỏi nhiều trong cách xử lý công việc của chủ tịch tỉnh Tống. Trong mắt hắn, năm vị cán bộ cấp bộ trưởng Tào Vĩnh Quốc, Tống Chiêu Độ, Trần Phong, Tiền Cẩm Tùng và Hình Đoan Đài thì phong cách chấp chính của ba vị đầu hắn còn hiểu một chút, hai vị tiếp theo thì không biết nhiều. Hạ Tưởng liền có ý định sắp xếp điều chỉnh lý lịch và hệ thống phong cách của năm vị, phân ra nghiên cứu và gia tăng thẩm định, lấy thừa bù thiếu để làm của riêng sử dụng, xây dựng con đường chấp chính cơ bản kiên cố cho mình sau này. Trên đường đi mải mê suy nghĩ nhiều quá, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy mình đến công trường thi công của Đông Y Phó Thị rồi. Phó Tiên Tiên mặc váy, đội mũ bảo hiểm, ra dáng hoặc là giả vờ ra vẻ đứng ở bên cạnh xe, cười hi hi mở cửa xe cho hắn. Đại thị trưởng Hạ đến thăm, thật không gì vinh hạnh bằng. Cách đó không xa, Phó Tiên Phong chống eo đang nói chuyện với kỹ sư thiết kế, chỉ trỏ trỏ, một bộ dạng khí thế chỉ điểm giang sơn. Hạ Tưởng để Lý Ái Lâm tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi, Lý Ái Lâm gật đầu rời đi, y có người quen ở huyện Bào Mã nên quyết định đến huyện ủy, thuận đường đến thăm hỏi bạn cũ. Làn da của Phó Tiên Tiên rất trắng, không bị cháy da. Gần đây ngày nào cô cũng ở công trường, bị mặt trời chiếu liên tục nhưng da rẻ chỉ ửng hồng nhiều hơn, thật đúng là ngoài trắng trong hồng rất khác biệt. Cô mặc một bộ váy liền xinh xắn, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài nhìn rất đẹp, cộng thêm khuôn mặt xinh như hoa toát ra một vẻ đẹp làm cho người ta không thể nhìn gần. Hạ Tưởng liền cười. Có một câu nói rất hay, người lao động là đẹp nhất, quả không sai. Trải qua một thời gian rèn luyện, Tiên Tiên đẹp ra nhiều. Trước kia em cũng đẹp như vậy, anh không chú ý đến mà thôi. Phó Tiên Tiên bất mãn lườm Hạ Tưởng, bỗng nhiên dùng tay kéo cánh tay hắn, ghé lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Nói cho anh một bí mật, Phó Tiên Phong muốn bàn với anh một vụ giao dịch, anh phải cẩn thận một chút, đừng để bị anh ta tính kế. Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Rốt cuộc em có phải là em gái ruột của chủ nhiệm phó không đấy? Em cũng muốn không phải cơ, đáng tiếc là em không được lựa chọn. Phó Tiên Tiên giả vờ giả vịt thở dài, rồi lại híp mắt mỉm cười. Con gái hay hướng về bên ngoài, có hiểu không? Nói xong cũng không biết là cô nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ lựng lên, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi đánh trống lảng. Này, em nói cho anh nghe một chuyện, em chuẩn bị yêu rồi, chốc nữa anh giúp em một tay, thế nào? Hạ Tưởng sửng sốt. Thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Phó Tiên Tiên không giống như đang đùa, liền nói. Được, mắt nhìn người của anh chuẩn lắm. Có điều có chủ nhiệm phó ở đấy thì anh ta mới là người nhà danh chính ngôn thuận của em. Anh ấy không được, người mà anh ấy ưng thì hoặc là nham hiểm hoặc là giảo hoạt giống hệt anh ấy. Em mà tìm một tên giống anh ấy thì thà độc thân cả đời. Phó Tiên Tiên chớp chớp mắt, lại bất mãn nói. Hình như anh không có ý phản đối về suy nghĩ muốn lấy chồng của em. Ý anh là gì hả? Em cũng đâu còn nhỏ nữa, nên lấy chồng được rồi. Lẽ nào em là người theo chủ nghĩa độc thân? Hạ Tưởng biết rõ nhưng cố tình hỏi.
Phó Tiên Tiên giận. Đồ đàn ông không có lương tâm, anh đã từng nhìn thấy cơ thể của em rồi mà không biết trân trọng chút nào, anh có phải đàn ông không hả? Nói xong, cô liền đá Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng nghĩ ngợi, nói nghiêm túc. Anh lúc nào nhìn thấy cơ thể của em rồi, em đừng có mà hủy hoại sự trong sạch của anh. Anh mà trong sạch. Phó Tiên Tiên tức tối, xông đến định véo Hạ Tưởng thì nghe có tiếng ho hụ hụ từ xa vọng lại. Hạ Tưởng thấy hơi xấu hổ, dù sao cũng là đang trêu đùa với em gái Phó Tiên Phong ngay trước mặt y, tuy là bị động nhưng khó coi nên liền vội tránh qua một bên, cách xa bàn tay quỷ của tiểu ma nữ. Phó Tiên Tiên lại không sợ Phó Tiên Phong, cô, hứ, một tiếng rồi xoay người đi mất. Hạ Tưởng liền nói với theo. Mặc váy không được chạy lung tung, càng không được trèo cao trèo thấp, tránh. Phó Tiên Phong bắt tay với Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, gần đây anh thuận lợi thăng quan tiến chức, kinh tế thành phố Thiên Trạch bước lên một bậc thang mới rất đáng trông chờ, chúc mừng anh trước nhé. Hạ Tưởng liền bắt chặt tay Phó Tiên Phong. Chủ nhiệm Phó, đến Thiên Trạch sao không báo trước một câu để tôi tiện hoan nghênh chào đón. Tôi không đến thị sát công việc, mà là đi dạo loanh quanh, khuây khỏa. Phó Tiên Phong khoát tay, hơi ngây người nói cảm than. Nháy mắt đã hơn 2 năm rồi, bây giờ anh vẫn còn trẻ đến nỗi làm người ta đố kỵ. Thời gian nghỉ Tết Hạ Tưởng gặp Phó Tiên Phong ở Bắc Kinh, nhưng Phó Tiên Phong nhắc đến, hơn 2 năm, có lẽ là chỉ thời gian y rời khỏi thành phố Yến cho đến thời điểm này, trong cái cảm thán e là chứa cả thù cũ lẫn hận mới trong lòng y. Hạ Tưởng không tiếp lời của Phó Tiên Phong, giữa hắn và y chẳng có gì để mà hàn huyên, nên hắn quay ra hỏi thăm tình hình tiến triển nhà máy thuốc Đông y Phó Thị. Phó Tiên Phong nói ngắn gọn, qua loa chứ không nói chi tiết được, chi tiết quá thì như là y đang báo cáo công việc với Hạ Tưởng vậy. Người trong quan trường, cho dù không ở văn phòng làm việc, cho dù xưng là thân phận tư nhân thì cũng phải chú ý đến chi tiết. Nhà máy thuốc Đông y Phó Thị có diện tích hơn 300 mẫu, nằm phía nam huyện Bảo Mã, xung quanh được núi bao bọc, sơn thủy hữu tình, cảnh sắc tuyệt đẹp như đang ở vườn thiên đàng. Trong vấn đề sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Mã cấp phát đủ chính sách ưu đãi, ngoài ra đánh thuế hay những phương diện khác cũng được chăm sóc thích đáng. Hiện đang là mùa hoàng kim để thi công, cùng lúc nhà máy thuốc Đông y Phó Thị xây dựng kiến trúc chủ thể thì đã sớm trồng cây thuốc ở quanh vùng rồi. Trong vòng 2 năm là có thể gặt được kết quả, đương nhiên là nếu tất cả đều thuận lợi. Huyện Bảo Mã có một khu rừng rậm lớn và khu vực núi, có một số vùng núi không thích hợp để gieo trồng hoa màu nhưng lại rất phù hợp sinh trưởng một số loại thảo dược đặc biệt. Cho tới nay, ngoài Đông y Thiên Trạch và Đông y Phó Thị phân chia những vùng núi gieo trồng thảo dược tốt nhất ra, những vùng núi còn lại đã bị niêm phong, chuẩn bị phê chuẩn cho tập đoàn Lưỡng Nghi. Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi đến chỗ đình hóng mát. Đình hóng mát là ý tưởng Phó Tiên Tiên nhất thời nghĩ ra. Cô cho công nhân dùng các vật liệu đầu thừa đuôi thẹo xây nên, nhưng cũng khá đặc sắc. Đình hóng mát được bày một bộ bàn ghế đá, và có sẵn chè nước ở đó nên hai người ngồi xuống nói chuyện. Vị trí xây đình hóng mát rất tốt, từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm núi xanh thẫm, thảo nguyên xanh như ngọc bích, lại do đình hóng mát xây ở chỗ cao nên khi ngồi giữa đình là như có cảm giác đi đến chỗ nước cạn, ngồi xem mây cuộn. Hạ Tưởng liền cùng Phó Tiên Phong ngồi xuống thưởng thức trà. Phó Tiên Phong không nói gì, hắn cũng im lặng, bởi vì hắn biết lần này Phó Tiên Phong đến chắc chắn là sẽ đặt ra điều kiện, yêu cầu. Nếu Phó Tiên Phong có điều cầu giúp đỡ thì cứ để y mở lời trước hay hơn. Ai mà có việc cần cầu xin người khác giúp thì họ sẽ phải có thái độ thích hợp. Dường như Phó Tiên Phong rất khó mở lời, qua một lúc lâu y mới thốt ra được một câu không ăn nhập gì với chủ đề chính. Tiên Tiên đi đâu rồi? Cái con bé này hay chạy lung tung quá. Hạ Tưởng cười cười nhưng không nói gì. Phó Tiên Phong liền uống thêm hai chén trà, cuối cùng đặt chén xuống, không kìm nén được nữa. Thị trưởng Hạ, hai điều kiện. Lời nói ra hơi không đầu không cuối, Hạ Tưởng cũng liền trả lời lại không chủ ngữ vị ngữ. Dễ nói. Mấy ngày nữa sẽ thông qua, thành lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, cả nước sẽ có 20 doanh nghiệp tham gia, thành phố Thiên Trạch có thể đăng ký được suất. Phó Tiên Phong giơ ra hai ngón tay. Khu gieo trồng dược thảo của tập đoàn Lưỡng Nghi, Bắc Kinh Tân Thành. Nếu là người ngoài chắc sẽ nghe không hiểu lời nói của Phó Tiên Phong, nhưng Hạ Tưởng lại hiểu rõ. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch và suất tham gia đóng góp chính là hai điều kiện dùng để đổi lấy khu gieo trồng dược thảo của tập đoàn Lưỡng Nghi và khu đất Bắc Kinh Tân Thành được phê chuẩn.
nhìn bên ngoài thì rất công bằng, nhưng thực chất là Phó Tiên Phong đang giở chiêu trò, lòng tham quá lớn rồi. Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong quen biết nhau không phải mới có một, hai ngày, nói chuyện với y luôn là nói thẳng trực tiếp, hắn lắc đầu. Khu gieo trồng dược thảo của tập đoàn Lưỡng Nghi cần phải được thi công. Sản phẩm của tập đoàn Lưỡng Nghi và Đông Y Phó Thị, Đông Y Thiên Trạch không giống nhau, xung đột không lớn, ngược lại còn có tác dụng xúc tiến lẫn nhau nữa. Về khu Bắc Kinh Tân Thành, có thể suy nghĩ lại, nhưng cần phải có thực lực, đồng thời cũng không hoan nghênh kiểu người như Nguyên Minh Lượng. Nhắc tới Nguyên Minh Lượng, ánh mắt Phó Tiên Phong xẹt qua tia giận dữ, sau đó cười. Không thành ý. Chủ nhiệm Phó, có những chuyện trong lòng mọi người đều tự rõ. Hạ Tưởng cũng cười, Phó Tiên Phong chủ động đề xuất bật đèn xanh dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch không phải là do lương tâm y phát hiện, cũng không phải là do y muốn ngăn chặn tập đoàn Lưỡng Nghi đặt gốc rễ ở Thiên Trạch, mà đó là hành động bất đắc dĩ của y. Nhưng điểm khôn khéo của y nằm ở chỗ mặt dày tâm địa đen tối, rõ ràng là do áp lực bức bách không thể không cho qua nhưng lại cố giả vờ nhân hậu lấy ra làm mồi trao đổi, nên cũng làm cho Hạ Tưởng âm thầm thán phục độ dày mặt của y. Thành lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch sớm đã nằm trong dự tính của Hạ Tưởng, bởi vì khi Tổng Bí Thư thị sát đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, có bài phát biểu quan trọng nói bóng nói gió, ý là truyền đến một tin trung ương rất quan tâm đến vấn đề giao thông của thành phố Thiên Trạch. Việc Tổng Bí Thư thị sát giao thông không phải là chọn bừa bãi một dự án công trình rồi đến thị sát, mà đó là kết quả của việc suy tính cặn kẽ. Liên tưởng tới thời gian trước Trần Phong và Tiền Cẩm Tùng đến thành phố Thiên Trạch, nói là muốn thay Tổng Bí Thư chuẩn bị trước, kết quả đáp án cũng rất sinh động. Trong vấn đề chỉnh hợp, Tổng Bí Thư bất kể là cố ý hay vô tình, hoặc là còn chưa kịp bày tỏ thái độ, thì cả một bản chỉnh hợp đã được nhanh chóng điểm vào dấu chấm câu. Tóm lại, lập trường của Tổng Bí Thư khi đứng giữa giao tranh giữa thế lực dân thường và thế lực dòng tộc thế nào Hạ Tưởng không dám tự đoán ngông cuồng, nhưng ít nhiều thì cũng có thể phối hợp ở giữa, nắm chặt kết luận của đại cục. Lịch sử cũng minh chứng, kẻ đứng giữa làm bên thứ ba luôn luôn thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tổng Bí Thư căn cứ vào điểm xuất phát thế nào đến thị sát cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, và vì sao muốn giải quyết thế cục giao thông khốn khó của thành phố thì Hạ Tưởng đoán không ra. Lợi ích giữa các tầng cao cực kỳ phức tạp, không phải hạng tầng lớp trước mắt như hắn có thể nhìn ra được. Không cần phí công suy đoán nữa, hắn chỉ cần biết việc thị sát của Tổng Bí Thư chắc chắn sẽ là thu hoạch bất ngờ trọng đại là được rồi. Hôm nay Phó Tiên Phong xuất hiện đã chứng minh tính chính xác trong suy đoán của hắn, chỉ có điều khiến hắn không ngờ tới chính là Phó Tiên Phong rõ ràng là đang bị áp lực bức bách bắt buộc phải cho qua dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội ám lấy một món, thật có thể dùng từ, mặt dày vô liêm sỉ, để miêu tả y. Phỏng chừng Phó Tiên Phong chính là cố ý đến thăm dò hắn, với trí tuệ chính trị của y, lẽ nào sẽ không đoán được khả năng phán đoán cục thế chính xác của hắn sao? Phó Tiên Phong đúng là một người kỳ lạ, Hạ Tưởng đã hết cách để hình dung tâm trạng của mình nữa rồi. Phó Tiên Phong thấy vẻ mặt Hạ Tưởng kiên định, không chịu nới lỏng, nhưng y không thấy xấu hổ tí nào mà còn cười thản nhiên. Được, chúng ta đều là bạn cũ rồi nên tôi nhường một chút, chuyện của tập đoàn Lưỡng Nghi chưa nhắc đến vội, còn khu đất Bắc Kinh Tân Thành thì tôi muốn có 500 mẫu. Hạ Tưởng cười lắc đầu, giơ ra ba ngón tay. Nhiều nhất là 300 mẫu. Nhiều hơn một mẫu cũng không có. Chủ nhiệm Phó, giống như anh vừa nói đấy, chúng ta đều là bạn cũ rồi cho nên. Cho nên cái gì Hạ Tưởng không nói tiếp, Phó Tiên Phong cũng tự hiểu. Dường như y không buồn chút nào, bất ngờ không kỳ kèo mặc cả mà còn dùng tay chỉ về đám mây phía xa. Hạ Tưởng, tầm nhìn phải xa hơn một chút, bôn ba trong nước không mấy ý nghĩa, có muốn kiếm món lớn ở nước ngoài không? Trong lòng Hạ Tưởng khẽ sao động. Cao kiến của chủ nhiệm Phó là, Phó Tiên Phong lấy tay chỉ về hướng Tây. Chúng ta mà bắt tay liên kết, đến lăn lộn ở thị trường tài chính Mỹ, lợi dụng tiền của người dân Mỹ kiếm tiền đô, tự mình đạt được lợi ích lại tạo ra ngoại hối cho đất nước, cũng có thể xưng là vì nước vì dân rồi. Ánh mắt Hạ Tưởng chợt sáng lên, lập tức nghĩ ra một trận bão tài chính sắp tới. Chương 1044, Bảo Hổ lột ra. Bất kể con người của Phó Tiên Phong thế nào, y có thể đề xuất đến Mỹ kiếm tiền là y đã mạnh hơn trăm lần so với lũ quan tham chỉ biết vơ vét của công rồi chạy đến Mỹ trốn. Kiếp sau có người từng thống kê ra, số quan tham chạy ra nước ngoài khoảng hơn 10.000 người, cấp bậc cao nhất là bí thư tỉnh ủy, tổng số tiền nhà nước bị cuỗm ra nước ngoài khoảng 800 tỷ.
Cho dù sau này phía quan chức phủ nhận, nói là con số thống kê không chính xác thì bị dân chúng chửi cho. Nhưng theo phỏng đoán của Hạ Tường, con số 800 tỷ là bảo thủ, nhân thẳng thêm 3 lần thì còn gần bằng. Không cần nói cái khác, riêng số quan tham trong nước sau khi chạy đến Canada, làm đảo loạn giá cả thị trường bất động sản địa phương vốn đang rất bình ổn, giá nhà tăng cao làm cho người dân địa phương oán than. Cho dù người dân trong nước đều căm hận quan tham, nhưng cũng có kẻ hám chuyện kể thành chuyện hài. Thật ra quan tham chạy trốn ra nước ngoài mới là vũ khí bí mật lớn nhất, tuy bọn họ cũng đi tiền mồ hôi nước mắt của người dân, nhưng do bọn chúng ngoài làm quan ra thì chẳng có bản lĩnh gì cả. Sau khi đến nơi khác thì ngoài ăn ngày uống đêm, mua nhà lầu, tạo ra thế hệ con nhà giàu mới nổi, không mang lại ích lợi gì cho kinh tế của địa phương sẽ là nguồn gốc làm tăng thêm phần rối loạn. Tương đương với việc ngầm gieo tai họa ở địa phương, đợi thế hệ thứ hai, thứ ba sau này, thậm chí là nhiều thế hệ sau nữa, khi sinh ra sẽ trở thành lớp thế hệ nhàn hạ số lượng khổng lồ, thì sẽ càng thể hiện ra sự anh minh khi thả lũ quan tham chạy trốn ra nước ngoài. Chuyện hài kể trên đương nhiên chỉ là sự bất đắc dĩ mà thôi, nhưng cũng không thể nói không có chút đạo lý trong đó. Giống như có một người từng nói rằng, bạn có thù với ai thì hãy sinh một đứa bé gái, từ nhỏ không dạy dỗ đàng hoàng, để nó trở nên thích hư vinh tiêu tiền lung tung, sau đó con gái của bạn lấy con trai của kẻ thù, rồi cả gia đình của kẻ thù coi như xong. Chấm, suy nghĩ của Hạ Tưởng đi xa quá rồi, hắn liền dừng lại. Thật ra hắn nghĩ đến nguy cơ tín dụng thứ cấp ở Mỹ. Hệ thống tín dụng ở Mỹ chia làm hai cấp, một là tín dụng ưu đãi, một là tín dụng thứ cấp. Tín dụng ưu đãi giống với việc ngân hàng trong nước cho vay theo tiêu chuẩn, yêu cầu dữ liệu chi tiết tường tận của người vay, ngân hàng cũng xét duyệt rất nghiêm khắc, lãi suất khá thấp. Tín dụng thứ cấp thì xét duyệt người vay rất thoải mái, thích hợp với những người có thu nhập thấp lẫn có chút điểm đen về tín dụng, hoặc những người có khả năng trả nợ hơi kém, đồng thời lãi suất sẽ cao hơn một chút. Do giá nhà ở Mỹ liên tục tăng liền mấy năm, cho nên người đi vay thị trường tín dụng thứ cấp có thể dùng cơ hội giá nhà tăng cao để đập vào khoản tiền vay của họ. Nhưng khi giá nhà bị ngưng lại thì không có sự chênh lệch giá ở giữa nữa, cho nên người vay tín dụng rất khó trả nợ đúng hạn, vì vậy sẽ xuất hiện nguy cơ tín dụng thứ cấp, hơn nữa nếu hình thành quy mô thì sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Nguy cơ tín dụng thứ cấp hiện đã nổi lên rồi, sắp tới sẽ thử cả đất nước Mỹ. Thật ra Hạ Tưởng không phải là quan tâm đến nguy cơ tín dụng thứ cấp, hắn không hứng thú với bất động sản ở Mỹ, hắn quan tâm đến phản ứng dây chuyền bắt nguồn từ cái nguy cơ tín dụng thứ cấp lần này, và bởi nguy cơ tín dụng thứ cấp lần này gây ra đợt sóng thần tài chính năm 2008. Là một trận sóng thần tài chính quét sâu rộng khắp toàn cầu, ảnh hưởng đến bất động sản Mỹ, tài chính, nguồn năng lượng, và nhiều ngành nghề khác. Trực tiếp làm cho mấy ngân hàng ở Mỹ bị phá sản, đồng thời cũng gây cho kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực không thể xem nhẹ. Hạ Tưởng không thành thạo làm thế nào để thao tác hoạt động thị trường tài chính, nếu không phải bởi vì Liên Nhược Hạm có công ty mạng ở Mỹ, hắn mới không thèm quan tâm tới đề xuất của Phó Tiên Phong. Đồng thời hắn cũng không thích hành vi đầu cơ, bởi vì từ sau khi sống lại, hắn chưa bao giờ lợi dụng ưu thế biết trước sự việc để lợi dụng cổ phiếu kiếm món hời. Tuy nhiên nói đi nói lại, không kiếm tiền của người dân nước Mỹ thì uổng phí rồi. Hạ Tưởng không biểu hiện quá mức vội vàng, hỏi. Thao tác thế nào, phải nhờ phó chủ nhiệm phó chỉ dẫn hơn mới được. Phó Tiên Phong lại cố ý thả mồi. Nhìn xa trông rộng, phải bắt đầu từ chỗ đặt chân bé, nói về phát triển sau này của thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng cười thầm, Phó Tiên Phong vẫn là không yên tâm lợi ích của nhà họ Phó ở thành phố Thiên Trạch, nên nói. Việc đầu tư của tỉnh Lĩnh Nam và Sơn Thành vẫn sẽ đúng hạn mà làm, có cạnh tranh mới có sự phồn vinh của thị trường chứ. Không ngờ Phó Tiên Phong cười lắc đầu, nói thẳng. Tôi là hỏi anh, trong việc lựa chọn giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc, rốt cuộc là anh sẽ đứng về bên nào? Hạ Tưởng, nhà họ Ngô sẽ không trách anh thông qua được tổng hợp Thiên Cương, nhưng thế lực bình dân còn phải tiếp tục thúc đẩy nhiều chính sách hơn để phá vỡ ưu thế lũng đoạn của thế lực gia tộc. Sẽ có một ngày anh và nhà họ Ngô đối đầu sống còn với nhau, lẽ nào anh còn có thể lại quay về đứng vào hàng ngũ của thế lực gia tộc? Hơn nữa, tôi cho rằng anh căn bản chính là gián điệp nằm vùng của thế lực bình dân trong thế lực gia tộc. Hạ Tưởng cười ha hả. Gián điệp nằm vùng, nói hơi khoa trương rồi. Tôi lại muốn thỉnh giáo phó chủ nhiệm phó, giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc, có hay không khả năng chung sống hòa bình? Phó Tiên Phong ngây người một cách rõ rệt, sau đó y lại lắc đầu cười.
như nước với lửa. Vậy lại xin hỏi phó chủ nhiệm phó, kết quả so chiêu cuối cùng sẽ thế nào? Hạ Tưởng cũng nói thẳng luôn, bỗng phút chốc ra một câu hỏi khó như lên trời cho Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong lại sửng sốt. Theo tôi thì, thế lực gia tộc kết tụ lực lượng mạnh, gốc rễ thâm sâu. Nhưng tôi lại cho rằng, thế lực gia tộc chắc chắn sẽ thua. Lời nói của Hạ Tưởng làm giật mình. Với lại, nói không chừng còn sẽ thất bại thảm hại. Phó Tiên Phong cười mà không nói gì, lại qua một lúc sau mới hỏi một câu không thoải mái. Dựa vào anh. Không phải bởi vì tôi, mà là vì anh. Hạ Tưởng không khách sáo đá quả bóng sang. Phó chủ nhiệm phó, trong nhóm thế lực gia tộc có nhà như nhà họ phó thì sẽ không bao giờ đoàn kết chân thành, thì sẽ rất dễ bị lôi kéo phân hóa, tiêu diệt từng bộ phận. Phó Tiên Phong nhìn chừng chừng vào Hạ Tưởng nửa ngày, bỗng nhiên cười ha ha. Nói hay lắm, tôi chính là thích tính cách cái gì cũng dám nói của anh. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, thực ra là ngầm thừa nhận rồi. Hạ Tưởng cũng âm thầm khâm phục con người Phó Tiên Phong, làm tiểu nhân cũng hoàn toàn nhập vai, là tiểu nhân thật sự thì dám làm dám nhận, bạn cũng sẽ phải khâm phục y thật sự. Không giống với nhiều ngụy quân tử, bề ngoài thì đạo mạo, nhưng trong bụng lại đầy bỉ ổi. Xấu xa, đó mới là người ghê tởm nhất. Dự định lâu dài của phó chủ nhiệm phó chính là đạp đổ tường đông vá tường tây. Mỗi lần ra chiêu, bất kể là đạp đổ tường đông của thế lực bình dân hay là phá tường nhà họ Ngô, nhà họ Mai và nhà họ Khâu, bên được vá đều là tường tây của nhà họ phó. Thôi thì đã lật bài rồi thì cứ nói trắng ra luôn, Hạ Tưởng cũng rõ, giữa hắn và Phó Tiên Phong thì cơ hội ngồi cùng một chỗ với nhau nói thẳng nói thật sẽ không nhiều. Có được một lần thì bớt một lần. Càng hiểu về lối suy nghĩ của Phó Tiên Phong hơn thì càng có lợi cho hắn nhìn rõ con đường sau này. Con đường về sau đi như thế nào, trong lòng hắn càng ngày càng rõ nét hơn rồi. Hắn rất rõ, Phó Tiên Phong đàm phán công bằng với hắn là cho rằng hắn đứng ở giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc, vừa muốn mọi việc thuận lợi lại vừa muốn được lợi ích, cũng là suy nghĩ đầu cơ nên mới mượn lý do đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch để hôm nay nói chuyện rõ ràng với hắn. Nói trắng ra, Phó Tiên Phong vẫn là vừa muốn hợp tác lại vừa muốn lợi dụng hắn, từ đó đạt được mục đích phân hóa bốn nhà gia tộc và giúp gia đình mình lớn mạnh. Càng làm cho Hạ Tưởng hiểu rõ một điểm, nếu như hắn đoán không nhầm, mục đích thật sự của Phó Tiên Phong chính là mặc kệ sự sống chết của ba nhà họ Ngô, họ Mai và họ Khâu, trong mỗi lần thế lực bình dân và thế lực gia tộc xuất chiêu với nhau, nhà họ Phó đều mượn cơ hội mà làm mình lớn mạnh hơn một chút, cuối cùng giỏi hơn ba nhà còn lại. Sau đó sẽ coi đó là tặng phẩm toàn thắng, rồi tiện tay bóp chết tiền đồ của hắn. Đương nhiên, Phó Tiên Phong vì để dụ hắn mắc mưu, chắc chắn sẽ đề xuất nhiều điều kiện hậu đãi. Hắn mà đồng ý hợp tác với Phó Tiên Phong, thì dùng một câu có thể hình dung không thể chuẩn xác hơn đó là, chơi cùng chó sói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Hạ Tưởng chưa bao giờ là người sợ hãi gian nan, gặp chuyện mà không trốn tránh mới là tính cách của hắn. Phó Tiên Phong vẫn giữ bộ dạng thản nhiên vô lại. Trong vấn đề theo đuổi làm lợi ích biến thành lớn nhất, thế lực bình dân và thế lực gia tộc, cụ thể đến nhà họ Ngô, hoặc nhà họ Phó thì đều giống nhau điểm xuất phát, mọi người đều xấu như nhau, ai cũng chẳng cười chê ai, ngay cả cậu Hạ Tưởng cũng như vậy. Hạ Tưởng liền học Phó Tiên Phong, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười. Chúng ta không thảo luận ai thắng ai thua nữa, nói xem vấn đề sau này hợp tác thế nào. Phó Tiên Phong gật đầu. Giữa chúng ta có cái nền móng hợp tác. Y dùng tay chỉ Phó Tiên Tiên đang đi đến đỉnh hóng mát. Dù sao anh cũng từng cứu Tiên Tiên, anh là ân nhân nhà họ Phó. Lấy tình cảm làm sao động lòng người. Thủ đoạn của Phó Tiên Phong đúng là tầng tầng lớp lớp. Hạ Tưởng cười không nói gì, có lúc không nói gì còn thú vị hơn là nói ra. Không ngờ Phó Tiên Phong lại nói tiếp. Anh cũng là người mà cả đời này Tiên Tiên không thể quên được. Là người có ảnh hưởng lớn nhất tới nó. Bây giờ lời của anh còn tác dụng hơn cả lời nói của ông cụ nhà tôi. Hạ Tưởng, sau này anh phải chăm sóc nó nhiều hơn một chút, đừng để nó chịu thiệt thòi. Hạ Tưởng không thể hình dung nổi tâm trạng của hắn nữa rồi, Phó Tiên Phong trắng trợn phó thác Phó Tiên Tiên cho hắn, dùng em gái làm quả cân thì không thể dùng từ vô liêm sỉ để hình dung được nữa, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên, suýt nữa không nhịn nổi thủ đoạn quá trực tiếp quá bị ổi của Phó Tiên Phong. Có điều nhịn vẫn phải nhịn nên nén xuống rồi, tuy nhiên vẫn là không khỏi cảm than, bảo hổ lột ra thật chẳng dễ dàng gì. Phó Tiên Phong lại chẳng phát giác ra khác thường ở Hạ Tưởng,
màn kịch trước đã diễn xong, giờ nói đến vấn đề chính. Bước đầu tiên, hãy bình ổn thế cục thành phố Thiên Trạch trước đã. Thành lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch chỉ là bước thứ nhất, đợi nguồn vốn và nhân viên kỹ thuật của bộ đường sắt sắp xếp xong rồi mới thật sự lên chương trình thì phải đợi bao giờ. Anh sắp xếp cụ thể một phó thị trưởng chuyên phụ trách việc này, tôi sẽ xoay sở ở giữa. Nói, y lại giơ ra 5 ngón tay phải. Hạ Tường mỉm cười, vẫn là giơ ra 3 ngón tay. 300 mẫu, nhiều hơn là không được, không thể ảnh hưởng đến toàn cục. Phó Tiên Phong cười lắc đầu. Được thôi, tôi nhượng bộ. Bước thứ hai, trong một năm anh phải đẩy Trần Khiết Văn đi lên làm nhân vật số 1. Khi nào anh làm nhân vật số 1 rồi, đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch mới chính thức khởi công, đây là điều kiện tiên quyết. Bước thứ ba, ở vòng tiếp theo khi nào phía bình dân lại ra tay đánh phá sự lũng đoạn của thế lực gia tộc, chúng ta hãy bắt tay nhau. Lúc này Phó Tiên Tiên đã đi đến đỉnh hóng mát, Phó Tiên Phong liền ngưng cậu chuyện, nói hàm xúc. Giải quyết nền móng hợp tác trong nước đã, hợp tác ở nước ngoài tôi đã có kế hoạch rồi, sau này chúng ta vẫn kịp thời liên kết. Hạ Tường cũng gật đầu rất ăn ý, dù sao hắn chính là muốn làm cho Phó Tiên Phong hoàn toàn tin rằng hắn đã bị lay động. Phó Tiên Tiên mới không thèm để tâm Hạ Tường và Phó Tiên Phong bàn những chuyện gì, cô ngồi bên cạnh Hạ Tường, nói. Phó Tiên Phong, em vừa nhận được điện thoại, bố muốn anh về gấp, có chuyện lớn. Chương 1045, tình thế thay đổi. Phó Tiên Tiên trực tiếp quát tên Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong không cảm thấy xấu hổ chút nào. Đoán chừng cũng là đã quen với tác phong của Phó Tiên Tiên, gã đứng lên. Chuyện gì mà ngạc nhiên? Em không hỏi, chỉ nghe ba nói loáng thoáng. Có thể có liên quan tới việc đưa bộ luật ra thực thi. Hạ Tường và Phó Tiên Phong liếc nhau, hai người đồng thanh. Luật chống độc quyền. 6 năm trước. Quốc vụ viện đã thông qua nguyên tắc, dự thảo luật chống độc quyền của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhưng cho đến nay vẫn không giao cho Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân biểu quyết. Có thể thấy được là gặp không ít trở ngại. Hơn nữa nghe nói thời điểm ở Quốc vụ viện thông qua bản dự thảo, liền cắt bỏ chương và chi tiết trong bản dự thảo về tính lũng đoạn hành chính. Trong đó bao gồm khái niệm lũng đoạn hành chính, biểu hiện hình thức và nội dung. Nhưng trong bản dự thảo sơ lược vẫn bảo lưu điều khoản lũng đoạn hành chính. Cho dù như vậy, bản dự thảo vẫn ở mức nhất định chú ý tới quyền lợi của xí nghiệp độc quyền. Cuối cùng không thể không chọn phương án dung hòa. Nhận định, luật chống độc quyền, rốt cục cũng đưa ra biểu quyết tại Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân. Đối với họ Phó và họ Ngô, họ Mai và họ Khâu mà nói, dứt khoát là một việc cực kỳ quan trọng. Bởi vì, luật chống độc quyền, đưa ra thực thi, chính là để hạn chế lợi ích của bọn họ, đạt được hiệu quả cho mục đích hạn chế độc quyền. Phó Tiên Phong cũng không nói nhiều, chỉ bắt tay Hạ Tường. Sau này sẽ gặp lại. Hạ Tường cũng cố gắng cầm tay Phó Tiên Phong. Thuận buồm xuôi gió. Tiến bước Phó Tiên Phong, Hạ Tường trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Thời điểm cụ thể đưa, luật chống độc quyền, ra thi hành, hắn nhớ không rõ. Bởi vì đời sau của hắn cũng không quá chú ý việc đưa ra thực thi điều khoản pháp luật. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ. Một bộ, luật chống độc quyền, chỉ có thể tạo được ảnh hưởng ràng buộc nhất định. Không có cách nào ngăn chặn tận gốc rễ ý tưởng của thế lực gia tộc cậy vào ngành sản xuất độc quyền tiếp tục phát triển lớn mạnh. Trong nước sớm muộn gì sẽ đi theo chủ nghĩa tư bản quyền quý. Dựa vào lực lượng cá nhân của hắn căn bản là ngăn không được bánh xe lớn của lịch sử. Có thể Phó Tiên Phong có quan hệ tới vụ tranh luận làm một vố lớn của nước Mỹ, vì gã mở ra một cánh cửa khác khả thi hơn. Gã có thể mượn lực lượng tư bản khổng lồ, chẳng những có thể dùng để tác động quyền lợi của thế lực gia tộc, sau đó có được thực lực kinh tế không ai có thể lay động, cũng liền bảo đảm dựng lên thế bất bại. Đừng nói, Phó Tiên Phong tuy là tính tình bụng dạ khó lường, nhưng dù là người xấu, cũng có được một mặt có lợi để có thể lợi dụng. Hạ Tường chuyến này thu hoạch không nhỏ, cũng khiến cho trong lòng hắn nổi lên ý tưởng mạnh mẽ chưa từng có, muốn cuốn sạch lợi nhuận từ thị trường Mỹ. Nước Mỹ vừa dụ dỗ vừa lừa gạt Trung Quốc rất nhiều năm, hiện tại hắn có ưu thế là người biết trước tương lai. Lừa gạt nước Mỹ một lần thì không có vấn đề gì, cho dù là lừa thành công, dù sao cũng không có cảm giác áy náy. Đang suy nghĩ tới mức xuất thần, vừa ngẩng đầu lên thấy Phó Tiên Tiên ngồi đối diện hắn, đang mở to hai mắt nhìn hắn. Phó Tiên Tiên mặc chiếc váy không dài, cô lại không ngồi chéo chân, càng làm cho người ta bực ứa máu chính là,
cô còn không giữ váy trước quạt gió. Hết lên rồi xuống, cảnh tượng bên trong váy thu trọn vào trong tầm mắt. Bắp đùi trắng, chiếc quần lót bằng tơ tằm mê người. Cái eo nhỏ làm mạch máu người ta sôi sục. Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua, tim không thể không đập nhanh. Cũng lạ, hắn không phải chưa thấy qua Phó Tiên Tiên mặc bikini, sao hôm nay đổi ngược lại thấy động lòng. Xem ra tư tưởng đàn ông ở thời điểm khác nhau, sức chống đỡ đối với phụ nữ cũng có khác biệt. Phó Tiên Tiên trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, tiếp tục dường như không có chuyện gì với cái quạt, còn cố ý chọc giận hắn. Xem kìa, muốn nhìn thì mạnh dạn mà nhìn, đừng lén lút, thật vô nghĩa, anh cũng không phải kẻ nhát gan, giả bộ cái gì mà giả bộ. Nếu xung quanh là chỗ không người, nói không chừng thực sự Hạ Tưởng sẽ đánh khẽ Phó Tiên Tiên một cái. Hiện tại đang ở thôn quê, mặc dù cách hiện trường công trường hơi xa. Nhưng nếu có người nhìn về nơi xa, cũng có thể thấy một vài nét sơ lược. Hạ Tưởng liền chịu thua. Được rồi, đừng gây náo loạn. Anh phải vội quay về thành phố, còn có chuyện gấp. Em tiếp tục giám sát thi công, lúc nào có vấn đề thì tìm anh. Hạ Tưởng quả thật có việc cần hoàn thành. Phó Tiên Phong chẳng những mở một cánh cửa cho hắn, còn để cho hắn hiểu được tình hình của Thiên Trạch. Có thể thực sự sẽ có thay đổi, bởi vì Trần Khiết Văn đã phản ánh với tỉnh ủy rằng bộ máy đảng chính phối hợp không tốt, hắn cũng nghe nói qua. Nhưng tỉnh ủy vẫn chưa đưa vấn đề này ra nghiên cứu. Nhưng có thể khẳng định một điểm, chính là còn một năm nữa là Trần Khiết Văn hết nhiệm kỳ. Rời khỏi Thiên Trạch trước nửa năm, cũng coi như trong phạm vi bình thường. Còn có dự án đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch sắp được thông qua. Cũng là một việc lớn có ảnh hưởng sâu sắc tới tình thế Thiên Trạch. Nhất định phải cẩn thận hành động. Hơn nữa xung quanh việc đưa, luật chống độc quyền, ra thực hiện, thế lực bình dân và thế lực gia tộc có thể có một trận đấu mới. Phó Tiên Tiên cũng không nói gì thêm, cô thỉnh thoảng cũng cầm được thì cũng buôn được. Ai ngờ vừa mới trở lại hiện trường thi công, Lý Ái Lâm tài xế lái xe của Hạ Tưởng tới đón Hạ Tưởng. Phía sau lại có một đoàn xe đi theo, vừa nhìn chính là nhân vật số 1, số 2 của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tới. Hạ Tưởng nhíu nhíu mày, đang muốn trách Lý Ái Lâm nhiều chuyện. Lý Ái Lâm liền vội vàng tỏ vẻ xấu hổ. Thị trưởng Hạ, đều do tôi không cẩn thận, để người của huyện ủy phát hiện ra xe của anh. Bọn họ liền muốn qua đây. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục trách Lý Ái Lâm gì. Người phía dưới đối với số hiệu biển số xe của thành phố, nhớ rất rõ ràng. Đừng nói là xe riêng của thị trưởng như hắn, cho dù xe của cục bộ quan trọng, ở huyện đều nhớ rõ rành rành. Sau khi bí thư huyện ủy Mai Thanh và chủ tịch huyện Lý Giật Phong xuống xe, một trước một sau vây lại, niềm nở hỏi thăm sức khỏe Hạ Tưởng. Mai Thanh thì so với thời gian ở thành ủy gầy đi nhiều. Có thể thấy đúng là hết lòng vì sự phát triển của huyện Bào Mã. Lý Giật Phong cũng thực tế hơn, lúc nói chuyện, điềm tĩnh mà khiêm tốn. Cũng khiến Hạ Tưởng ngầm gật đầu. Cuối cùng Hạ Tưởng vẫn từ chối lời mời nhiệt tình của Mai Thanh và Lý Giật Phong, quay về thành phố. Ngược lại, trước khi đi chỉ thị 3 điểm đối với sự phát triển sau này của huyện Bào Mã. Mai Thanh và Lý Giật Phong đều lấy sổ tay nghiêm túc ghi lại. Vừa về đến thành phố, Hạ Tưởng liền lập tức triệu tập hội nghị thường vụ. Sắp xếp 3 nhiệm vụ. Sau đó, Dương Kiếm phụ trách công tác thu hút đầu tư kinh Bắc Tân Thành. Bước quan trọng tiếp theo chính là mượn việc Tổng Bí Thư thị sát đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư. Thứ hai, Chiến Kính Bằng phụ trách liên lạc trao đổi giữa hai đầu Bắc Kinh Thiên Trạch. Một khi dự án lên chương trình, lập tức dốc toàn lực đưa kinh phí đầu tư vào công việc. Thứ ba, Lý Hiểu Mẫn phụ trách sàng lọc 3 xí nghiệp trọng điểm trong toàn thành phố báo cáo tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ đó Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo cho Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia. Danh sách 20 xí nghiệp xin hỗ trợ. Hội nghị mở ra rất làm cho lòng người phấn khởi, bởi vì thị trưởng Hạ tuy là không tiết lộ nửa câu về hướng đi của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, nhưng ai cũng nghe hiểu, việc vây hãm Thiên Trạch mấy tháng, hơn nữa có thể đối với sự phát triển thành phố Thiên Trạch mang đến vấn đề khó khăn cho Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, đã bị phá bỏ rồi. Mọi người nhìn về phía thị trưởng Hạ, ngoài sự sôi nổi còn có sự kính nể. Một lãnh đạo, không chỉ có thủ đoạn chính trị, còn phải có bản lĩnh lấy kinh phí cho dự án từ cấp trên. Còn phải có khả năng giải quyết bình ổn sức cản từ khắp mọi phía, lại có kỹ năng thu hút đầu tư, gần như chính là hình tượng người lãnh đạo toàn mỹ mà mọi người cảm nhận thấy được. Dễ nhận thấy, thị trưởng Hạ trong cảm nhận của mọi người càng ngày càng có xu thế hoàn mỹ.
hơn nữa thị trưởng Hạ còn không tham lam, không thiên vị. Tuy rằng trong phó thị trưởng cũng có chút hoài nghi và không hiểu, nhưng nói chung, tiếng tăm của Hạ Tường ở Ủy ban Nhân dân thành phố tăng lên đến cực điểm. Sau đó, Chiến Kính Bằng liền không kìm chế được hưng phấn, lập tức đi tới phòng làm việc của Hạ Tường, vừa vào cửa đã nói. Thị trưởng Hạ, thông báo của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, lúc nào thì gửi đến. Chiến Kính Bằng vẫn không đổi được tật bộp chộp, y làm việc có nhiệt tình, cũng toàn tâm toàn ý muốn làm việc thật tế, nhưng cũng như rất nhiều cán bộ ở các bộ và ủy ban trung ương chưa đủ kinh nghiệm đã xuống địa phương đảm nhiệm chức lãnh đạo chủ chốt, liều lĩnh mà hấp tấp. Đối với trở ngại chưa nhận thức được đầy đủ là một mặt. Mặt khác, thỉnh thoảng trong phương pháp làm việc cũng không đúng. Hạ Tường cũng chẳng muốn truy cứu thái độ thất lễ của Chiến Kính Bằng. Tuy nhiên vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị. Kính Bằng, có một số việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Làm tốt công tác trước mắt, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển lúc nào phát thông báo là việc của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Chiến Kính Bằng mặt đỏ lên, hiểu rõ vấn đề vừa rồi quá lanh chanh. Nếu đổi lại là một gã thị trưởng khác, chẳng những đem công trạng làm của riêng, còn có thể giở thủ đoạn chính trị với y vừa đấm vừa xoa. Thị trưởng Hạ không tự cho mình có công lao, trực tiếp để y đi làm, cũng là thị trưởng hào phóng hiếm thấy. Y liền ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, thị trưởng Hạ, tôi xúc động quá, lần sau sẽ không như vậy nữa, anh yên tâm. Biểu hiện của Chiến Kính Bằng làm Hạ Tường hài lòng, khẽ gật đầu. Chiến Kính Bằng vừa đi, Bùi Nhất Phong lại tới. Chương 1046, Tống Chiêu Độ tức giận. Với tính tình của Bùi Nhất Phong, Hạ Tường không mấy thích, bởi vì Bùi Nhất Phong chẳng những là kẻ thâm hiểm linh hoạt, hơn nữa còn giỏi trò mượn gió bẻ măng. Chủ yếu là Bùi Nhất Phong có kiểu xử lý công việc không xem quyền lợi đại cục là cao nhất. Nên hắn thấy Bùi Nhất Phong cũng không đáng tin cậy. Thực ra, trong mọi sự kiện, hắn chẳng muốn lôi kéo Bùi Nhất Phong về phe của mình. Chỉ là muốn căn cứ vào một lần hợp tác quyền lợi, không nghĩ tới Bùi Nhất Phong ngược lại rất triệt để. Hiện tại hoàn toàn cách xa Trần Khiết Văn, điều đó cũng làm cho Hạ Tưởng chuẩn bị không kịp, đành phải buộc lòng chấp nhận thực tế. Thực ra hắn cũng không muốn tỏ rõ việc lôi kéo bè phái ở thành ủy Thiên Trạch, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho tỉnh ủy. Chẳng qua tình hình thay đổi hơi nhanh quá, hắn cũng quyết định tạm thời chấp nhận thực tế. Nhưng cũng muốn để Bùi Nhất Phong hiểu rõ một chút, quan hệ giữa hắn và Bùi Nhất Phong vẫn phải giữ một khoảng cách thích hợp. Bùi Nhất Phong đến đây là để báo cáo tiến triển trong công việc gần đây của Cục Công an thành phố, và bước tiếp theo chuẩn bị mở rộng chấn chỉnh điều kiện an ninh trật tự trọng điểm. Hoạt động dọn dẹp bọn chống đối để bảo vệ nhà đầu tư và hàng hóa. Y cũng từ Lộ Hồng Chiêm nắm được một số điểm, tìm hiểu thêm về phong cách chấp chính của thị trưởng Hạ, biết được bước tiếp theo toàn thành phố sẽ dấy lên cao trào thu hút đầu tư, cho nên liền túm chặt lấy điểm này, bày ra một đợt hành động sửa trị. Ánh mắt Hạ Tưởng đầy vẻ thâm ý sâu sắc, liếc nhìn Bùi Nhất Phong một cái. Nghĩ thầm Bùi Nhất Phong là thật lòng dựa dẫm. Cho dù thế nào, Bùi Nhất Phong làm việc quả thật cũng đang hợp ý hắn. Hắn không có lý do gì từ chối. Thành ủy Thiên Trạch, lòng người hoang mang, đang nổi lên một đợt xếp hàng mới. Chấm, tỉnh ủy, phòng làm việc của chủ tịch tỉnh. Tống Chiêu Độ đang phê duyệt văn kiện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động thư ký Trần Thái Trung phía ngoài lúng túng đứng dậy. Lại nghe tiếng y hơi chút căng thẳng. Bí thư Phạm. Tống Chiêu Độ hơi kinh hãi. Phạm Duệ Hằng không chào hỏi đột nhiên tới văn phòng của gã, chắc chắn có chuyện quan trọng. Trong ấn tượng của Tống Chiêu Độ, số lần Phạm Duệ Hằng đích thân tới văn phòng của gã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu gã nhớ không nhầm, hôm nay hẳn là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lúc Phạm Duệ Hằng vừa mới nhậm chức bí thư tỉnh ủy. Phạm Duệ Hằng đến đây với thái độ bao quát, muốn làm thân với gã, vì để bộ máy vận hành trơn tru mà tỏ thiện chí. Nhưng hôm nay đến đây, lại gây ra chuyện gì? Tống Chiêu Độ bỗng nhiên trong lòng có chút dự cảm xấu. Gã vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Bí thư tỉnh ủy đích thân tới, gã nhất định phải thể hiện thái độ phù hợp. Phạm Duệ Hằng lại tùy tiện gật gật đầu với Tống Chiêu Độ. Nhìn quanh văn phòng một chút. Điều kiện cũng không tồi. Chiêu Độ, văn phòng làm việc của anh so với văn phòng làm việc của tôi bài trí sáng sủa, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Chút nữa anh đến văn phòng của tôi nhìn một cái, tôi cứ thấy chỗ nào đó bày biện không vừa ý. Tống Chiêu Độ cười cười, ra vẻ lễ phép mời Phạm Duệ Hằng vào bên trong nói chuyện. Vấn đề của Phạm Duệ Hằng, gã không tiện trả lời.
bởi vì phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy là do trưởng ban thư ký tỉnh ủy sắp xếp bố trí. Nếu gã đề xuất ý kiến gì chẳng khác nào bất mãn với công việc của trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy là đại quản gia của tỉnh ủy, không phải đại quản gia của chính quyền. Về mặt sắp xếp của tỉnh ủy, gã không cần phải chỉ tay năm ngón. Đi vào trong phòng, Trần Thái Trung kính cẩn rót trà, không đợi chỉ bảo liền lặng lẽ đi ra rồi chốt cửa. Nhân vật số 1, số 2 trò chuyện, không phải chỗ để y có thể nghe. Phạm Duệ Hằng còn nói vài câu về tình hình kinh tế trước mắt của tỉnh Yến. Rõ ràng là đang vòng vo ngoài lề, kiểu nói dăm ba câu chung chung, sau đó ông ta mới đi vào chủ đề chính. Triều Độ, bộ máy thành ủy Thiên Trạch phối hợp không được tốt lắm. Với việc này, anh có ý tưởng gì không? Tống Triều Độ trong lòng kinh sợ. Từ lúc Tổng Bí Thư thị sát lần trước, Trần Khiết Văn liền đệ trình lên tỉnh ủy ý kiến bộ máy đảng chính không đồng bộ. Lúc ấy Phạm Duệ Hằng nghĩ là sẽ bỏ mặc sự việc. Không ngờ, sau khi Tổng Bí Thư thị sát, lại đặc biệt chú trọng vấn đề này. Bí Thư Phạm rốt cuộc là có dụng ý gì? Nếu Bí Thư tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của ủy viên thường vụ khác, chính là thuận miệng hỏi. Bởi vì vấn đề nhân sự ông ta nắm chắc trong đầu, không cần phải tham khảo ý kiến người khác. Nhưng hỏi Chủ tịch tỉnh, chính là thực sự đến trưng cầu ý kiến. Vấn đề nhân sự mặc dù là vùng cấm của Bí Thư, ngoại lệ cũng sẽ hết sức tôn trọng ý kiến của Chủ tịch tỉnh. Phạm Duệ Hằng mở miệng hỏi gã có ý kiến gì, Tống Chiêu Độ lòng hơi thiếu tự tin, bởi vì hắn không rõ Phạm Duệ Hằng rốt cuộc có thái độ thế nào với thành ủy Thiên Trạch. Hoặc chính xác thì Phạm Duệ Hằng về phía Hạ Tưởng hay về phía Trần Khiến Văn. Với động cơ của Tống Chiêu Độ, gã càng mong muốn Hạ Tưởng tiếp tục ở lại Thiên Trạch. Cho dù là duy trì tình trạng như hiện nay cũng tốt. Bộ máy phối hợp không tốt, không phải vấn đề của một người. Hạ Tưởng ở thành phố Thiên Trạch thành tích rõ như ban ngày, hẳn là muốn phát triển kinh tế, muốn phá vỡ nếp sống bảo thủ lạc hậu của Thiên Trạch. Tất nhiên sinh ra mâu thuẫn với Trần Khiết Văn. Đương nhiên nếu không phải bởi vì vấn đề Thiên Cương, mâu thuẫn trong lúc đó giữa Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn cũng sẽ không phát triển đến mức không thể dàn xếp. Chủ yếu cũng là thất bại to lớn trên hội nghị thường vụ, khiến cho quyền uy của nhân vật số 1 Trần Khiết Văn không còn sót lại chút gì. Mâu thuẫn giữa bà và Hạ Tưởng đã công khai rồi, cũng không trách Hạ Tưởng, kế hoạch chỉnh hợp là phải thực hiện. Là đấu tranh giữa hai thế lực giai cấp, chỉ có nhất quyết được thua, không thể thỏa hiệp. Hoặc là có thể nói, Hạ Tưởng hôm nay cùng Trần Khiết Văn giống như nước với lửa, cũng là bởi vì nguyên nhân kế hoạch chỉnh hợp của gã. Nhưng Tống Chiêu Độ cũng biết, Hạ Tưởng có hai nhân tố bất lợi. Một hắn là thị trưởng, là nhân vật số 2. Hai là hắn từ quận Hạ Mã tới thành phố Lang. Hai nơi đều ném đi không ít người. Làm cho người ta có ấn tượng xấu giống như loại người chuyên sinh sự gây chuyện khắp nơi. Kỳ thật Tống Chiêu Độ hiểu rõ trong lòng. Ở quận Hạ Mã là vì phá vỡ thế cuộc sắp đặt của Phó Tiên Phong. Ở thành phố Lang là thủ tướng cố ý để Hạ Tưởng đi phá vỡ thế cuộc. Đến Thiên Trạch, lại là thủ bút của họ Ngô, Hạ Tưởng trải qua mấy thời điểm chính trị quan trọng. Hắn là con cờ, tuy rằng cũng có một phần tự quyết, nhưng trên thực tế vẫn nằm trong khống chế của nhân vật hậu trường. Chẳng trách Hạ Tưởng, hắn rốt cuộc chỉ là cán bộ cấp sở. Chỉ có lên tới cấp bộ trưởng trở lên mới có thể tự chủ tính toán. Người trong quan trường, phần nhiều dưới tình hình chung, là không tự chủ được. Ngay cả gã thân là chủ tịch tỉnh, cũng cảm thấy bó chân bó tay khắp nơi. Tống Chiêu Độ trầm ngâm một lát, thấy Phạm Duệ Hằng vẻ mặt bình tĩnh. Dường như thái độ chỉ là tùy ý hỏi một câu, gã nói. Tôi nghĩ có thể là đồng chí Trần Khiết Văn quá nhạy cảm. Thực ra tình hình thành phố Thiên Trạch coi như ổn thỏa. Bộ máy vận hành bình thường, không cần phải điều chỉnh. Ồ! Phạm Duệ Hằng thản nhiên đáp lại một câu, đứng dậy cầm lấy bình tưới, tưới nước cho cây lan quân tử trong phòng làm việc của Tống Chiêu Độ, dường như là không để ý nói. Ban tổ chức Trung ương để ban tổ chức tỉnh ủy báo lên danh sách 10 người. Trường Đảng Trung ương muốn xây dựng một lớp huấn luyện trung thanh niên. Vấn đề chọn người tôi vẫn chưa có chủ kiến, anh có đề cử nào hay không? Bí thư trong lòng lại không chọn được người thích hợp. Tống Chiêu Độ đoán được dụng ý của Phạm Duệ Hằng, trong lòng hơi có chút không vui. Xét một cách công bằng, lớp huấn luyện trung thanh niên của Trường Đảng Trung ương danh xưng là cái nôi đào tạo cán bộ cấp tỉnh. Được xưng là lớp người dự bị cán bộ cấp tỉnh. Danh sách học viên cũng do ban tổ chức trung ương tự xét duyệt quyết định. Yêu cầu hết sức chặt chẽ. Nhưng tuy có danh xưng là lớp dự bị,
nhưng cũng không phải tất cả học viên trong lớp huấn luyện trung thanh niên đều trở thành cán bộ tỉnh. Từng có người đã nhất trí, học viên của lớp huấn luyện trung thanh niên có 1/3 là lên cán bộ cấp tỉnh. Nói cách khác, có 2/3 không hề được thăng chức. Phạm Duệ Hằng là muốn dọn Hạ Tưởng đi, nếu không ông ta sẽ không thuận miệng nhắc tới vấn đề chọn người cho lớp huấn luyện trung thanh niên. Toàn tỉnh được 10 người, rất dễ chọn, bí thư tỉnh ủy mở miệng hỏi chủ tịch tỉnh chọn người đề cử, thâm ý sâu sắc. Tống Chiêu Độ nhất định phải bảo vệ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hiện tại theo lớp huấn luyện trung thanh niên lợi ích không nhiều. Thiên Trạch lúc này vừa mới tháo gỡ cục diện, hiện tại ra đi chẳng khác nào đem chiến tích tốt đẹp dâng cho người ta. Liên tưởng đến mấy lần trước, Hạ Tưởng rời quận Hạ Mã, rời thành phố Lang, đều vô cùng gấp gáp, đều lấy làm tiếc vì để cho người khác hái được quả ngọt, gã trong lòng rất không thoải mái. Thiên Trạch, làm sao có thể tách rời Hạ Tưởng? Bí thư Phạm cũng không ngẫm lại. Nếu Hạ Tưởng rời Thiên Trạch, kinh tế Thiên Trạch làm sao phát triển? Nhưng chỉ có thể buồn bực trong lòng, không thể nói ra. Tống Chiêu Độ liền nói theo Phạm Duệ Hằng, gã là chủ tịch tỉnh, không phải trưởng ban thư ký tỉnh ủy, cũng không phải phó chủ tịch tỉnh, không cần phải phỏng đoán ý nghĩ của Phạm Duệ Hằng. Nếu Phạm Duệ Hằng không nói ra, gã cũng làm bộ ngu. Ứng cử viên cũng có vài người, Lý Đinh Sơn, Cao Hải đều là ứng cử viên không tồi. Phạm Duệ Hằng buông bình tưới xuống, giơ tay cầm khăn mặt xoa xoa tay. Đã kiểm tra đánh giá nửa năm nay, Quốc Thụy dường như đánh giá Hạ Tưởng không cao. Tống Chiêu Độ trong lòng nhảy dựng lên, ủy viên thường vụ tỉnh ủy phân công quản lý đánh giá xếp hạng nhân vật số 1 số 2 của các thành phố phía dưới, hai hạng mục Đàm Quốc Thụy phân công quản lý rất quan trọng. Khi cho điểm thấp, rõ ràng là dùng kiểm tra đánh giá muốn kẹp cổ Hạ Tưởng. Tống Chiêu Độ thầm nghĩ, Đàm Quốc Thụy làm như vậy không phải hành động sáng suốt. Bởi vì thân là chủ tịch tỉnh, xếp hạng kiểm tra trong tay gã quan trọng hơn. Gã nổi lại có thể đè thấp điểm của Trần Khiết Văn nếu muốn trả thù. Tôi tôn trọng ý kiến đồng ý Quốc Thụy, nhưng đồng chí Hạ Tưởng có ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm. Chúng ta phải kiểm tra đánh giá trên nguyên tắc trân trọng động cơ của cán bộ đảng viên. Đồng chí Khiết Văn ở Thiên Trạch 4-5 năm, việc phát triển Thiên Trạch vẫn bốn bể yên tĩnh. Chúng ta phải khen ngợi đồng chí Khiết Văn vì cống hiến làm ổn định phát triển Thiên Trạch. Không thể nói bà ấy không có thành tích gì. Hạ Tưởng mới đến Thiên Trạch không lâu, hắn liền vì Thiên Trạch mang đến một sức sống mới. Nhà máy phát điện bằng sức gió Lam Thiên, thành phố du lịch văn hóa, Hoa Hải Nguyên, còn có Kinh Bắc Tân Thành. Thu hút hơn 60 tỷ tài chính, tỉnh ủy đối với cán bộ như vậy còn muốn có ý kiến gì? Muốn tôi nói, cho dù trong quá trình thu hút đầu tư, động chạm đến quyền lợi một số người thì làm cho bọn họ nhường đường. Tất cả vì phục vụ kiến thiết kinh tế. Rời bỏ kiến thiết kinh tế, sự nghiệp của chúng ta là khu rừng không có cây. Tống Chiêu Độ rất không khách khí nói ra ý nghĩ trong lòng. Lại thêm vào vài câu. Đồng chí Quốc Thụy là cán bộ bên Bắc Kinh. So với chúng ta ít hơn vài tuổi, càng nên cởi mở trong tư tưởng. Càng nên có ý chí mạnh dạn đa chiều mới đúng. Đầu tiên là nói Trần Khiết Văn. Sau đó lại khéo léo phê bình Đàm Quốc Thụy. Thái độ Tống Chiêu Độ kiên quyết cũng khiến Phạm Duệ Hằng trong lòng không vui. Nhưng không vui cũng không nên biểu hiện ra. Ông là bí thư tỉnh ủy, nhưng hiện tại người đứng sau ông ở thủ đô còn không bằng Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ hiện giờ được thủ tướng đánh giá cao. Sẽ bàn bạc. Phạm Duệ Hằng không kết luận, không tỏ rõ ý kiến mà nói một câu. Chắp tay sau đít, xoay người đi. Tống Chiêu Độ tiến tới cửa. Thấy bóng Phạm Duệ Hằng dần mất hẳn ở chân cầu thang mới trở lại văn phòng. Trong bụng toàn là bực bội. Hạ Tưởng sao lại là trở ngại trong mắt bọn họ, muốn loại bỏ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa mới có được chút thành tích ở Thiên Trạch, lại có người có ý muốn điều động người. Còn muốn bắt chước thủ đoạn ở thành phố Lang, dùng một cước đá văng Hạ Tưởng ra. Vì sao, và vì cái gì? Chẳng lẽ Hạ Tưởng là con cờ để tùy ý người ta bảo đến là đến bảo đi là đi? Hắn đã nhiều lần may áo cho người khác mặc rồi. Tống Chiêu Độ càng nghĩ càng giận. Ai điều động Hạ Tưởng thì cũng như động tới gã. Đối với gã mà nói, có hai người không thể bị kẻ khác làm hại đến một sợi lông. Một là Tống Nhất Phàm, người kia là Hạ Tưởng.